Đại hào môn Tiêu Phàm. Chương 1356, Trường sinh tướng. Khó mà nói, chưa thử qua sự tình, nhưng có thể tìm tới mặt khác nửa viên nội đan, hòa làm một thể, chỗ tốt khẳng định là không nhỏ. Chấm ngoặc kép, Tiêu Phàm miệng thảo luận, đã đi thẳng tới bàn trước đó, vươn tay ra, lại bắt lấy cái kia trắng cái hộp ngọc. Hộp ngọc bên trên phong ấn một tấm bùa chú, mặc dù thời gian xa xưa, trên bùa chú linh lực nhưng lại chưa hao hết, vẫn như cũ còn phát ra hào quang nhỏ yếu. Bất quá đã suy yếu đến đây phù lục, mặc kệ lúc trước luyện chế ra sao cùng tinh xảo, dưới mắt đều khó không được Tiêu Phàm. Ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, kia phù lục liền nhẹ nhàng bay lên, ở giữa không trung quang mang lóe lên, triệt để hóa thành cho tàn. Hộp ngọc mở ra, vượt quá mọi người dự kiến chính là, bên trong hộp ngọc, cũng không như trong tưởng tượng kỳ chân dị bảo, mà là một mảnh nhìn như tàn tạ ngọc giản, cùng Tiêu Phàm từ ô nhân thủ bên trong đạt được kia phiến, nguyên hư phù, có chút tương tự. Nhưng ngọc giản bên trên khắc họa phù văn càng thêm tinh xảo, càng thêm cổ phác, cho người cảm giác cũng càng thêm nặng nề, xem xét phía dưới liền cảm giác, đây là 10 điểm trọng yếu đồ vật. Kim Bằng tôn giả phá giới mà đến, một mực đem ngọc giản này tùy thân mang theo, đủ thấy nó trọng yếu. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Tiêu Phàm đem ngọc giản cầm ở trong tay, nhẹ nhàng vuốt ve một lát, không có cảm ứng được cái gì nguy hiểm. Lúc này mới đem ngọc giản dán tại trên trán, đầu tiên là hai mắt nhắm lại, lập tức song mi bỗng nhiên giơ lên, lên tiếng kinh hô. Làm sao có thể, Âu Dương Minh Nguyệt bọn người liền đều có chút lo âu nhìn xem hắn, không biết hắn tại cái này trong ngọc giản, đến cùng phát hiện cái gì. Trọn vẹn một khắc đồng hồ trôi qua, Tiêu Phàm mới rốt cục đem ngọc giản để xuống, sắc mặt âm tình bất định, trong mắt lại tràn đầy ý mừng rỡ, cho thấy phải trong ngọc giản, có hắn vẫn luôn đang tìm kiếm nội dung. Trong ngọc giản là cái gì? Như trước vẫn là Hắc Lân mở miệng hỏi thăm, đầy cõi lòng hiếu kỳ. Tiêu Phàm khẽ lắc đầu, tiện tay đem ngọc giản đưa cho một bên Thiên Diệu tiên tử. Nói, ngươi xem một chút, chấm ngoặc kép, Âu Dương Minh Nguyệt song mi có chút nhàu một chút, chỉ là động tác này biên độ cực nhỏ, rất dáng vẻ lơ đãng, không cẩn thận nhìn nàng chằm chằm, cơ hồ không phát hiện được. Nhưng Tiêu Phàm phát giác được, liền hướng nàng thoảng qua gật đầu. Tựa hồ là tại hướng nàng làm một loại nào đó giải thích. Ngọc giản này bên trong ghi lại nội dung, khẳng định cũng cùng Thiên Diệu tiên tử hoặc là cùng Thiên Diệu cung tương quan, nếu không Tiêu Phàm sẽ không tận lực nhắc nhở Thiên Diệu tiên tử, nhìn một chút. Thiên Diệu tiên tử đem ngọc giản dán tại trên trán, rất nhanh, song nghi cũng nhào lên, tựa hồ có chút không hiểu, tiếp theo thần sắc trên mặt biến ảo. Tựa như có chút không dám tin tưởng dáng vẻ, cuối cùng lại lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc, cùng Tiêu Phàm đồng dạng, tràn đầy kinh hỉ chi ý. Không sai. Đây là chúng ta Thiên Diệu cung Trường Sinh Quyết. Chấm ngoặc kép, sốt cục, Thiên Diệu tiên tử chậm rãi buông xuống ngọc giản, lại là vui vẻ lại hơi nghi hoặc một chút, tựa hồ vẫn có chút khó có thể tin. Thiên Diệu cung Trường Sinh Quyết, lần này, đến phiên Âu Dương Minh Nguyệt kinh ngạc, Thiên Diệu cung chỗ Khanh Vân Châu, mặc dù là tại Đại Triệu quốc cảnh nội, cùng Hạo Dương thành khoảng cách cũng không tính quá xa. Ở vào Đại Triệu quốc cùng Đại Tề nước chỗ giao giới, trước đây ít năm, bởi vì tầm bảo đồ nguyên nhân, Hạo Nhật môn cùng Thiên Diệu cung toàn diện trở mặt. Âu Dương Minh Nguyệt đối Thiên Diệu cung cũng làm qua kỹ càng hiểu rõ, đối Thiên Diệu cung tình huống biết được rất rõ ràng. Trong truyền thuyết, Trường Sinh Quyết là Thiên Diệu cung chí cao vô thượng tuyệt học. Tu luyện Trường Sinh Quyết đúng phương pháp, có rất lớn khả năng tiến giai ngộ linh kỳ. Đương nhiên, cái này cũng vẻn vẹn chỉ là một cái truyền thuyết mà thôi. Thiên Diệu cung đã rất nhiều năm chưa từng xuất hiện ngộ linh kỳ tu sĩ. Cho nên cũng liền không ai đối cái này truyền thuyết rất để ý, hoặc là Thiên Diệu cung ép căn bản không hề cái này cái gọi là Trường Sinh Quyết, hoặc là chính là cái này Trường Sinh Quyết đã sớm thất truyền. Âu Dương Minh Nguyệt tương đối có khuynh hướng cái sau, Thiên Diệu cung hẳn là có cái này Trường Sinh Quyết truyền thừa, bởi vì nhiều năm trước kia, Thiên Diệu cung đã từng đi ra không chỉ một vị ngộ linh kỳ tu sĩ, thời kỳ toàn thịnh, uy danh lan xa, không tại một chút một cùng một đại tông môn phía dưới. Chỉ là về sau không biết nguyên nhân gì, cái này, Trường Sinh Quyết, liền thất truyền, từ đây liền không còn xuất hiện ngộ linh kỳ tu sĩ. Mà bây giờ, Thiên Diệu tiên tử lại nói cái này trong ngọc giản ghi lại, là Thiên Diệu cung Trường Sinh Quyết. Cũng khó trách Âu Dương Minh Nguyệt nửa tin nửa ngờ. Đây chính là từ huyền linh thượng giới lưu truyền tới nay ngọc giản, làm sao lại ghi chép cái này Thiên Diệu cung tu luyện công pháp đâu. Thiên Diệu tiên tử cũng không nói nhiều, tiện tay liền đem ngọc giản đưa cho Âu Dương Minh Nguyệt. Thiên Diệu tiên tử cùng Âu Dương Minh Nguyệt may mắn thế nào ở đây gặp mặt, kỳ thật nội tâm khó xử nhất hay là Tiêu Chân Nhân. Hai vị này bạn lữ,
ngày bình thường đều là cao cao tại thượng, ngạo khí 10 phần, mà lại trước kia còn rất không thích hợp, thậm chí có thể nói là tử địch, bỗng nhiên ở giữa, liền thành tỉ muội, có trời mới biết trong lòng các nàng đầu đến cùng nghĩ như thế nào. Cho nên Tiêu Chân Nhân cho tới nay, trong lòng đều có chút lo sợ bất an. Bây giờ Thiên Diệu Tiên Tử động tác này, lại làm cho Tiêu Phàm âm thầm thở phào một cái, nhìn về phía Thiên Diệu Tiên Tử ánh mắt bên trong, đầy chứa ý cười. Rất hiển nhiên, Thiên Diệu Tiên Tử là không nguyện ý để hắn khó xử, lúc này mới thoải mái đem, Trường Sinh Quyết, đưa cho Âu Dương Minh Nguyệt, mặc cho nàng duyệt nhìn. Cần biết cái này, Trường Sinh Quyết, chính là Thiên Diệu Cung chí cao vô thượng tuyệt học truyền thừa. Trên lý luận, Thiên Diệu Cung trước mắt cùng Hạo Thiên Tông hay là đối địch, Hạo Thiên Tông sát thương không ít Thiên Diệu Cung đệ tử, mà Thiên Diệu Tiên Tử trên tay, cũng làm hỏng rất nhiều Hạo Thiên Tông đệ tử tính mệnh. Âu Dương Minh Nguyệt cũng là bất động thanh sắc tiếp nhận ngọc giản, không chút do dự dán lên cái trán. Duyệt nhìn qua ngọc giản về sau, Âu Dương Minh Nguyệt thần sắc lại mang theo mấy phân nghi hoặc. Cho ta xem một chút, chấm ngoặc kép, Hắc Lân đã có chút không kịp chờ đợi, một thanh liền từ Minh Nguyệt tỷ tỷ trong tay đoạt lấy ngọc giản, dán lên cái trán. Âu Dương Minh Nguyệt khóe miệng hơi nhếch lên, khó được lộ ra một sợi mỉm cười. Đối Tiêu Phàm đầu này bản mệnh linh sủng, hắn mỗi vị bạn lữ đều yêu thích có thừa. Theo một ý nghĩa nào đó nói, thậm chí có thể đem Tiêu Phàm cùng Hắc Lân xem là một thể. A, à, đây là Trường Sinh Tướng A. Chấm ngoặc kép, Hắc Lân đối trong ngọc giản ghi lại nội dung, lại có khác biệt cách nhìn, rất nhanh liền ồn ào. Vô cực chín tướng thiên, Trường Sinh Tướng thứ 8. Tại vô cực trong truyền thừa, Trường Sinh Tướng cực kỳ quan trọng, trong truyền thuyết, là thông hướng vĩnh sinh đại đạo khẩn yếu nhất một cái khâu. Chỉ có tu luyện Trường Sinh Tướng, mới có thể thông hiểu sinh lão bệnh tử trung cực áo nghĩa, từ đây loại trừ tạp niệm, chứng đạo vĩnh sinh. Cho tới nay, Tiêu Phàm đều đang cố gắng truy tìm Trường Sinh Tương hòa tạo hóa tướng. Lại cũng không nghĩ ra, vậy mà tại Kim Bằng Tôn giả đồ cất giữ bên trong, tìm được Trường Sinh Tướng pháp quyết. Hắc Lân mặc dù không có tu luyện qua thuật pháp, nhưng làm Tiêu Phàm bản mệnh linh sủng, đối vô cực chín tướng thiên lại rất quen thuộc. Tự nhiên một chút liền có thể nhìn ra được, trong ngọc giản ghi lại chính là vô cực môn thất truyền đã lâu Trường Sinh ý tưởng quyết. Không sai, đây chính là Trường Sinh Tướng, đồng thời cũng là Thiên Diệu Cung Trường Sinh quyết. Âu Dương Minh Nguyệt ngắt lời nói, Thiên Diệu Cung Trường Sinh quyết, chỉ là trong đó một tiểu bộ phân A. Tiêu Phàm khẽ vuốt cằm, mảnh này trong ngọc giản ghi lại, là cực kỳ hoàn chỉnh Trường Sinh ý tưởng quyết, điểm này, là chắc chắn sẽ không sai. Tiêu Phàm cứ việc trước kia chưa từng gặp qua Trường Sinh tướng đôi câu vài lời, nhưng hắn đã đem Thiên Nhân tướng tu luyện tới đại viên mãn cảnh giới tối cao, ngẫu nhiên cũng sẽ đột phá đến cao hơn lĩnh vực, cho nên gặp một lần ngọc giản này bên trong ghi lại nội dung, liền có thể 100% khẳng định, đây chính là Trường Sinh tướng cùng hắn dĩ vãng tu luyện vô cực ý tưởng một mạch tương thừa. Mà Thiên Diệu Cung, Trường Sinh quyết, xác thực chỉ là trong đó một tiểu bộ thuộc bổn phận cho, tất cả cùng tướng thuật tương quan hết thảy độ dài, đều không thuộc về Thiên Diệu Cung truyền thừa. Nghiêm chỉnh mà nói, Thiên Diệu Cung, Trường Sinh quyết, chính là từ vô cực Trường Sinh tướng công pháp diễn biến mà tới. Tiêu Phàm đã từng học qua không ít Thiên Diệu Cung tuyệt kỹ. Cùng Thiên Diệu Tiên Tử tấp nập trao đổi qua tu luyện tâm đắc, lúc này mới có thể từ Trường Sinh tướng bên trong một chút liền phân biệt ra được Trường Sinh quyết bộ phân tới. Thiên Diệu Cung Trường Sinh quyết là một thiên đơn độc tu chân công pháp, cùng tướng thuật bói toán không quan hệ. Bất quá nhưng cũng bởi vậy có thể thấy được, vô cực môn cùng Thiên Diệu Cung năm đó quan hệ ra sao chờ mật thiết, vậy mà đem vô cực chín tướng thiên một bộ phân, trực tiếp diễn biến thành Thiên Diệu Cung, Trấn Cung chi bảo. Cũng khó trách nhiều năm qua, tu chân giới một mực đều đem Thiên Diệu Cung coi là vô cực môn, biệt viện, không ít vô cực môn tu sĩ cấp cao, đều cùng Thiên Diệu Cung trưởng lão thông gia, hợp thể song tu. Cái này nguồn gốc, thật thâm hậu cực kỳ. Bây giờ tìm về thất truyền nhiều năm, Trường Sinh quyết, đã đạt đến tại nguyên anh hậu kỳ cảnh giới đại thành Thiên Diệu Tiên Tử, thật là có hy vọng đột phá bình cảnh, đặt chân ngộ linh kỳ cảnh giới, trở thành cái này một giới tối cao đẳng cấp đại năng giả. Về sau chúng ta có thể cẩn thận nghiên cứu và thảo luận một chút vô cực chín tướng thiên. Tiêu Phàm nói khẽ với Âu Dương Minh Nguyệt nói. Âu Dương Minh Nguyệt cũng là bói toán đại sư, cùng nàng nghiên cứu và thảo luận tướng thuật, rất thích hợp. Vô cực truyền thừa, cho tới bây giờ đều là ý chí uyên bác, quảng nạp chúng ra sở trường, xưa nay không bản thân thiết chí hàng rào. Huống chi Âu Dương Minh Nguyệt đã là hắn song tu bạn lữ, cũng coi là vô cực môn, con dâu, cùng vợ mình nghiên cứu thảo luận vô cực truyền thừa công pháp. Chính là đương nhiên. Âu Dương Minh Nguyệt nhẹ nhàng bĩu môi, lập tức chuyển biến thành mỉm cười chi ý. Tiêu Chân Nhân không khỏi âm thầm thở phào một cái.
Cái này một bát nước thật đúng là phải giữ thăng bằng, bằng không mà nói, vô luận ai cho hắn làm điểm tiểu tính tình, đều đủ hắn uống một bình. Hắc Lân lại không để ý tới ba người bọn họ ở giữa loại này vi diệu quan hệ, chỉ lo đặt câu hỏi, làm sao chúng ta vô cực môn tướng thuật, rơi xuống kim bằng hóa thân trong tay. Chẳng lẽ bọn hắn cũng muốn học tập công pháp của chúng ta? Tiêu Phàm cười cười, nói, Hắc Lân, người cái này thật đúng là hỏi khó ta cũng không phải bụng hắn bên trong côn trùng. Mấy vạn năm trước, tại huyền linh thượng giới đến cùng xảy ra biến cố gì, trong ngọc giản đã không có ghi lại, hắn lại nơi nào làm được rõ ràng. Hắc Lân lắc đầu, nói ta đoán a, khẳng định là kim sĩ đại bằng đối với chúng ta vô cực môn không có hảo ý, từ vô cực thiên tôn trong tay trộm đi trường sinh tướng công pháp, lúc này mới chọc giận thiên tôn, đem hắn diệt. Ha ha, người cái này cái đầu nhỏ thật đúng là cảm tưởng đâu. Chấm ngoặc kép, Tiêu Phàm đầu tiên là sững sờ, lập tức lại có phần có điều ngộ ra gật gật đầu. Hắc Lân nói, có lẽ cũng không phải là hoàn toàn không có đạo lý đâu. Mặc dù không nhất định chính là sự thật, nhưng cũng không phải không có một chút khả năng. Nếu không, vô duyên vô cớ, vô cực thiên tôn cũng không sẽ cùng một đầu trời sinh thánh linh trở mặt. Mặc kệ như thế nào, đây đều là niềm vui ngoài ý muốn. Chấm ngoặc kép, thiên diệu tiên tử trên mặt cũng rất khó được lộ ra nụ cười vui mừng. Chương 1357, Hàn Cực Băng Phượng. Cái kia kim sắc chữ vật vòng tay, làm công rất tinh xảo. Bất quá Tiêu Phàm bọn người không có ký thác cái gì kỳ vọng cao. Kim bằng tôn giả bài trừ giao diện áp lực thời điểm, tiêu hao chi lớn có thể suy ra. Mà lại hắn là vội vàng đi, trước đó vẫn chưa làm cái gì chuẩn bị đầy đủ. Thân là kim sĩ đại bằng hóa thân, ngày bình thường hắn cũng không cần thiết đem tất cả gia sản đều tùy thân mang theo. Đến hạ giới về sau, kim bằng tôn giả lại vội vàng tại mê hồn đảo kiến tạo cự hình không gian pháp trận, kiến tạo phong ấn mình thần hồn mật thất, cũng không có cái gì thời gian đi, vơ vét, tài phú. Vì vậy, Tiêu Phàm có thể kết luận, kim bằng tôn giả có thể là cái quỷ nghèo. Sự thật chứng minh, Tiêu Phàm suy đoán trên cơ bản là chính xác. Bất quá, tại chữ vật vòng tay bên trong phát hiện tầm 10 khỏa linh thạch cực phẩm, hay là nhưng Tiêu Phàm bọn người giật nảy cả mình. Đối với bọn hắn đến nói, linh thạch không hiếm thấy, nhưng linh thạch cực phẩm nhưng lại coi là chuyện khác. Tại hạ cùng giao diện, linh thạch cực phẩm chính là có thể ngộ nhưng không thể cầu, chỉ có tại cũng đủ lớn cực phẩm linh mạch ở trung tâm, mới có thể sản xuất như vậy một viên nhỏ tới. Đây là bởi vì nhận dưới cùng giao diện thiên địa linh khí không đủ hạn chế, chú định linh thạch cực phẩm khó gặp khó cầu. Nhiều năm trước, Ứng Linh Trạch cũng bởi vì một viên cực phẩm thổ linh thạch mà cùng Nguyên Linh giáo đại giáo tôn trở mặt, bị đuổi giết rất nhiều năm, không thể không tại Hắc Uyên chi địa tị nạn. Cái này kim sắc chữ vật vòng tay bên trong, thế mà cất giữ tầm 10 khỏa linh thạch cực phẩm, quả thực chính là một món khổng lồ tài phú cách xù. Linh thạch cực phẩm tại hạ cùng giao diện, là có tiền mà không mua được. Tuyệt đối không thể có thể sử dụng cái khác cao giai linh thạch đến quy ra giá trị, chỉ có thể dùng cái khác chân quý bảo vật tiến hành trao đổi. Nhưng mà cái này vẻn vẹn chỉ là tại hạ cùng giao diện mà nói, tại huyền linh thượng giới, linh thạch cực phẩm cố nhiên cũng rất đáng tiền, cũng tuyệt đối không phải như vậy hiếm thấy khó cầu. Thiên bằng đại nhân hóa thân tôn giả, chữ vật vòng tay bên trong chỉ còn lại có chỉ là tầm 10 khỏa linh thạch, đủ thấy nghèo đến kịch liệt. Đa số linh thạch đều đã sớm tiêu hao sạch sẽ. 10 khỏa linh thạch cực phẩm, nho nhỏ để Tiêu Phàm bọn người kích động một thanh. Sau đó, Tiêu Phàm tại chữ vật vòng tay bên trong tìm được một cái kim sắc đao bàn. Cái này đao bàn, chỉ lớn bằng bàn tay nhỏ, toàn thân kim quang lóng lánh, đao bàn bên trong. Lẳng lặng nằm 120 chuôi dài gần tấc phi đao màu vàng óng, sắp xếp phải chỉnh chỉnh tề tề. Phi đao dù nhỏ, lại là hậu bối mỏng lưỡi đao, lộ ra cực kỳ cường đại linh khí, rất rõ ràng là lấy trời chim lông vũ luyện chế mà thành. Đây cũng là kim bằng tôn giả mình dùng binh khí. Chấm ngoặc kép, thiên diệu tiên tử cẩn thận xem kim sắc đao bàn cùng tiểu xảo tinh xảo phi đao về sau, nói. Âu Dương Minh Nguyệt thử nghiệm thúc làm một chút đao trong mâm phi đao, nhẹ gật đầu. Nói, khả năng này là hắn cấp bậc vẫn còn tương đối thấp thời điểm pháp bảo sử dụng. Từ cái này phi đao màu vàng óng bên trên lộ ra linh khí liền có thể phán đoán được đi ra, cơ bản cùng kim bằng tôn giả điều khiển kim bằng lão tổ nhục thân về sau. Huyễn hóa ra đến phi đao màu vàng óng không sai biệt lắm, thuộc về ngộ linh kỳ tu sĩ pháp bảo sử dụng. Nếu thật là kim bằng tôn giả đại đạo đã thành về sau sử dụng binh khí bảo vật, lấy bọn hắn dưới mắt tu vi cảnh giới. Kia là vô luận như thế nào đều thúc đẩy không được. Hoặc là chỉ có thể miễn cưỡng kích phát trong đó một tiểu bộ phân uy năng, thật giống như lôi quang tháp, nàng cùng Tiêu Phàm đều chỉ hiểu được một chút ra mau, còn có là đồ vật cần bọn hắn đi khai quật.
Âu Dương Minh Nguyệt lập tức đem kim sắc đao bàn đưa tới Thiên Diệu Tiên Tử trong tay. Nói, bộ phi đao này số lượng đông đảo, uy lực hẳn là không tiểu. Vừa vặn cùng các ngươi Thiên Diệu cung đường lối tương đối tương hợp. Chấm ngoặc kép, đại trưởng lão chỉ mới nói nửa câu, nhưng ý kia tất cả mọi người minh bạch. Thiên Diệu cung danh xưng đại triệu quốc thiên môn thứ nhất, ngày thường cùng người giao thủ, cũng là hoa văn trồng chất. Cơ biến vạn đoan, nếu không phải như thế, nàng giả trang Tiêu Phàm cũng không thể ngay cả kim bằng tôn giả đều bị giấu giếm được đi. Phi đao loại hình vũ khí, quả nhiên vẫn là Thiên Diệu tiên tử đến sử dụng càng thêm phù hợp, có thể phát huy ra uy lực mạnh hơn tới. Huống hồ, Tiêu Phàm đã đem lôi quang tháp đưa cho Âu Dương Minh Nguyệt, đại trưởng lão cũng cảm thấy Tiêu chân nhân hẳn là xử lý sự việc công bằng. Thiên Diệu tiên tử cũng không cự tuyệt, tiện tay tiếp nhận đao bàn. Âu Dương Minh Nguyệt nói không sai, nàng cũng cảm thấy mình cùng bộ phi đao này hữu duyên. Nếu như thế, liền tất muốn từ chối. Trừ cái này kim sắc đao bàn, Tiêu Phàm còn từ chữ vật vòng tay bên trong lấy ra một cái màu xanh trắng hộp ngọc không lớn, nhưng toàn bộ hộp ngọc bên ngoài đều dán đầy phù lục, hào quang sáng lạn, linh khí bay dương, đã nhiều năm như vậy, những bùa chú này lại còn sáng sủa như mới. Thận trọng như thế việc, lại không biết trong hộp ngọc đến cùng cất giấu loại nào bảo vật. Tiêu Phàm không có vội vã đem hộp ngọc mở ra, mà là trước bày ra một cái cỡ nhỏ không gian cấm chế, lúc này mới cách làm vén đi hộp ngọc phía trên phong ấn phù lục. Ngay tại phù lục nhấc lên nháy mắt, nguyên bản thường thường không có gì lạ màu xanh trắng hộp ngọc mặt ngoài, bỗng nhiên liền kết một tầng băng xương, xung quanh nhiệt độ không khí, bỗng nhiên hạ xuống, hơn nữa là nháy mắt, không gian bên trong liền bắt đầu ngưng kết ra băng xương, mắt trần có thể thấy băng hoa, đang nhanh chóng hướng bốn phía mở rộng. Ngay sau đó, một tiếng thanh thúy kêu to, một đạo màu lam nhạt cái bóng, từ trong hộp ngọc bắn ra, hóa thành một đầu vài tấc lớn nhỏ tiểu phượng hoàng, toàn thân trình màu lam nhạt, kéo lấy hai đầu thật dài lông đuôi, phảng phất từ cực phẩm hàn băng điêu khắc mà thành, rõ ràng rành mạch, hai cánh chấn động, liền hướng lên phía trên kích bắn đi, muốn thoát khốn mà đi. Tiêu Phàm thấy thế, không kịp ngẫm nghĩ nữa, cổ tay khẽ đảo, một cỗ cường đại vô song tinh viêm chi lực, lập tức hướng cấm chế không gian bên trong quán trú mà đi. May mà hắn đã sớm chuẩn bị, bày ra cái không gian này cấm chế, bằng không, cái này băng phượng như thế kỷ quỷ vạn phần lao ra, bất ngờ không đề phòng, nơi nào còn có thể ngăn được. Chỉ sợ liền để nó chạy mất, tinh viêm chi lực bay vào tiến vào cấm chế không gian, để Tiêu Phàm bọn người đều thất kinh tình hình phát sinh, vậy mà nháy mắt liền biến thành hư ảo. Tiêu Phàm tu luyện tinh viêm chi lực, đến từ phương Nam ly hỏa chi tinh, tính được là giữa thiên địa tương đối thuần túy một loại tinh viêm thần thông. Trải qua vô số lần thực chiến nghiệm chứng minh uy lực cực kỳ cường đại, dù coi như là so hắn cảnh giới cao hơn đối thủ, cũng chưa từng có người chính diện nghênh kích qua. Ai ngờ cùng đầu này màu lam nhạt băng phượng giao thủ, kết quả thế mà là bại hoàn toàn. Mắt thấy Tiêu Phàm chính muốn lần nữa tăng lớn tinh viêm chi lực rót vào, Thiên Diệu tiên tử bỗng nhiên nói, Tiêu Phàm, băng hỏa thiên địch, không thể quá miễn cưỡng. Chấm ngoặc kép, Tiêu Phàm bừng tỉnh, nếu như hắn tiếp tục tăng lớn tinh viêm chi lực, có lẽ thật có thể đánh bại đầu này nho nhỏ băng phượng, nhưng cũng vô cùng có khả năng triệt để hủy đi một kiện bảo vật. Hắn đương nhiên nhìn ra được, cái này băng phượng chỉ là huyễn hóa ra đến hư ảnh, chính vì vậy, liền càng muốn chú ý cẩn thận. Một khi đem bảo vật huyền băng chi lực hao hết, bảo vật cũng liền hủy đi. May mà Tiêu Phàm thần thông quảng đại, không sử dụng tinh viêm chi lực, cũng có những biện pháp khác có thể thu phục cái này băng phượng. Lúc này đem, càn khôn đỉnh, tế ra. Từng đạo pháp quyết đánh vào trong đỉnh, từng vòng chữ đồ án màu đỏ nổi lên, dần dần tràn đầy tại cấm chế không gian bên trong, một chút xíu cắt những cái kia xương lạnh khối băng, đem băng phượng hướng màu xanh trắng trong hộp ngọc áp chế xuống. Cái này băng phượng chỉ là cái nào đó bảo vật kỳ hàn chi lực biến thành. Tự nhiên không có khả năng đối kháng không gian chi lực. Theo thời gian một chút xíu trôi qua, băng phượng rốt cục bị triệt để áp xúc tại một cái cực tiểu nhân không gian bên trong, vô luận nó như thế nào tả xung hữu đột. Kiệt lực dẫy ruộng, cũng vô sự vô bổ, cuối cùng phát ra một tiếng không cam lòng kêu to, trong chớp nhoáng từng mảnh vỡ vụn. Hóa thành từng đóa mỹ lệ băng hoa, tiêu tán thành vô hình. Mọi người vội vàng nhìn lại, chỉ thấy trong hộp ngọc, lẳng lặng nằm một viên màu xanh trắng hạt châu nhỏ, nhưng lại rất bất quy tắc. Nhìn qua, không chút nào thu hút, thật làm cho người không tưởng tượng được, vừa rồi kia cực hàn băng phượng. Vậy mà là thứ này biến thành, đây là cái gì? Hắc Lân nhìn không được hỏi. Không có người trả lời nàng, chốc lát, Tiêu Phàm mới lên tiếng, đây là hàn cực băng phượng hoa hạt giống. Chấm ngoặc kép, ngữ khí trần trờ, tựa hồ cũng không thể khẳng định. Cái gì là hàn cực băng phượng hoa? Lần này,
lại là ba cái giọng nữ cùng nhau đặt câu hỏi. Ngay cả đại trưởng lão cùng thiên diệu tiên tử đều chưa từng nghe nói qua loại vật này. Tiêu Phàm nghĩ nghĩ, nói, Nam Cực Y Kinh, bên trên ghi chép. Hàn cực băng phượng hoa không phải chúng ta dưới cùng giao diện đồ vật, mà là sinh tại huyền linh thượng giới một loại cực hàn chi vật. Nghe nói dù coi như tại huyền linh thượng giới, cũng có thể xếp tiến vào cực hàn chi vật 10 hạng đầu bên trong. Bình thường tại loại này băng hàn thuộc tính cường đại linh thú thậm chí là thánh linh xào huyệt phụ cận mới có thể sinh trưởng. Chỉ cần tại băng hàn thuộc tính bảo vật cùng binh khí bên trong, thêm một chút băng phượng hoa chất lỏng đi vào, uy lực lập tức tăng gấp bội. Loại này cực hàn chi lực, có rất ít người có thể ngăn cản được. Điểm này, chúng nữ đều không có phản bác, tiểu băng phượng uy lực, vừa rồi các nàng đã tận mắt chứng kiến qua. Chỉ là một hạt giống, huyễn hóa ra đến hư ảnh, liền đã như thế cao minh. Âu Dương Minh Nguyệt gật đầu nói, đã như vậy, thứ này đối với chúng ta tác dụng không lớn. Chỉ là một hạt giống, tại hạ giới còn không cách nào bồi dưỡng, dù coi như tại huyền linh thượng giới là có lai lịch lớn chi vật, dưới mắt đối với bọn hắn đến nói, cũng chính là gân gà. Tiêu Phàm nhẹ nhàng cười một tiếng, nói ta đến nghĩ một chút biện pháp. Tại hạ giới địa phương khác không có cách nào bồi dưỡng, nhưng chưa chắc tại Nam Cực Tiên Ông Linh Dược vườn bên trong cũng không thể bồi dưỡng. Nếu thật là đem thứ này bồi dưỡng thành công, ngày sau băng hàn thuộc tính thần thông uy lực liền có thể dễ như trở bàn tay nâng cao một bước đi. Âu Dương Minh Nguyệt liếc hắn một cái, không nói thêm gì. Có quan hệ Nam Cực Tiên Ông Linh Dược vườn hết thảy, Tiêu Phàm còn không có cùng nàng nhắc qua. Cũng không phải Tiêu Phàm không tin được nàng, cố ý muốn đối nàng giấu giếm, mà là bọn hắn chân chính cùng một chỗ thời gian cũng không nhiều, cũng không có cho tới linh dược vườn sự tình. Chờ thời cơ thích hợp thời điểm, Tiêu Phàm tự nhiên sẽ nói cho nàng. Đối với mình người yêu, Tiêu Phàm cho tới bây giờ liền không có muốn dự định tận lực giấu giếm cái gì. Tại Tiêu Phàm mà nói, bạn lữ ở giữa nếu như ngay cả tin tưởng lẫn nhau đều làm không được, kia căn bản liền không nên cùng một chỗ. Tại không có thấy tận mắt đến Nam Cực Tiên Ông Linh Dược vườn thời điểm, Âu Dương Minh Nguyệt nói cái gì cũng sẽ không tin tưởng, thế gian còn sẽ có như thế nghịch thiên bảo vật tồn tại. Chỉ sợ cái này mới thật sự là tạo hóa chi bảo, có thể không nhìn một giới lực lượng pháp tắc. Tiêu Phàm hai tay liền động, từng đạo pháp quyết đánh vào đến, càn khôn đỉnh, bên trong, trừ màu đỏ hỗn độn đồ án không ngừng bay ra, một vòng lại một vòng đem kia màu xanh trắng hộp ngọc trùng điệp bao vây lại, bảo đảm trong hộp ngọc hàn cực băng phượng hoa lại không có. Chạy trốn, khả năng, mới cẩn thận từng ly từng tí đem không gian cấm chế triệt hồi, một lần nữa dùng tấm bùa kia đem hộp ngọc phong ấn, thu hồi kim sắc chữ vật vòng tay bên trong. Trừ cái này băng phượng hạt giống hoa tử, chữ vật vòng tay bên trong cũng chỉ còn lại có một chút linh thú vật liệu. Mà những linh thú này vật liệu, lại khiến Tiêu Phàm vừa mừng vừa sợ. Tại kim bằng tôn giả trong mắt, những linh thú này vật liệu cấp bậc không cao, không được cái gì đại tác dụng, nhưng ở Tiêu Phàm trong mắt, cũng tuyệt đối là khó gặp đồ tốt. Thử nghĩ một đầu ngộ linh kỳ yêu thú vật liệu, tại dạng này dưới cùng giao diện, tới nơi nào để tìm. Tại kim bằng tôn giả xem ra, lại chỉ có thể tùy tiện ném ở một bên. Như thế nói đến, kim bằng tôn giả thật đúng là không phải cái, quỷ nghèo, mà là hắn Tiêu Phàm đại quý nhân. Chương 1358, oán khí thần hồn. Chân chính để Tiêu Phàm tim đập rộn lên, hai mắt trợn thật lớn. Đương nhiên vẫn là kia cổ dài trong bình ngọc nửa viên ngân dực lôi bằng nội đan. Tất cả mọi người đoán được không sai, trong bình ngọc chứa, chính là bọn hắn vẫn luôn đang suy đoán ngân dực lôi bằng nội đan. Bởi vì Tiêu Phàm thể nội liền có nửa viên ngân dực lôi bằng nội đan, cho nên căn bản là không cần đến bất luận cái gì nghiệm chứng, mở ra bình ngọc nháy mắt, một cỗ huyết khí phóng lên tận trời, thậm chí so Tiêu Phàm Âu Dương Minh Nguyệt Thiên Diệu tiên tử bọn người ở tại Long Thần Đảo nhìn thấy huyết tế chẳng cảnh còn muốn càng thêm huyết tinh. Ẩn chứa sinh mệnh tinh hoa cùng thiên địa linh khí còn muốn tràn đầy. Trừ trời sinh thánh linh tinh huyết, không có khả năng lại có những vật khác có thể để Tiêu Phàm bọn hắn sinh ra cảm giác như vậy. Có hàn cực băng phượng hoa giáo huấn phía trước, Tiêu Phàm sớm đã bày ra càng thêm cường đại cấm chế không gian, thậm chí một mực tế lên, càn khôn đỉnh, bày ra như lâm đại địch tư thế. Theo lý, hắn đối ngân dực lôi bằng nội đan sẽ không khẩn trương như vậy, thứ này với hắn mà nói, thực tế quá quen thuộc. Đều đã cùng hắn hòa thành một thể. Nhưng có một chút, Tiêu Phàm lại không có quên. Nếu như trong bình ngọc thật là còn lại kia nửa viên ngân dực lôi bằng nội đan lời nói, cùng trong cơ thể hắn nửa viên là có khác biệt. Cái này nửa viên nội đan, cũng không có bị vô cực thiên tôn đặc biệt từng tế luyện. Nửa viên hoàn toàn, giã hóa, ngân dực lôi bằng nội đan, uy lực đến cùng lớn bao nhiêu, ai đều không thể dự báo, cẩn thận một điểm tuyệt đối không hỏng chỗ. Nhưng mà sự thật chứng minh,
có đôi khi coi như đã rất cẩn thận, lại như trước vẫn là không đủ, rất không đủ. Khi kia cỗ huyết khí phóng lên tận trời thời điểm, Tiêu Phàm trong lòng đã ẩn ẩn cảm giác ra không ổn, cảm thấy cần thiết tiến một bước tăng cường cái này tiểu không gian cấm chế chi lực, để phòng vạn nhất. Nhưng Tiêu Phàm còn đến không kịp có hành động, một đầu ngân dực đại bằng hư ảnh liền đã từ cổ dài trong bình ngọc phóng lên tận trời. Cứ việc cái này hư ảnh cũng không quá lớn, dương cánh chỉ có mấy xích, cùng phổ thông diều hâu tương đối. Cũng còn thì nhỏ hơn nhiều, thế nhưng là kia ngang ngược khí tức bá đạo, lại lộ rõ. Ngân dực lôi bằng thực chất bên trong đầu ngang ngược cùng bá đạo, đã từng khiến Tiêu Phàm hết sức nhức đầu, hoa rất nhiều thời giờ cùng tinh lực, hao phí đại lượng linh đan diệu dược, mới rốt cục một chút xíu đem cái này ngang ngược cùng bá đạo chi khí từ trong cơ thể của hắn loại trừ ra ngoài. Dần dần đem nội đan cùng thân thể hòa làm một thể. Đầu này ngân dực lôi bằng hư ảnh tựa như sống tới, huyết hồng hai mắt phung mạnh, từ chúng nữ trên mặt phút qua, liền nắm chặt Tiêu Phàm, bỗng nhiên hai cánh chấn động. Ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng phẫn nộ huyết dài. Tiêu vô cực, ngay sau đó, lôi bằng hư ảnh một tiếng kinh thiên động địa gào thét. Gắt gao tiếp cận Tiêu Phàm, trong mắt như muốn phun ra máu tươi đến, phẫn nộ trong lòng cùng oán hận, có thể nghĩ. Mọi người giật nảy mình, thực tế cái này hư ảnh quá rất thật, quả thực tựa như là một đầu chân chính ngân dực lôi bằng tái sinh. Trong lòng mỗi người đều không hiểu dâng lên một cỗ vẻ sợ hãi. Cái này nhưng là chân chính trời sinh thánh linh. Là tất cả mọi người nhất định phải ngưỡng vọng vô thượng đại năng. Mà lại, ngân dực lôi bằng cùng vô cực thiên tôn, thậm chí toàn bộ vô cực môn đều thù sâu như biển. Lúc trước, bản thể của hắn chính là vẫn lạc tại vô cực thiên tôn thủ hạ. Bây giờ số vạn năm trôi qua, vô cực thiên tôn sớm đã phi thăng tiên giới, mà Tiêu Phàm lại muốn đối mặt một đầu phẫn nộ trời sinh thánh linh. Cứ việc chỉ là một cái hư ảnh, Tiêu Phàm cũng gắt gao tiếp cận lôi bằng hư ảnh, để phòng đến 12 phân. Thanh kim sắc quang mang lấp lánh, phải rồng giáp đã sớm đem hắn toàn thân trên dưới đều bao vây lại. Chỉ lộ ra con mắt cái mũi cùng miệng, Âu Dương Minh Nguyệt khoát tay, lôi quang tháp nổi lên, ngân hồ lập lòe, xinh đẹp khắp khuôn mặt là cảnh giác đề phòng chi ý, thiên diệu tiên tử thì không chút do dự lộ ra vừa mới đạt được kim sắc đao bàn, hắc lân, meo, một tiếng, lăn khỏi chỗ, hóa thành một đầu cao vài trượng màu đen mãnh thú, trên trán một túm bộ lông màu bạc, lập lòe tỏa sáng. Đây mới là hắc lân mạnh nhất hình thái chiến đấu. Ngân dực lôi bằng hư ảnh lại ngay cả mắt cũng không nhìn thẳng các nàng một chút, chỉ là tiếp cận Tiêu Phàm, con mắt đều không nháy mắt một chút. Rất tốt, ngươi mặc dù không phải hắn, lại là hắn hậu nhân. Chấm ngoặc kép, chốc lát, lôi bằng hư ảnh lại mở miệng, ngữ khí lạnh như băng. Trên người ngươi có hắn ấn ký, đã sớm nghe nói hỗn độn linh thể có ba hồn chuyển thế mà nói, xem ra ngươi chính là hắn tại cái này cùng giao diện chuyển thế chi thân. Rất tốt, rất tốt. Không uổng công ta tại cái này tối tăm không mặt trời thế giới bên trong khổ cùng nhiều năm như vậy, rốt cục để ta đợi đến một ngày này. Tiêu vô cực, ta muốn giết chết ngươi chuyển thế chi thân, ta muốn tiêu diệt ngươi vô cực truyền thừa cả nhà. Để ngươi đồ tử đồ tôn, bị chết sạch, mới có thể giải mối hận trong lòng ta. Mới có thể triệt tiêu ta cái này mấy chục ngàn năm hắc ám thế giới khổ sở. Lôi bằng hư ảnh cắn răng nghiến lợi nói, một cái hư ảnh mà thôi. Lại làm cho người thanh thanh sở sở nghe tới răng mài đến lạc lạc rung động thanh âm, nghe là như vậy khiếp người. Các hạ năm đó không phải vô cực thiên tôn đối thủ, hôm nay cũng đừng hòng tại ta chỗ này chiếm được nửa phân tiện nghi. Tiêu Phàm không thối lui chút nào, gắt gao cùng lôi bằng hư ảnh đối mặt, từ đầu đến cuối, không có nháy qua một chút con mắt. Thật sao, tiểu tặc, ngươi quá cuồng ngạo, liền để ngươi kiến thức một chút, cái gì là trời sinh thánh linh thủ đoạn. Lôi bằng hư ảnh khinh miệt một tỏa ra bốn phía. Huyết hồng ánh mắt lộ ra cực kỳ rõ ràng mỉa mai chi ý. Không gian cấm chế, kia đại khái chính là ngươi tiểu tặc này mạnh nhất thần thông. Hắc hắc, hắc hắc hắc, chấm ngoặc kép, lôi bằng hư ảnh cười lạnh liên tục, trong giọng nói khinh thường, cho dù ai đều có thể nghe được rõ ràng. Tiêu Phàm sầm mặt lại, hai tay mười ngón luân chuyển, từng đạo pháp quyết đánh vào đến, càn khôn đỉnh, bên trong, liền muốn lần nữa kích phát bảo đỉnh uy năng, tiến một bước ra cố không gian cấm chế chi lực. Lôi bằng hư ảnh lại ngửa mặt lên trời rít lên một tiếng, bay thẳng cửu thiên chi thượng. Mặc dù bọn hắn bây giờ thân ở trong mật thất, lôi bằng hư ảnh càng là bị giam cầm ở một chỗ cực tiểu nhân không gian bên trong, cho người cảm giác, lại là chân chính bay lượn tại vô cùng vô tận thương khung chi đỉnh, kia cỗ bế nghế cửu thiên thập địa bá khí, phồng lên mà ra. Sau đó, lôi bằng hư ảnh bỗng nhiên hai cánh khẽ vỗ, lập tức phong vân biến sắc, một cỗ cường đại tuyệt luân gió lốc, bỗng nhiên tại thương khung chi đỉnh càn quét mà lên. Đảo mắt hóa thành vô tận phong nhận,
hướng về phía trước cuồn cuộn mà tới. Mỗi một cỗ phong nhận lực lượng, đều khủng bố vô so, đủ để đem ngăn cản tại bọn chúng phía trước bất kỳ vật gì cắt thành mảnh vỡ. Tiêu Phàm, Âu Dương Minh Nguyệt, Thiên Diệu Tiên Tử đã từng đều trải qua thất dạ giới cuồng phong biển, nguyên lai tưởng rằng cuồng phong lực, đến hết sạch vậy, miệt lấy thêm vậy, ai ngờ cùng trước mắt cái này đầy trời phong nhận tương đối mà nói, quả thực chẳng đáng là gì. Ngân Dực Lôi Bằng không hổ là trời sinh phong lôi hai thuộc tính yêu linh, chỉ là nửa viên nội đan huyễn hóa mà thành hư ảnh, đã đem phong linh chi lực, phát huy đến trình độ như vậy. Tiêu Phàm tỉ mỉ cấu trúc mà thành cấm chế không gian, tại cái này cỗ cuồng phong chi lực trước mặt, cơ hồ tựa như là giấy đâm đồng dạng, không có nửa phân kháng cự chi lực. Phong nhận khắp nơi, xoẹt một tiếng, cấm chế không gian nháy mắt vỡ nát, như vậy tiêu tán thành vô hình. Vô tận phong nhận, phô thiên cái địa sát tướng tới. Âu Dương Minh Nguyệt, Thiên Diệu Tiên Tử sắc mặt đều thay đổi, Hắc Lân trong mắt cũng lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Các nàng không phải sợ hãi cái này đầy trời phong nhận, mà là chợt phát hiện, mình căn bản là bất lực. Đừng bảo là đối kháng, liên tục né tránh chi lực đều không có. Mật thất không gian cứ như vậy lớn, phong nhận trong nháy mắt liền có thể đem trong mật thất hết thảy đều càn quét mà qua, cắt thành một chỗ mảnh vỡ. Đang đứng ở công kích khu vực trung tâm nhất Tiêu Phàm, các nàng căn bản liền không giúp được hắn. Tiêu Phàm mình cũng không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào. Cho đến lúc này, hắn mới biết được, vì cái gì Lôi Bằng hư ảnh đối với hắn chẳng thèm ngó tới, song phương hoàn toàn không tại một cái cấp bậc phía trên. Trước mắt Ngân Dực Lôi Bằng, cứ việc chỉ là từ nửa viên nội đan ngưng kết mà ra một cái hư ảnh, lại mang theo một chút thánh linh chi lực, mặc dù chỉ là rất ít một chút xíu, lại cũng tuyệt không phải bọn hắn dưới mắt cảnh giới có thể kháng cự được. Thật giống như một giọt Lôi Bằng chi huyết, liền có thể triệt để kích phát Tiêu Phàm tất cả tiềm lực. Đây chính là sự chênh lệch giữa bọn họ. Ngay tại vô tận phong nhận sắp càn quét mà qua lúc, lại một tiếng thanh thúy kêu to thanh âm, thẳng trên 9 tầng trời. Bên kia Ngân Dực Lôi Bằng hư ảnh, bỗng nhiên từ Tiêu Phàm thể nội bay múa mà ra, đồng dạng thẳng tới bầu trời, đồng dạng hai cánh khẽ vỗ, đầy trời phong nhận phồng lên mà ra, đồng dạng phô thiên cái địa nghênh kích đi lên. Nhìn qua không gì không phá hai cỗ phong nhận hung hăng đụng vào nhau, lập tức chôn vùi, vô thanh vô tức, cứ thế biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Đồ hỗn trướng, người điên rồi sao? Huyết Hồng Lôi Bằng hư ảnh giận tím mặt, phát ra kinh thiên động địa tiếng gầm tối hậu quan đầu, thất bại trong gang tấc, bị mình một cái khác hóa thân hỏng chuyện tốt, quả thực có thể đem người sống sờ sờ tức chết. Từ Tiêu Phàm thể nội diễn sinh mà ra Ngân Dực Lôi Bằng hư ảnh, lại, bình tĩnh, cực kỳ, hai cánh khẽ vỗ, liền không chút do dự hướng về phía trước đánh tới, rất có muốn đem đối thủ triệt để xé nát tư thế. Hảo hảo, đến hay lắm, ta ngược lại muốn xem ngươi cái này phản đồ, đến cùng bị Tiêu Vô Cực chỉnh lý thành bộ dáng gì. Xem ra ngươi cùng tiểu tặc này đã hòa làm một thể, rất tốt, vậy liền ngay cả ngươi một khối ăn, triệt để xử lý tiểu tặc này. Chấm ngoặc kép, Huyết Hồng Lôi Bằng hư ảnh đầu tiên là giận dữ, lập tức lại đại hỉ, hai cánh chấn động, không tránh không né, chính diện nghênh kích đi lên. Mới vừa từ phong ấn hơn mấy vạn năm vô tận hắc ám thế giới lao ra, liền đụng phải mình bản tôn mặt khác nửa viên nội đan, kỳ thật nói đến, vận khí thật đúng là rất tốt. Bằng không, vẻn vẹn chỉ bằng một bình nhỏ bản tôn chân huyết, nhưng trèo trống không được quá lâu, đến lúc đó chính là hồn phi phách tán hạ tràng. Xem ra, năm đó tự bạo thời điểm, thần không biết quỷ không hay đem một sợi phân hồn giấu ở nửa viên trong nội đan, hay là có tác dụng. Mấy vạn năm trôi qua, thế mà để hắn đợi đến cái này 10.000 có một cơ hội tuyệt hảo. Cùng mình một nửa khác hợp hai là một. Thuận tiện cướp đoạt cái này vô cực môn tiểu tặc nhục thân, nói không chừng một ngày kia, còn có hy vọng một lần nữa ngưng tụ thánh linh thân thể, lại về huyền linh thượng giới, xưng tôn xưng tổ, uy phong một thế. Ngay lúc này, Tiêu Phàm ống tay áo lắc một cái, một đoàn mây xám từ linh thú điểm bên trong bay múa mà ra, đảo mắt liền hóa thành mập trắng mập tiểu niếp, trong ngực ôm cửu âm bạch cốt điểm, đứng tại Tiêu Phàm trên đầu vai, nhìn chung quanh, lập tức đem lực chú ý khóa chặt tại Huyết Hồng Lôi Bằng hư ảnh trên thân. Lập tức, be be, kêu to không thôi, trong giọng nói lại là hưng phấn lại là e ngại. Quỷ linh, chính đang cùng mình một nửa khác làm quyết tử đấu tranh Huyết Hồng hư ảnh, bỗng dưng nhìn thấy oán linh, không khỏi giật nảy cả mình, kêu lên. Chương 1359, Thiên Bằng chi lực. Theo lý, Ngân Dực Lôi Bằng thần hồn chi lực, xa so Kim Bằng tôn giả thần hồn chi lực càng thêm cường đại, cái trước là chân chính trưởng thành thánh linh, cái sau lại chỉ là thánh linh một cái không quan trọng gì hóa thân. Giữa lẫn nhau tu vi cảnh giới, chênh lệch không thể tính theo lẽ thường. Nhưng mà, Kim Bằng tôn giả là một cái hoàn chỉnh nguyên thần, mà Ngân Dực Lôi Bằng hư ảnh lại chỉ là một đạo tàn hồn,
trong lúc này khác nhau, lại 10 điểm to lớn. Ngân Dực Lôi Bằng cũng không phải là dự đoán mưu đồ, muốn đem thần hồn chi lực phân ra một bộ phân, tiến vào trong nội đan phong tồn, nếu nói như vậy, thần hồn chi lực cường đại, tuyệt đối không thể coi thường. Mà là tại tự bạo thân thể nháy mắt, vội vã đem nguyên thần phân liệt, phân ra một đạo tàn hồn, chui vào bên trong đan, thậm chí còn chỉ là non nửa khỏa nội đan. Kể từ đó, đạo này tàn hồn lực lượng cũng liền rất có hạn. Dù là như thế, oán linh y nguyên có chút vẻ sợ hãi. Dù sao trưởng thành thánh linh thần hồn chi lực, dù coi như tại huyền linh thượng giới, cũng đã là lực lượng cường đại nhất, quỷ linh vẫn còn khi còn bé, chưa hề đối mặt qua cao như thế đẳng cấp lực lượng thần hồn, hưng phấn khẩn trương chính là đương nhiên. Bất quá khẩn trương thì khẩn trương, oán linh hay là không chút do dự, thân thể nhoáng một cái, hóa thành một đoàn lớn gần mẫu mây xám bên trong, một đầu ngũ trảo cốt long dương nhanh múa vuốt, như ẩn như hiện, ngửa đầu phát ra trầm thấp tiếng long ngâm, hướng về huyết sắc lôi bằng hư ảnh thẳng bổ nhào qua. Nghiệt xúc, mơ tưởng đạt được, huyết sắc lôi bằng hư ảnh vừa sợ vừa giận, gào thét một tiếng, bỗng dưng hai cánh vừa thu lại, hóa thành một viên tàn khuyết không đầy đủ màu nâu đen viên cầu, toàn thân huyết quang lượn lờ, như thiểm điện hướng Tiêu Phàm kích xạ mà tới. Tiêu Phàm kinh hãi, dưới chân độn quang cùng một chỗ, liền muốn thi triển thuấn di thuật mau né đi, bất đắc dĩ màu nâu đen viên cầu thế tới thực tế quá nhanh, Tiêu Phàm phản ứng lại thần tốc, động tác lại nhanh nhẹn. Cũng đã không kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem không trọn vẹn lôi bằng nội đan bay vụt mà đến, trong chớp nhoáng đột phá hết thảy bình chướng, trực tiếp bắn tiến vào đan điền của hắn khí hải. Vảy rồng giáp đối này vậy mà hoàn toàn không có phản ứng, ngay cả một điểm phòng bị chi lực đều không có. Mặc dù Ly Giao cùng Kim Giao Vương tại hạ cùng giao diện đều tính là không tầm thường cao giai động vật biển, tại trưởng thành thánh linh trong mắt. Lại chẳng phải là cái gì, Tiêu Phàm như gặp phải trọng kích, quát to một tiếng, thất tha thất thểu lui về sau 7-8 bước, vẫn như cũ không vững vàng thân thể, một phát ngã ngồi, chỉ cảm thấy đan điền khí hải bên trong rời sông lấp biển, có vô số thanh đao nhỏ tại điên cuồng toàn đâm. Quả nhiên là đau thấu tim gan, từ khi Tiêu Phàm tu luyện một chút thể chi thuật đến nay, còn chưa hề trải qua dạng này cực độ đau đớn. Kia lôi bằng tàn hồn rõ ràng không nghĩ bên ngoài ở giữa cùng oán linh chiến đấu, vọt thẳng tiến vào Tiêu Phàm thể nội. Ngược lại muốn xem ngươi có dám hay không để quỷ linh cũng tiến vào thần trí của mình trong biển. Bên kia lôi bằng hư ảnh ngửa mặt lên trời huýt dài một tiếng, hai cánh mở ra, cũng hướng về Tiêu Phàm vội vàng xông đến. Khoảnh khắc liền không thấy bóng dáng. A, chấm ngoặc kép, Tiêu Phàm lần nữa kêu to, vừa mới tích xúc một điểm lực lượng, muốn đứng dậy, lại là một phát ngã ngồi. Cái trán đại hãn cuồn cuộn mà xuống, sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt. Ngay cả nửa điểm huyết sắc cũng vô, răng cắn chặt miệng môi dưới, toàn thân đều không ngừng run rẩy. Tiêu Phàm, chấm ngoặc kép, ba nữ nhân đều quá sợ hãi, nhao nhao hướng đem tới. Âu Dương Minh Nguyệt không nói hai lời, cổ tay khẽ đảo. Liền đưa tay dán tại Tiêu Phàm phía sau lưng tâm du trên huyệt, một cỗ cường đại chân nguyên trực thấu mà vào, tưởng muốn giúp Tiêu Phàm một chút sức lực, đối kháng Ngân Dực Lôi Bằng chi lực. Thiên Diệu Tiên Tử cùng Hắc Lân đều khẩn trương nhìn qua nàng, các nàng lúc đầu cũng nghĩ muốn xuất thủ tương trợ, đến cùng hay là Âu Dương Minh Nguyệt tu vi cao hơn, động tác càng nhanh nhẹn một chút. Ngay sau đó, Âu Dương Minh Nguyệt duyên dáng gọi to một tiếng, như là gặp sét đánh, thân thể chấn động, về sau ngã bay mà ra. Trùng điệp đâm vào mật thất trên vách tường, một tia máu tươi, từ khóe miệng nàng chậm rãi chảy ra, xinh xắn mặt đỏ thắm gò má, cũng nháy mắt trở nên tái nhợt. Thiên Diệu Tiên Tử cắn răng một cái, liền muốn hành động. Không nhưng, chấm ngoặc kép, Âu Dương Minh Nguyệt nỗ lực quát, miệng hơi mở, một cỗ huyết tiễn phun ra ngoài. Trong cơ thể hắn hai viên nội đan ngay tại tranh đấu lẫn nhau dung hợp, lực lượng quá cường đại, căn bản không phải là chúng ta có thể kháng cự được. Âu Dương Minh Nguyệt hít một hơi thật sâu, đem đến bên miệng một ngụm máu tươi cưỡng ép xuống, thở hào hển nói. Thiên Diệu Tiên Tử sắc mặt trở nên rất khó coi. Âu Dương Minh Nguyệt cảnh giới cao hơn nàng, ngộ linh kỳ tu sĩ còn như vậy, không chịu nổi một kích, nàng càng thêm gánh không được. Hắc Lân cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn thấy, lo lắng xuông không có cách nào. Cho Vân Phi trở về, hóa thân thành tiểu niếp bộ dáng, ngẹo đầu, không ngừng quan sát toàn thân phát run Tiêu Phàm. Tựa hồ có chút do dự, đến cùng nên làm thế nào mới tốt. Oán Linh, ngươi nhanh đi hỗ trợ, chỉ có ngươi có thể giúp được một tay. Hắc Lân trong đầu linh quang lóe lên, gấp vội kêu lên. Oán Linh, be be, kêu lên một tiếng, thân thể nhoáng một cái, lại hóa thành một đoàn mây xám, bổ nhào mà trước, đem Tiêu Phàm cả người đều bao khỏa trong đó. Thiên Diệu Tiên Tử kinh hãi, vội vàng kêu lên, Hắc Lân, đây là làm cái gì?
lúc này, nhưng 10 triệu không thể lại cho Tiêu Phàm thêm phiền. Hắc Lân bận bịu tức an ủi nàng nói, tiên tử tỷ tỷ, không cần khẩn trương, oán linh cùng Tiêu Phàm đã sớm tâm thần tương thông, bọn hắn là một thể, oán linh chắc chắn sẽ không tổn thương Tiêu Phàm, yên tâm tốt. Trước hết nhất thời điểm, Hắc Lân vẫn luôn là gọi Tiêu Phàm, chủ nhân, không biết từ chừng nào thì bắt đầu, Hắc Lân liền đổi xưng hô, trực tiếp gọi Tiêu Phàm danh tự, ngẫu nhiên cũng sẽ kêu một tiếng, chủ nhân, dù sao theo nàng ý tứ, muốn kêu thế nào thì kêu, Tiêu Phàm xưa nay không so đo. Cái này vừa nói chuyện, mây xám đã không thấy bóng dáng, rót vào đến Tiêu Phàm thể nội đi. Tiêu Phàm miễn cưỡng khoanh chân ngồi xuống, toàn thân mồ hôi tuôn như nước, nháy mắt liền ướt đẫm quần áo, lại hai tay bấm quyết, cố gắng điều hòa hô hấp. Mặc dù hắn cũng biết, làm như vậy ý nghĩa không lớn, nhưng dù sao cũng tốt hơn nằm trên mặt đất, cuộn thành một đoàn run lẩy bẩy. Như thế thực tế mất thể diện, ba nữ nhân đều chỉ có thể trơ mắt nhìn thấy, ai cũng không có cách nào nhúng tay. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Tiêu Phàm sắc mặt, dần dần hơi có chuyển biến tốt đẹp, trên trán mồ hôi cũng hơi có ngừng, hô hấp dần dần điều hòa một chút, tam nữ liếc nhau, trên mặt đều lộ ra vẻ mừng rỡ. Không thể nghi ngờ, tình hình ngay tại dần dần chuyển biến tốt đẹp. Cũng không biết bao nhiêu thời gian quá khứ, Tiêu Phàm hô hấp sốt cục hồi phục bình thường, cái trán mồ hôi cũng hoàn toàn ngừng, thân thể cũng không còn run rẩy. Tam nữ không khỏi thở phào một hơi, lúc này mới phát hiện, riêng phần mình đều bị đổ mồ hôi thẩm thấu quần áo. Hô, chấm ngoặc kép, Tiêu Phàm rốt cục chậm rãi mở mắt, thế nào, Hắc Lân lập tức không kịp chờ đợi hỏi, mặt mũi tràn đầy ân cần. Tiêu Phàm mỉm cười, nói, thắng, Âu Dương Minh Nguyệt cùng Thiên Diệu tiên tử sắc mặt lập tức liền trầm tĩnh lại, khẽ gật đầu một cái. Hắc Lân lại truy hỏi kỹ càng sự việc, cái gì gọi là thắng a? Nói rõ một chút thôi, người không biết chúng ta vừa rồi lo lắng nhiều a? Chấm ngoặc kép, nói, liền mân mê đỏ chói miệng nhỏ, tựa hồ đối với Tiêu Phàm dạng này bình thản thái độ có chút bất mãn. Tiêu Phàm cười cười, nói, thắng chính là thắng. Hai viên nội đan đã hợp hai là một, dưới mắt đều ngoan ngoãn đợi tại đan điền khí hải của ta bên trong đâu. Về phần ngân dực lôi bằng kia một sợi tàn hồn, đã bị muội muội thu thập sạch sẽ, tiểu nha đầu ngay tại sột soạt ngủ ngon đâu. Mặc dù chỉ là một sợi tàn hồn, oán linh cũng đã cạn kiệt toàn lực, một trận đánh xuống, thực tế hao phí tinh lực quá nhiều. Cần muốn nghỉ ngơi thật tốt, mà lại trưởng thành thánh linh tàn hồn dạng này thập toàn vật đại bổ thôn phệ xuống dưới, cũng cần một thời gian thật dài mới có thể chậm rãi tiêu hóa. Tin tưởng oán linh sẽ từ đó được ích lợi không nhỏ. Ngân dực lôi bằng phân hồn bị tiêu diệt, còn lại nửa viên nội đan lập tức liền thành vật vô chủ. Dù là như thế, nguyên vốn cũng không có thể bị người hạ giới thôn phệ, nếu không nhất định sẽ bạo thể mà chết. Ẩn chứa lực lượng thực tế quá cường đại, tuyệt không phải người hạ giới nhục thân có thể thừa nhận được được. Cũng may Tiêu Phàm thể nội đã có nửa viên tiếp cận hoàn toàn luyện hóa nội đan, lúc này mới có thể đem mặt khác nửa viên nội đan cũng luyện hóa, hòa làm một thể. Cũng coi là cơ duyên xảo hợp, Âu Dương Minh Nguyệt lập tức lại có chút nhăn đầu lông mày, nhìn từ trên xuống dưới Tiêu Phàm. Thấp giọng nói, Tiêu Phàm, người cảm thấy tình hình này đúng không? Ta thế nào cảm giác, người một điểm biến hóa đều không có. Chấm ngoặc kép, một điểm biến hóa đều không có. Đúng là có chút không lớn bình thường. Theo lý, lôi bằng nội đan hợp hai là một, hẳn là bộc phát ra lực lượng mạnh hơn. Cứ như vậy vô thanh vô tức thôn vệ hết nửa viên nội đan, cứ như vậy vô thanh vô tức hợp hai là một, liền không có một chút biến hóa. Nhưng năng lực lượng quá mức cường đại, cần một chút xíu chậm rãi luyện hóa đi. Chấm ngoặc kép, Tiêu Phàm nói, bất quá ngữ khí cũng có chút không nhất định. Mặc dù nội đan đã ở trong cơ thể hắn mọc rễ, nhưng có chút tình huống. Chính hắn thật đúng là làm không rõ ràng. Một lời chưa tất, bỗng nhiên thân thể chấn động, một cỗ cường đại đến tột đỉnh khí tức, bỗng nhiên từ trong cơ thể hắn phun ra ngoài, tam nữ chưa lấy lại tinh thần, liền đã nhao nhao kêu rên lên tiếng, bị cái này cỗ cường đại đến cực điểm khí tức đánh chúng bay ngược ra ngoài, trọn vẹn bay ra mấy trượng xa, mới miễn cưỡng đứng vững. Vội vàng hướng nhìn đằng trước đi, chỉ thấy Tiêu Phàm mặt mũi tràn đầy đỏ bừng lên, thậm chí ngay cả hai mắt ở giữa đều tràn đầy huyết sắc. Tam nữ đều rõ ràng cảm giác được, trong cơ thể hắn tựa hồ cất giấu một đầu mãnh thú, muốn phá thể mà ra. Kia nửa viên không có bị vô cực thiên tôn đặc biệt luyện chế qua ngân dực lôi bằng nội đan, cuối cùng vẫn là không dễ dàng như vậy liền bị luyện hóa. Cường đại vô song thánh linh chi lực, triệt để bạo phát ra. Tiêu Phàm, Âu Dương Minh Nguyệt sắc mặt đại biến, bạo thể, trong nháy mắt, nàng liền thật sự từ Tiêu Phàm trên thân cảm nhận được bạo thể nguy hiểm. Cái này cố cự lực. Nếu như không có một đường vết rách tiết ra, Tiêu Phàm thân thể,
là vô luận như thế nào đều không chịu nổi. Dù là hắn tu luyện cường đại hơn nữa luyện thể thuật, đều vô sự vô bổ. Tiêu Phàm bỗng nhiên duỗi tay ra, một cỗ cường đại lực đạo phát ra, gác ở trên giá gỗ kia Trương Thiên Bằng chi cung, bỗng nhiên bay lên, bay thẳng đến trong tay của hắn. Tiêu Phàm trái tay nắm chặt, xoay tay phải lại, kim quang lóa mắt, kim bằng tôn giả viên kia bản mệnh lông vũ nổi lên, đảo mắt hóa thành một viên kim sắc phủ tiễn, nhận tại trên dây cung. Mở, Tiêu Phàm chố mắt một tiếng quát lớn, Thiên Bằng chi cung quang mang lấp lánh, chi chi, dây cung chấn hưởng thanh bên trong, bị kéo cái trăng tròn. Trong mật thất, bỗng nhiên cuồng phong gào thét, vô tận thiên địa linh khí cùng không gian chi lực, đều hướng kim sắc phủ tiễn bên trên tụ đến, trong chốc lát, kim sắc phủ tiễn tiễn trên đầu, kim quang lóa mắt, đoạt người tâm phách. Đây là một cỗ cường đại đến đủ để hủy diệt hết thảy lực lượng. Tiêu Phàm thể nội lực lượng hủy diệt, đều tại trong khoảnh khắc bị chuyển rời đến vũ tiễn bên trong. Lấy thiên bằng chi lực thúc đẩy thiên bằng chi cung, chính lúc đó vậy. Chương 1360, có động thiên khác. Đều đến bên cạnh ta đến, nhanh, ta liền muốn khống chế không nổi. Chấm ngoặc kép, Tiêu Phàm hai tay cầm cung cài tên, vội vã nói. Âu Dương Minh Nguyệt, Thiên Diệu tiên tử cùng Hắc Lân không cần suy nghĩ, thân thể nhoáng một cái, liền đến Tiêu Phàm bên người, còn chưa kịp mở miệng hỏi, Tiêu Phàm phải nhẹ buông tay, kim sắc phủ tiễn, siêu, một tiếng, hướng lên kích bắn đi, những nơi đi qua, không gian chi lực cuồn cuộn, chỗ này mật thất lâm thời cấu trúc không gian cấm chế, lập tức bị phá tan thành từng mảnh, ngay cả nửa điểm kháng cự chi lực đều không có. Phong nhận như đao, điện tránh lôi minh, ngày này bằng chi cung. Lấy ngân dực lôi bằng gân cốt làm chủ thể luyện chế mà thành, trộn lẫn kim xí đại bằng cùng cái khác mấy loại trời giống chim thánh linh vật liệu, phong lôi hai thuộc tính không phải thường minh hiển, kim sắc phủ tiễn thì là lấy kim bằng tôn giả bản mệnh lông vũ hóa thành, có thập phần cường đại xé rách hư không uy lực. Vũ khí chỉ, đánh đâu thắng đó. Một tiễn bắn ra về sau, Tiêu Phàm ngay cả nửa phân do dự đều không có, nhấc tay vừa nhấc, thiên bằng chi cung nhanh chóng co lại nhỏ, bị thu tiến vào kim sắc chữ vật vòng tay bên trong. Năm ngón tay luân chuyển, từng đạo pháp quyết đánh vào đến, càn khôn đỉnh, bên trong, trừ hào quang màu đỏ đại phóng, hỗn độn đồ án từng vòng bay múa mà ra, tiếng ông ông đại tác, ngay sau đó, cả tòa an hồn mật thất liền kịch liệt đung đưa. Hắc Lân trên mặt lập tức lộ ra cảm giác hưng phấn. Tiêu Phàm đây là dự định muốn đem tòa này mật thất toàn bộ thu tiến vào, càn khôn đỉnh, bên trong. Đem dạng này không gian trí bảo xem như, chữ vật vòng tay, sử dụng, cũng thua thiệt Tiêu Chân Nhân nghĩ ra. Bất quá trừ, càn khôn đỉnh, cũng xác thực không có những biện pháp khác đem tòa này an hồn mật thất toàn bộ lấy đi, căn này mật thất, bản thân liền là một kiện cực kỳ hiếm thấy chí bảo. Thần hồn tu luyện tẩu hỏa nhập ma người, tại cái này trong mật thất đợi một đoạn thời gian, hiệu quả trị liệu tuyệt đối hiệu quả nhanh chóng. Nhưng cả gian mật thất xoay tròn lấy, dần dần co lại nhỏ, hướng giữa không trung trừ vòng xoáy màu đỏ bên trong lượn vòng mà đi lúc. Trên trời cao, bỗng nhiên vang lên ầm ầm tiếng vang. Mọi người liên tục không ngừng ngẩng lên đầu nhìn lại, chỉ thấy toàn bộ bầu trời đều lộn xộn, kim bằng tôn giả nhọc lòng cấu trúc không gian bình chướng, nháy mắt bị kim sắc phủ tiễn chỗ mang theo lực lượng hủy diệt triệt để phá hủy. Bị xé thành mảnh nhỏ, ầm vang một tiếng nổ tung. Vô tận không gian loạn lưu hội tụ vào một chỗ, khoảnh khắc liền hình thành mấy đạo cỡ nhỏ không gian phong bạo, dây dưa cùng nhau, hướng bốn phương tám hướng càn quét mà đi. Mà nơi đây thiên địa linh khí cũng loạn cả một đoàn. Tại vô tận phong nhận cùng lôi điện bên trong không ngừng lăn lộn, đều loạn thành một bầy hỏng bét, có thể khẳng định là, chẳng những cái này lâm thời cấu trúc không gian bắt đầu đổ sụp. Ngay cả đã tương đối ổn định không gian chi lực, cũng bị một tiễn này triệt để quấy động, có trời mới biết tiếp xuống nơi này sẽ phát sinh cái gì. Có lẽ toàn bộ mê hồn đảo không gian hoàn cảnh đều sẽ triệt để sụp đổ, sau ngàn năm trước càng thêm hỗn loạn không chịu nổi. Trong nháy mắt, vài luồng không gian loạn lưu liền đến phụ cận. Tiêu Phàm lại đã hoàn toàn chấn định lại, trong cơ thể hắn không ngừng bành trướng, cơ hồ liền muốn bạo tạc to lớn cự lực, đã bị thiên bằng chi cung hấp thu không còn, theo kim sắc phủ tiễn bay bắn đi ra, cơ hồ là nháy mắt. Hạo nhiên chính khí lưu chuyển toàn thân, Tiêu Phàm đã khống chế lại thể nội rối loạn không chịu nổi chân nguyên pháp lực. Bắt đầu điều khiển, càn khôn đỉnh, không chút hoang mang tại bốn bên người thân bày ra không gian bình trướng. Cùng hơn trăm năm trước thái điểu tương đối. Tiêu Phàm tại không gian chi thuật bên trên tạo nghệ, sớm đã không phải ngô hạ am mông. Lại sẽ không nhìn thấy không gian phong bạo liền luống cuống tay chân, không biết làm sao. Chỉ cần không phải loại kia cường hãn đến biến thái không gian phong bạo, Tiêu Phàm đều có thể ứng phó được. Rất nhanh, không gian phong bạo liền đem bốn người bọn họ bao vây lại,
xoay tròn lấy hướng vô tận hư giữa không trung càn quét mà đi. Sau mấy tháng, Tiêu Phàm bọn người ở tại Tuyết Vực cao nguyên miếu cổ hiện thân mà ra. Tòa kia nguyên bản thờ phụng Lôi Chấn Tử điêu khắc dưới mặt đất điện đường, đã sớm bị người bắt đầu phong tỏa, có một tiểu đội kim bằng người, ở đây trông coi. Bất quá những này kim bằng người tu vi đều rất dưới mặt đất, cao nhất cũng bất quá là một tên trúc cơ trung kỳ đệ tử cấp thấp, nó dư đại đa số đều là luyện khí kỳ thái điểu. Khu vực này, đã bị người tu chân tiếp quản, xung quanh cự đại linh mạch, đang toàn lực khai thác, hướng kim bằng người cung phụng linh thạch. Bởi vì không rõ ràng lắm cái không gian này pháp trận đến cùng thông hướng phương nào, chủ trì việc này kim bằng trưởng lão liền để người ở đây phòng thủ, phát hiện dị thường, tùy thời bẩm báo. Về phần kim bằng lão tổ cùng nam tử trung niên hai người hành tung, cái khác kim bằng tộc nhân tự nhiên ai cũng không rõ ràng. Tìm kiếm kim sĩ đại bằng nội đan đại sự như vậy, tự nhiên vẫn là phải tận lực điệu thấp, người biết càng ít càng tốt. Cho dù là bản tộc vãn bối, cũng không ngoại lệ. Đương nhiên, nếu như bọn hắn biết kim bằng lão tổ đã vẫn lạc, chỉ sợ lập tức liền sẽ cả tộc chấn động, thậm chí sẽ trong đêm rút về huyền ta giới đi. Bất quá tin tức này sớm muộn là muốn không bưng biết được, liên tiếp mất đi hai vị đỉnh tiêm cao thủ, kim bằng tộc tại huyền ta giới đại tộc địa vị, chỉ sợ là không gánh nổi. Mắt thấy Tiêu Phàm bọn người bỗng nhiên xuất hiện, đem cái này một tiểu đội kim bằng người giật mình kêu lên. Người nào, dám lén xông vào cấm địa, chấm ngoặc kép, tất cả đứng lại cho ta. Ai nha, chấm ngoặc kép, lập tức loạn cả một đoàn, ngay sau đó, liền phát ra cực kỳ chỉnh tề vạch một tiếng kinh hô, lại về sau, đại điện liền triệt để yên tĩnh, nửa điểm tạp âm đều nghe không được. Thiên Diệu tiên tử nhẹ nhàng lắc một cái ống tay áo, tất cả kim bằng người đều loạn thất bát tao ngã văng ra ngoài, còn không có địa, đã toàn bộ ngất xỉu, chưa được mấy canh giờ, bọn hắn là vẫn chưa tỉnh lại. Cũng may cùng Tiêu Chân Nhân đồng hành, Thiên Diệu tiên tử hạ thủ cũng có phân tắc, không có tiện tay lấy tính mạng bọn họ. Những này đệ tử cấp thấp, đánh tới ích lợi gì? Rất nhanh, bốn người liền bay lên không trung, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem phía dưới cực kỳ bận rộn khu mỏ quặng, như nước chảy biển người, oanh minh rung động máy móc. Dạng này khai thác linh thạch cảnh tượng, cũng muốn trên địa cầu mới có thể nhìn thấy. Tại Nam Châu Đại Lục, mặc dù cũng không ít tu chân tông môn sai khiến phàm nhân khai thác linh thạch, nhưng lại không gặp được ầm ầm rung động cơ giới hạng nặng, kia là thuần nhân công thao tác, tương đối mà nói, trên địa cầu làm việc hình thức hay là càng trước tiến vào chút, hiệu suất cũng càng cao. Hắc Lân nhăn đầu lông mày, có chút không vui nói, đem những này kim bằng người đều đuổi đi, ở đây khai thác chúng ta linh thạch. Không hề nghi ngờ, Hắc Lân đối với mình người địa cầu thân phận 10 điểm tán đồng. Lại có thể có người đến nhà mình bên trong giật đồ, có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục. Tiêu Phàm lắc đầu, nói, được rồi, đây không phải đơn thuần đem kim bằng người đuổi đi liền có thể giải quyết vấn đề. Huyền ta giới bây giờ còn chưa có toàn diện hướng trung thổ giới tiến công, tại chúng ta không có chuẩn bị sẵn sàng trước đó, tốt nhất là không muốn đem bọn hắn chọc giận, nếu không bị tàn phá bởi chiến tranh, không biết muốn đánh tới khi nào. Địa cầu bản thân tu chân lực lượng thực tế quá yếu, thậm chí có thể nói ép căn bản không hề mình tu chân lực lượng, hoàn toàn theo dựa vào ngoại lực đến giúp đỡ, không phải kế lâu dài. Dù coi như là mời người viện thủ, từ Nam Châu Đại Lục điều viện binh tới, Tiêu Phàm cũng hy vọng có thể một lần vất vả suốt đời nhàn nhã giải quyết vấn đề, mà không phải đau đầu y đầu chân đau y chân. Hắc Lân chép miệng, không lại nói cái gì. Loại này đại kế phương châm, nàng là không hiểu. Vừa về tới kinh ngoại ô chỉ thủy xem, Tiêu Phàm lập tức đem mình quan tiến vào trong mật thất, đồng thời trịnh trọng kỳ sự bày ra rậm rạp không gian cấm chế, mời Âu Dương Minh Nguyệt, Thiên Diệu tiên tử cùng Hắc Lân tại mật thất phụ cận tự mình thủ hộ, bày ra như lâm đại địch tư thế. Tam nữ cũng không biết Tiêu Phàm muốn làm gì, nhưng cũng không có hỏi nhiều. Bố trí xong không gian cấm chế về sau, Tiêu Phàm lúc này mới thở phào một hơi, bắt đầu khoanh chân ngồi tĩnh tọa, trừ màu đỏ, càn khôn đỉnh, tại trước ngực hắn xoay chậm chậm, phát ra cực kỳ ánh sáng dịu dịu. Tiêu Phàm mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, uyển như lão tăng nhập định, như vậy không nhúc nhích. Một sợi nguyên thần, sớm đã tiến vào, càn khôn đỉnh, bên trong, bức tường bên trong một trận gợn nước ba động vặn vẹo. Tiêu Phàm hiện thân mà ra. Đây là Tiêu Phàm nguyên thần tiến vào bảo đỉnh cố định, cửa ra vào, từ đây có thể trực tiếp thông hướng hậu hoa viên, tiến vào thủy tổ tàng bảo các, Tiêu Phàm đã rất quen thuộc. Nhưng lần này, Tiêu Phàm lại muốn bước ra bước chân ngạnh sinh sinh thu hồi lại, phía bên trái bên cạnh nhìn qua, miệng bên trong phát ra nhẹ nhàng kinh, a, thanh âm. Chỉ thấy nguyên bản chỉnh tề dày đặc viện trên tường, không biết lúc nào, mở một cái nguyệt cửa. Tiêu Phàm nhớ được, hắn dĩ vãng lúc đến nơi này, là không có cái này phiến nguyệt cửa, đây là một cái mới mở, lỗ hổng.
trước mắt lập tức liền hiện ra cái không gian kia yêu linh tiểu nam hài bộ dáng. Tiêu Phàm vừa về tới chỉ thủy xem, liền không kịp chờ đợi bế quan, vì chính là không gian này yêu linh. Đem dạng này một cái cổ quái sinh linh nhốt tại Càn Khôn đỉnh, bên trong, cứ việc Tiêu Phàm đối bản môn chí bảo phi thường tự tin, nhận định không gian yêu linh không có khả năng lật lên cái gì gợn sóng đến, nhưng vẫn là có chút không yên lòng. Mấy tháng ở giữa, kia tiểu nam hài thế mà lại không có bốc lên quá mức, cũng không có khẩn cầu thả hắn ra ngoài, cứ như vậy biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tiêu Phàm thậm chí hoài nghi, không gian này yêu linh đã bị Càn Khôn đỉnh luyện hóa. Khả năng này chẳng những có, mà lại rất lớn. Càn Khôn đỉnh chính là không gian chí bảo, hết thảy không gian yêu linh đều sẽ tự nhiên mà vậy bị bảo đỉnh khắc chế. Cố mà một an định lại, Tiêu Phàm ngay lập tức tiến vào Càn Khôn đỉnh tìm tòi hư thực. Khi hắn nhìn thấy kia phiến nguyệt cửa thời điểm, lập tức liền biết chính mình suy đoán có sai, tiểu nam hài vẫn chưa bị Càn Khôn đỉnh luyện hóa. Kia phiến nguyệt cửa về sau, rõ ràng mang theo không gian yêu linh khí tức. Tiêu Phàm hơi chần chờ, lúc này mới dưới chân độn quang khẽ động, hướng na phiến nguyệt cửa phiêu nhiên mà đi. Nguyệt cửa về sau, là một chỗ nho nhỏ vườn hoa, hoa trong viên, trăm hoa đua nở, sắc màu rực rỡ, mùi hương đậm đặc xông vào mũi, khiến người nghe ngóng muốn say. Tiêu Phàm thần niệm chi lực quét qua, liền phát hiện những này hoa cỏ cây cối đều là thật sự tồn tại sinh mạng thể, vẫn chưa lấy thần thông huyễn hóa mà ra. Càn Khôn đỉnh, dạng này không gian chí bảo, bên trong từ thành thiên địa, điểm này, Tiêu Phàm đã sớm biết, cũng tịnh không kinh ngạc. Bất quá, cái này bảo trong đỉnh, hắn tới qua rất nhiều lần, thậm chí còn ở trong đỉnh nghiên cứu qua không gian chi thuật, không gian tạo nghệ cũng càng ngày càng cao, lại từ đầu đến cuối không có mặt khác mở ra một cái thông đạo tới. Tiểu Nam Hài vừa tiến đến, lập tức liền mở ra cái này phiến nguyệt cửa, xem ra gia hỏa này không gian tạo nghệ, thực tế là không phải tầm thường. Tiêu Phàm trong lòng không khỏi ý tò mò nổi lên, ngược lại muốn xem, vật nhỏ này đến cùng có thể tại Càn Khôn đỉnh, bên trong mân mê ra cái gì cổ quái tới. Cùng không gian kia yêu linh giao thủ qua đi, Tiêu Phàm đối với hắn lòng cảnh giác ngược lại là tiêu trừ không ít, cùng oán linh đồng dạng, tiểu gia hỏa không giống như là quá cáo già. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 1361, Chống Trơn Nhi. Vườn hoa không lớn. Tiêu Phàm rất nhanh liền tại vườn hoa bên trong dạo qua một vòng, nhưng không có phát hiện tiểu nam hài tung tích. Bất quá Tiêu Phàm chỉ suy nghĩ một chút, ngay tại vườn hoa một bên, tìm được một đầu ẩn nấp rất khá thông đạo, bị một cái đơn giản lại thập phần thích hợp không gian pháp trận che đẩy cửa vào. Cái kia thủ pháp Tiêu Phàm vừa nhìn liền biết là xuất từ không gian yêu linh chi thủ. Tiêu Phàm tiện tay giải trừ che đậy, một đầu rừng rậm đường mòn ra hiện tại hắn trước mắt. Vừa mới đi tiến vào đầu này rừng rậm đường mòn không lâu, Tiêu Phàm liền thầm kinh hãi. Đại lượng cổ pháp phù văn, thỉnh thoảng từ rừng rậm đường mòn hai bên bay múa mà ra, từ Tiêu Phàm trước mặt chợt lóe lên, lập tức lại biến mất ở trong hư không. Tiêu Phàm lập tức cảm ứng được, những phù văn này đều là Càn Khôn đỉnh, trên nội bích khắc họa, Tiêu Phàm dĩ vãng đến trong đỉnh đến lĩnh ngộ không gian thần thông, chủ yếu chính là nghiên cứu những phù văn này. Nhưng Tiêu Phàm trước kia nghiên cứu phù văn, xa không có nhiều như vậy, càng không có như thế bay dương linh động. Dù coi như tại Càn Khôn đỉnh, nội bộ, những phù văn này cũng không phải là tốt như vậy phát hiện, cần đi qua cẩn thận tìm kiếm, ngẫu nhiên mới có thể nhìn thấy hai ba cái. Mà bây giờ, lại không biết có bao nhiêu phù văn, tại trước mắt hắn khinh vũ bay dương. Đây hết thảy biến hóa tự nhiên đều là không gian yêu linh đưa tới. Tiêu Phàm lúc này dừng bước lại, nghĩ phải cẩn thận bắt giữ những cái kia phù văn đến tiến hành nghiên cứu, ai ngờ hắn dừng lại một cái, phù văn liền là biến mất không thấy gì nữa. Rừng rậm đường mòn hai bên không còn có phù văn phi vũ mà ra. Tiêu Phàm trong lòng hơi động, lại chậm rãi hướng về phía trước. Dưới chân hắn khẽ động, lập tức liền có phù văn phi vũ mà ra, đi tốc độ chạy càng nhanh, phù văn phi vũ tốc độ liền càng nhanh, nhưng cũng càng không dễ dàng bắt giữ. Trải qua nhiều lần mấy lần thí nghiệm, Tiêu Phàm dần dần hiểu được. Mặc dù đi được tương đối chậm thời điểm, phù văn phi vũ tốc độ cũng càng chậm, nhưng phù văn chủng loại cũng ít, lật qua lật lại. Chính là mấy cái kia phù văn nhiều lần xuất hiện, tựa hồ là để hắn có đầy đủ thời gian đi chậm rãi lĩnh ngộ những cái kia phù văn bên trong ẩn chứa sâu xa áo nghĩa. Hành tẩu tốc độ càng nhanh, phù văn phi vũ tốc độ cũng càng nhanh, số lượng càng nhiều, nhưng mà lại không có thời gian đến chậm rãi nghiên cứu lĩnh ngộ. Muốn khai thác loại nào học tập lĩnh ngộ phương thức, từ chính ngươi quyết định, nếu như ngươi ngộ tính khá thấp. Vậy ngươi liền chậm rãi đi, chậm rãi lĩnh ngộ, thẳng đến đem mấy cái kia nhiều lần xuất hiện phù văn suy nghĩ thấu.
lại hướng tiến đến, nếu như ngộ tính tương đối cao, kia liền có thể thích hợp tăng tốc đi tiến vào tốc độ, cứ như vậy, lĩnh ngộ nghiên cứu tốc độ cũng liền thực sự nhanh hơn nhiều. Tiêu Phàm đi rất chậm, hắn cho tới bây giờ đều tin tưởng đạo lý dục tốc thì bất đạt. Nhất định phải đem cơ sở nện vững chắc, mới có thể chạy gấp chạy mau, bằng không, rất dễ dàng té ngã, mà lại ngã xuống sẽ rất khó đứng lên. Bởi vì cái gọi là trong động không nhật nguyệt, Tiêu Phàm dốc lòng nghiên cứu, tâm vô bàng vụ, dần dần tốc độ tiến lên nhanh, vô số phù văn vây quanh thân thể của hắn, trên dưới bay múa, lấp lánh không thôi. Trên mặt thì mang theo nụ cười mừng rỡ, tựa hồ lĩnh ngộ rất nhiều. Trong bất chi bất giác, liền xâm nhập rừng rậm, lại đi lại xa. Hì hì, ngươi làm sao mới đến a? Đột nhiên, một cái thanh âm thanh thúy tại Tiêu Phàm vang lên bên tai. Chính là Tiêu Phàm quen thuộc cái kia tiểu nam hài. Tiêu Phàm giật mình, bận bịu tức dừng lại bước chân. Vây quanh hắn trên dưới tung bay phù văn im bặt mà dừng, bỗng nhiên liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tiêu Phàm vội vã ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy đã đi tới một cái uyên bác không gian, dõi mắt chỗ đến, hào quang màu nhũ bạch lóa mắt, vô tận trên trời cao, khắp nơi đều là từng cái lóe sáng chữ màu đỏ hỗn độn đồ án, phảng phất dính sát vào trắng sữa màu lót phía trên, lộng lẫy dị thường, đồng thời lại thần bí khó lường. Cảm giác bên trên, đây là một chỗ, không gian quảng trường. Tiêu Phàm ở đây cảm nhận được vô cùng vô tận không gian chi lực, nhưng lại là như vậy nhu hòa, không chút nào ngang ngược. Tản ra chính tông nhất, càn khôn đỉnh, khí thức. Mà dưới bầu trời, có một cái thân thể nho nhỏ đang chạy vội, chính là không gian yêu linh biến thành tiểu nam hài, chạy vội tốc độ nhanh chóng, vượt xa khỏi Tiêu Phàm ngoài ý liệu, vô số phù văn vây quanh thân thể của hắn, xoay quanh bay múa, nhìn một cái, tựa như một cái chữ màu đỏ kén, đem hắn toàn thân đều bao vây lại. Tiểu nam hài không ngừng phát ra thanh thúy tiếng cười, lộ ra vô so vui thích. Uy, ngươi theo đuổi ta a? Chấm ngoặc kép. Tiểu nam hài vây quanh Tiêu Phàm xoay quanh tử, một bên gọi một bên vui cười, làm cho Tiêu Phàm tâm tình cũng theo sự tốt đẹp. Không được, ta muốn nghỉ ngơi một hồi. Tiêu Phàm khẽ cười nói. Không nha, qua đi theo ta chơi. Chấm ngoặc kép, tiểu nam hài bay chạy tới, giữ chặt Tiêu Phàm tay, kêu lên. Tiêu Phàm tùy ý hắn lôi kéo mình tay, cười cười, nói, ngươi còn nhớ hay không được ngươi đã đáp ứng ta. Lời gì a? Tiểu nam hài có chút kỳ quái mà hỏi thăm. Ngươi nói ta chỉ cần bắt ở ngươi, ngươi chỉ nghe thấy ta. Tiểu nam hài lập tức nhếch miệng, nói ta là đáp ứng ngươi, ta cũng không nói không nghe lời ngươi, chính là để ngươi chơi với ta một hồi nha. Ngươi đều lâu như vậy mới đến, một mực không ai nói chuyện với ta, chính là ta một người ở đây chơi. Tiêu Phàm mừng rỡ trong lòng, đồng thời cũng âm thầm thở phào một cái. Xem ra cái này yêu linh khai linh trí thời gian không dài, 10 điểm thuần phác, đã nói, hứa hẹn qua sự tình. Không có ý định, hỗn lại. Nơi này không dễ chơi sao? Vậy ta mang ngươi ra ngoài đi. Tiêu Phàm thử thăm dò nói. Ra ngoài, đầu tiểu nam hài lập tức lắc phát lang trống. Không đi ra, không đi ra. Ta phải ở lại chỗ này, nơi này chơi thật vui. Ta mỗi ngày đều có thể tìm tới tốt đồ chơi. Chấm ngoặc kép, điểm này, Tiêu Phàm tin tưởng không nghi ngờ. Từ cái này, không gian quảng trường, liền có thể nhìn ra được. Nếu không phải cái này yêu linh tiến vào trong đỉnh. Hắn chỉ sợ không biết muốn qua một số năm mới có thể mở ra nơi này. Một đường này tới, hắn tại không gian chi đạo bên trên lĩnh ngộ, lại đạp lên một cái mới bậc thang. Nhưng đây là ta bảo vật a, ngươi lại không phải ta người nào, tại sao phải để ngươi ở chỗ này? Tiêu Phàm cố ý nói, mặt mũi tràn đầy nghĩa chính từ nghiêm dáng vẻ. Tiểu nam hài không khỏi sững sờ ngơ ngác một chút, lập tức cười hì hì nói, vậy chúng ta làm bằng hữu đi, có được hay không? Ta đều nói sẽ nghe lời ngươi. Về sau chúng ta liền là bằng hữu. Vậy ta liền có thể ở tại ngươi bảo vật bên trong, đúng hay không? Tiêu Phàm trầm mặt, lắc đầu, nói, không đúng. Làm sao không đúng? Tiểu nam hài có chút tức giận. Ngươi nói chúng ta là bằng hữu, chúng ta liền là bằng hữu. Vạn nhất ngày đó ngươi nói chúng ta không là bằng hữu đây. Vậy chúng ta là không phải liền muốn trở mặt. Nếu là bằng hữu, tổng phải có điều biểu thị. Tiểu nam hài lập tức gật đầu, đúng, là như thế này. Ngươi nói rất đúng. Kia, ta thanh ta trong mấy ngày qua lĩnh ngộ được đồ vật đều dạy cho ngươi đi. Dạng này chúng ta coi là tốt hay không bằng hữu rồi. Tiêu Phàm liền cười, cười đến giống như là một đầu lão sói xám. Mặc dù hắn cho tới bây giờ đều không hoài nghi trí tuệ của mình, nhưng đứa bé trai này lại là không gian sở sinh, đối hết thảy không gian chi đạo đều có không cùng luân so lực lĩnh ngộ, mà lại khoảng thời gian này đến, hắn cả ngày lẫn đêm đều đợi tại càn khôn đỉnh bên trong.
đối không gian này chí bảo sở nghiên cứu phải, nhất định không ít. Nếu như là không gian khác thần thông, Tiêu Phàm có lẽ còn chưa nhất định phải học tập, nhưng được từ Càn Khôn đỉnh, không gian chi đạo, Tiêu Phàm lại là không phải muốn lĩnh ngộ không thể, đồng thời học được càng nhiều càng tốt, nghiên cứu phải càng thấu triệt càng tốt. Vậy liền mang ý nghĩa, hắn đối Càn Khôn đỉnh, sử dụng cùng trưởng khống, có thể nâng cao một bước. Đến, ta dạy cho ngươi, người đứng kia đừng nhúc nhích a. Chấm ngoặc kép, tiểu nam hài nói làm liền làm, thân thể bỗng nhiên lại bay chạy, vây quanh Tiêu Phàm, một vòng lại một vòng xoay nhanh không ngừng, vô tận không gian linh phù. Tại hắn quanh người lấp lánh không thôi, Tiêu Phàm thần sắc nghiêm lại, hai mắt khép hờ, buông ra nội tâm, bắt đầu tinh tế lĩnh ngộ những ngày này, không gian yêu linh tại bảo trong đỉnh nhìn thấy đoạt được. Kết quả vượt xa khỏi Tiêu Phàm lúc trước dự tính, tiểu nam hài cơ hồ đem mình tất cả không gian tri thức. Mặc kệ là lĩnh ngộ từ Càn Khôn đỉnh, vẫn là hắn bẩm sinh, đều toàn bộ dạy cho Tiêu Phàm, là chân chính dốc túi tương thụ, không có nửa điểm tàng tư. Ngay cả Tiêu Phàm đều có chút xấu hổ, mình cái này tiện nghi, chiếm được thật không tiểu. Thế nào, hiện tại chúng ta tính là bằng hữu sao? Mấy cái canh giờ trôi qua, tiểu nam hài thân hình dừng lại, tại Tiêu Phàm đứng trước mặt ở, cười hì hì hỏi. Trên mặt lộ ra một tia nhân cách hóa vẻ mệt mỏi. Loại này, trí nhớ khuấy động, xa so tốc độ cao nhất chạy muốn vất vả được nhiều. Trải qua mấy canh giờ tiếp thu, tiêu hóa, Tiêu Phàm miễn cưỡng lĩnh ngộ một tiểu bộ phân không gian chi linh trí tuệ, còn dư lại, trước một mực chứa đựng trong đầu, sau này lại từ từ suy nghĩ lĩnh ngộ, nghe thấy lời ấy, liền rất chân thành gật gật đầu, rất chân thành nói, tính. Tiểu nam hài liền vui vẻ cười, Tiêu Phàm cười cười, nói tiếp, bất quá, ta còn có một việc muốn nói rõ với ngươi. Chuyện gì? Chúng ta muốn tương hỗ lập kế tiếp lời thề, cam đoan giữa lẫn nhau không làm thương hại, vĩnh viễn làm bằng hữu. Tốt, tiểu nam hài không cần suy nghĩ, lập tức gật đầu. Tiêu Phàm làm như thế, cũng coi là bị buộc bất đắc dĩ. Càn Khôn đỉnh, với hắn mà nói, thực tế quá trọng yếu, tiểu nam hài coi đây là nhà, nếu như không có cái này bảo hộ, vô luận như thế nào cũng không thể an tâm. May mà tiểu nam hài thiên tính thuần phác, đối Tiêu Phàm nói ra yêu cầu này, cũng không dị nghị. Lập tức tại Tiêu Phàm chỉ điểm phía dưới, tiểu nam hài buông ra thần trí của mình, mặc cho Tiêu Phàm tại hắn trong biển thần thức gieo xuống cấm chế, Tiêu Phàm cũng buông ra thần trí của mình, để tiểu nam hài tại hắn trong biển thần thức lưu lại ấn ký, lẫn nhau ở giữa vĩnh viễn làm bằng hữu, vĩnh viễn không làm thương hại. Cũng là hợp lý cực kỳ, Tiêu Phàm cũng không có lợi dụng mình thần thức cường đại hơn nhiều ưu thế, cố ý lừa gạt không gian này yêu linh, mượn cơ hội khống chế thần hồn của hắn. Mặc dù hắn muốn làm như vậy rất dễ dàng, lẫn nhau gieo xuống thần thức cấm chế về sau, tiểu nam hài đối Tiêu Phàm thái độ rõ ràng trở nên càng thêm thân mật, cười hì hì đối với hắn nói, Tiêu đại ca, ngươi món bảo vật này rất đáng gờm, ngươi thấy sao, cái này trên bầu trời mỗi một cái lấp lánh hỗn độn đồ án, chính là một đầu không gian thông đạo, thông hướng đại thế giới khác. Ta muốn thanh những thông đạo này đều mở ra, Tiêu Phàm cười gật đầu, hắn cũng rất muốn kiến thức một chút, Càn Khôn đỉnh, bên trong đại thế giới. Ai, người tên là gì? Ta vô danh tự, chấm ngoặc kép, tiểu nam hài liền có chút ngượng ngùng. Vậy ta về sau liền gọi ngươi Trống Chân Nhi, có được hay không? Tiêu Phàm mỉm cười nói. Cái tên này hạ bút thành văn, ngược lại là rất thích hợp. Tốt, danh tự này rất êm tai, ta thích. Chấm ngoặc kép, Trống Chân Nhi, Trống Chân Nhi, hì hì. Chương 1362, Vô Cực Môn Đại Trưởng Lão. Tòa Ma Giới, Nam Châu Đại Lục. Đại Tề Quốc Đô Thành, Hạo Dương Thành, rời đi tổng đàn mấy chục năm, ra ngoài, dạo chơi, Đại trưởng lão Âu Dương Minh Nguyệt bỗng nhiên trở về, đồng thời thành công tiến giai ngộ linh kỳ, tại Hạo Thiên Tông thậm chí toàn bộ Hạo Dương Thành đều gây nên chưa từng có chấn động. Hạo Thiên Tông các đệ tử từng cái hưng cao thải liệt, hưng phấn dị thường. Cùng thất dạ giới chiến sự rất bất lợi, Hạo Dương Thành sớm đã cuồn cuộn sóng ngầm, lòng người bàng hoàng. Bây giờ Đại trưởng lão tiến giai thành công, nhanh nhẹn trở về. Thực tế là trọng đại lợi tin tức tốt. Sớm đã có truyền ngôn nói, Hạo Thiên Tông hiện nhâm tông chủ Âu Dương Minh Hạo, Âu Dương Minh Nguyệt thân đường huynh, nhiều năm trước liền đã tiến giai thành ngộ linh kỳ lão tổ, hiện tại tăng thêm Âu Dương Minh Nguyệt, một cái tông môn bỗng nhiên ra hai vị ngộ linh kỳ đại cao thủ, đây là uy phong bậc nào hiển hách. Chỉ sợ Hạo Thiên Tông sẽ như vậy nhảy lên, trở thành Nam Châu đại lục chính đạo 10 đại tông môn đứng đầu. Xem ra, từ Vô Cực Môn xuống dốc về sau, hơn nghìn năm rắn mất đầu Nam Châu đại lục chính đạo tông môn, rốt cục lại muốn xuất hiện một vị lĩnh tụ mới. Đương nhiên, mừng rỡ như điên đều là chút đệ tử cấp thấp,
có thể tiếp xúc đến hạch tâm cơ mật nguyên anh kỳ cao giai trưởng lão, xa còn lâu mới có được lạc quan như vậy, tương phản, từng cái lo lắng. Lần này đại trưởng lão trở về, chỉ sợ chưa chắc có trong tưởng tượng tốt như vậy. Hạo Thiên Tông tổng đàn tọa lạc tại Hạo Dương thành một góc, sông núi liên miên, rừng rậm dày đặc, dòng sông hồ nước tô điểm trong đó, quả nhiên là phong cảnh như vẽ, đẹp không sao tả xiết. Tại cái này liên miên bất tuyệt lục sắc chính giữa, có một nơi đặc biệt làm người khác chú ý, cùng xung quanh xanh ngắt lục sắc không hợp nhau. Kia là một mảnh lấy trắng noãn hòn đá đắp lên ra quảng trường khổng lồ, quảng trường chính giữa, có một cái kim sắc nắng gắt đồ án, mà tại cái này nắng gắt chi bên cạnh, thì là một tòa hùng vĩ nguy nga cự hình cung điện, kim sắc ngói lưu ly dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ. Tỏa ra ánh sáng lung linh, một cỗ uy nghiêm bá khí, phóng lên tận trời. Mọi người đều biết, đây là Hạo Thiên Tông cấm địa. Hạo Dương Điện chung quanh ngàn dặm bên trong, sớm đã trở thành vòng cấm, bất kỳ người nào không có đạt được triệu hoán. Tuyệt đối không cho phép xâm nhập, nếu không giết vô xá. Bởi vì nơi này, chính là Âu Dương Minh Hạo nơi tu luyện. Nhiều năm trước, Âu Dương Tông chủ tuyên bố bế quan, cho tới nay không người dám đi quấy rầy hắn thanh tu. Tông môn đại sự, giao cho đại trưởng lão Âu Dương Minh Nguyệt cùng mấy vị khác thâm niên trưởng lão cùng thiếu tông chủ cộng đồng chủ trì, hết thảy đều ngay ngắn rõ ràng. Chưa từng đi ra cái gì đường rẽ, chỉ có tại mấy chục năm trước, đuổi bắt Thiên Diệu cung chủ thời điểm, đi ra một chút ngoài ý muốn, tổn thất mấy vị nguyên anh kỳ trưởng lão. Cũng may đại trưởng lão lập tức tự thân xuất mã, đem việc này giải quyết. Tổn thất mấy vị nguyên anh kỳ trưởng lão, đối Hạo Thiên Tông dạng này siêu cấp đại tông môn mà nói, cũng còn không đến mức thương cân động cốt. Hạo Dương Điện cấm địa, đối Âu Dương Minh Nguyệt là vô hiệu. Âu Dương Minh Hạo bế quan về sau, Âu Dương Minh Nguyệt là duy nhất có thể tự do ra vào Hạo Dương Điện người. Hạo Dương Điện lệnh cấm chế bài, chỉ có một khối, từ Âu Dương Minh Nguyệt tùy thân mang theo. Ngày hôm đó buổi sáng, Hạo Dương Điện trên không, hồng mang lóe lên, Âu Dương Minh Nguyệt uyển chuyển dáng người, xuất hiện tại Hạo Dương Điện trên không. Hơi một bàn xoáy, bờ môi khẽ nhúc nhích, tựa hồ tại cùng người câu thông, một lát sau, liền đè xuống độn quang, bước liên tục khoan thai, biến mất tại Hạo Dương Điện bên trong. Không bao lâu, Âu Dương Minh Nguyệt xuất hiện tại trong một gian mật thất. Căn này mật thất, thâm nhập dưới đất hơn trăm trượng, bốn phía vách tường hành lang, đều lấy hàn ngọc xây thành, trong lúc đi lại, chỉ cảm thấy hàn khí bức người. Dĩ vãng Âu Dương Minh Nguyệt lại tới đây, đều muốn vận công chống cự cái này kỳ hàn chi khí, bây giờ lại là từ thong dong cho, không có chút nào khó chịu. Một cái nàng đã tiến giai, tu vi cùng trước kia khác nhau rất lớn, thứ hai trong cơ thể nàng chí dương chi khí đã bị Tiêu Phàm hấp thu sạch sẽ. Chuyển biến làm thuần túy huyền âm lôi linh chi thể, cái này hàn ngọc mặc dù danh xưng Nam Châu đại lục chí âm chí hàn chi vật, lại cũng đã tổn hại không đả thương được nàng mảy may, ngược lại không vô bổ ích. Trong mật thất, khoanh chân ngồi một tên lão niên nam tử, tóc hoa râm, trên mặt nếp nhăn rất sâu, bất quá lại thân mặc áo bào đỏ, mặt mũi tràn đầy uy nghiêm, khí thế khiếp người, để người vừa nhìn liền biết, đây là lâu trưởng đại quyền, cao cao tại thượng đại nhân vật. Âu Dương Minh Nguyệt thần niệm chi lực hướng lão niên nam tử trên thân quét qua, liền là nhíu mày nói, mấy chục năm, cái này bệnh cũ hay là không thấy khá. Chấm ngoặc kép, lão niên nam tử tuổi tác dù lão, trên mặt nếp nhăn dù sâu, lại là hồng quang đầy mặt, thậm chí ngay cả trong hai mắt đều trải rộng huyết sắc, cho thấy phải hỏa khí cực vượng. Lúc này mới cần tại cái này kỳ hàn vô so trong mật thất dưới đất tu luyện, mượn nhờ 10.000 năm hàn ngọc chí âm chi khí, chấn áp thể nội quá mức tràn đầy chí dương chi khí. Đều do năm đó quá mức bốc lên tiến vào, nếu là có thể nhiều chờ thêm 350 năm, đem chuẩn bị làm được mạo xưng phân chút, có lẽ liền sẽ không rơi xuống tật xấu này. Lão niên nam tử khóe miệng hiện lên một nụ cười khổ chi ý, nói. Tên này lão niên nam tử, chính là uy chấn một phương Hạo Thiên Tông tông chủ Âu Dương Minh Hạo, trên thân khí tức thâm bất khả chắc, thình lình cũng là một tên ngộ linh kỳ đại cao thủ. Chỉ bất quá từ khi đặt chân ngộ linh kỳ cảnh giới về sau. Âu Dương Minh Hạo đại đa số thời điểm đều đang bế quan, không để ý tới ngoại sự. Trong đó nguyên do, trong tông môn chỉ có cực thiểu số nhân vật trọng yếu mới hiểu. Âu Dương Minh Hạo năm đó vì đột phá bình cảnh, tiến giai ngộ linh kỳ, sử dụng cực kỳ bá đạo đan dược, cưỡng ép xung kích cảnh giới cao hơn. Kết quả mặc dù xung kích thành công, đưa thân ngộ linh kỳ tu sĩ hàng ngũ, nhưng cũng rơi xuống dương khí quá thịnh, khó mà khống chế mau bệnh, đa số thời điểm chỉ có thể tránh ở sâu dưới lòng đất. Mượn nhờ 10.000 năm hàn ngọc kỳ hàn chi khí, chân áp trên thân quá tràn đầy dương khí. Âu Dương Minh Nguyệt thần niệm chi lực, lập tức tại Âu Dương Minh Nguyệt trên thân quét qua, liền lộ ra vẻ mừng rỡ, nói tiểu muội, người rốt cục cũng thành công.
rất tốt, cứ như vậy, tâm sự của đại ca, liền xem như gác lại. Mà lại hắn cũng nhìn ra được, Âu Dương Minh Nguyệt lộ ra khí tức, cực kỳ thuần khiết, cơ hồ không có trộn lẫn mảy may, tạp chất, so tình hình của hắn phải tốt hơn nhiều. Cứ như vậy, Hạo Thiên Tông liền có hai vị ngộ linh kỳ tu sĩ, dù coi như hắn nhất định phải lâu dài tránh trong lòng đất bế quan, có Âu Dương Minh Nguyệt tọa chấn, cái kia cũng có thể bảo vệ tông môn không ngại. Nếu như hắn có thể đem dần dần đem thể nội quá vượng dương khí sắp xếp như ý, Hạo Thiên Tông chỉ sợ liền có thể nhảy lên mà trở thành chính đạo thứ nhất tông môn. Tiểu muội, trong cơ thể ngươi chí dương chi khí, hoàn toàn loại trừ sạch sẽ. Ha ha, là ai có dạng này có phúc lớn, thế mà để ngươi có phần coi trọng. Nói, Âu Dương Minh Hạo cũng có chút hiếu kỳ. Hắn tự nhiên nhìn ra được, Âu Dương Minh Nguyệt tấm thân xử nữ đã phá, đã không phải hoàn bích. Âu Dương Minh Hạo gì cùng cơ trí hơn người. Lập tức liền đoán được, Âu Dương Minh Nguyệt có thể là thông qua song tu chi pháp, đem thể nội chí dương chi khí toàn bộ rời đi. Mình cái này tiểu muội, ngạo khí kinh người, sau trưởng thành, liền xưa nay không đối nam tử hơi giả sắc thái, bất kỳ cái gì ý đồ tiếp cận nàng nam tử, đều đụng một cái mũi cho, vận khí đó không tốt. Thậm chí ngay cả tính mạng đều vứt bỏ cũng không kỳ quái. Bây giờ lại rốt cục gặp được lương nhân, tất nhiên là đáng giá vui vẻ. Chỉ bất quá. Âu Dương Minh Hạo cũng rất kinh ngạc, đến cùng ra sao trở Tuấn Tiếu Lang Quân, mới có thể có đến Âu Dương Minh Nguyệt yêu ái, trở thành nàng khách quý. Tiêu Phàm, Âu Dương Minh Nguyệt từ tốn nói, ngữ khí không có chút rung động nào. Nha, tốt tốt, chấm ngoặc kép, Âu Dương Minh Hạo đầu tiên là vuốt râu, liên tục gật đầu, mặt mũi tràn đầy mỉm cười, đột nhiên, cánh tay liền cứng lại ở đó. Song Nghi bỗng nhiên giơ lên, hai mắt trừng tròn xoe, mặt mũi tràn đầy chấn kinh chi sắc. Vô cực môn cái kia cá lọt lưới. Những năm này, hắn mặc dù một mực tại lòng đất bế quan. Nhưng tông đại sự trong môn, lớn chấp pháp cùng người vẫn là sẽ đúng hạn hướng hắn bẩm báo. Khỏi phải gặp mặt, trực tiếp lấy truyền âm trò chuyện. Âu Dương Uy bị vô cực môn cá lọt lưới Tiêu Phàm diệt sát, chính là đại sự hàng đầu, đương nhiên phải hướng tông chủ bẩm báo. Dù sao Âu Dương Uy là Âu Dương Minh Hạo cháu ruột. Tương lai tông chủ thứ hai thuận vị người thừa kế. Nếu như Âu Dương Uy có thể trước một bước tiến giai hậu kỳ đại tu sĩ, còn vô cùng có khả năng vượt qua mình đường huynh, trở thành tông chủ người thừa kế hợp pháp thứ nhất. Lại bị một cái bỗng nhiên xuất hiện, không có danh tiếng gì vô cực môn cặn bã còn lại cho diệt sát đi, mà lại chính là tại Hạo Thiên Tông tổng đàn diệt sát, sau đó thế mà còn bỏ trốn mất dạng, ngay cả đại trưởng lão tự thân xuất mã đều chưa từng chóc nã quy án, quả thực chính là lẽ nào lại như vậy. Âu Dương Minh Hạo lúc ấy cũng rất là nổi giận. Thật vất vả mới đưa cơn giận của mình ép xuống. Tin tưởng Âu Dương Minh Nguyệt bọn hắn khẳng định sẽ đem việc này xử lý tốt, chỉ là một tên nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, vô cực môn xa xôi địa khu chi nhánh đệ tử, tính được cái gì? Dù coi như trốn được nhất thời, cuối cùng cũng vẫn là sẽ bị chóc nã quy án, minh chính điển hình. Đối đây, Âu Dương Minh Hạo có đầy đủ lòng tin. Hạo Thiên Tông uy nghiêm, cũng không phải tốt như vậy khiêu chiến. Ai ngờ hiện tại, Âu Dương Minh Nguyệt lại hời hợt nói cho hắn. Nàng ái lang, vậy mà là Tiêu Phàm. Dù là Âu Dương Minh Hạo sống hơn 1000 tuổi, kinh lịch vô số mưa gió, sớm đã đem thế gian hết thảy đều thấy nhạt, giờ khắc này cũng vẫn như cũ chấn kinh đến nửa ngày đều chưa tỉnh hồn lại, giống như là không biết, gắt gao tiếp cận Âu Dương Minh Nguyệt xinh đẹp tuyệt luân khuôn mặt. Đại ca, người sai, Tiêu Phàm không phải cá lọt lưới, hắn là vô cực môn đường đường chính chính trưởng giáo chân nhân, vô cực môn lập tức liền muốn đông sơn tái khởi. Âu Dương Minh Nguyệt nói. Ngữ khí vẫn bình tĩnh, không gặp mãnh liệt chi ý. Nhưng Âu Dương Minh Hạo tinh mắt cỡ nào, liếc thấy được đi ra, giờ khắc này, Âu Dương Minh Nguyệt trong mắt cực nhanh hiện lên một vòng bay dương thần thái, tựa hồ đối với này cực kỳ chờ mong. Hạo Thiên Tông đại trưởng lão, đối vô cực môn nặng mới quật khởi cực kỳ chờ mong. Âu Dương Minh Hạo quả thực muốn hoài nghi mình nhìn lầm, xuất hiện ảo giác, trước mắt đây hết thảy, hắn chỗ nhìn thấy, nghe thấy, đều chỉ là huyễn ảnh, không phải chân thực. Đông Sơn tái khởi. Chốc lát, Âu Dương Minh Hạo ngửa mặt lên trời cười ha hả, trong tiếng cười tràn đầy phẫn nộ chi ý. Vô cực môn muốn Đông Sơn tái khởi. Dựa vào cái gì? Bằng thực lực gì? Một tên ngộ linh kỳ tu sĩ, hai tên nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, hoặc là còn bao gồm một danh chính đang bế quan hậu kỳ tu sĩ, thậm chí có khả năng cũng là ngộ linh kỳ tu sĩ, còn có không ít cái khác nguyên anh kỳ trưởng lão, dù coi như thực lực còn so ra kém Hạo Thiên Tông, nhưng ở Nam Châu Đại Lục đặt chân. Nhưng cũng thướt tha có dư. Ngộ linh kỳ tu sĩ. Ở đâu ra ngộ linh kỳ tu sĩ? Đừng nói cho ta, chính là cái kia họ Tiêu tiểu tử. Âu Dương Minh Hạo trên mặt chìm xuống dưới.
Mặc kệ là bình thường nguyên anh kỳ tu sĩ hay là nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ, đều đã không thả trong mắt hắn, nhưng ngộ linh kỳ tu sĩ, tuyệt đối là một ngoại lệ. Không có người so hắn rõ ràng hơn ngộ linh kỳ tu sĩ đáng sợ, một vị cường thế ngộ linh kỳ lão tổ, liền đủ để chống lên một cái đại tông môn. Là ta, Âu Dương Minh Nguyệt nhẹ giọng đáp, ngươi, đúng, đại ca, ta hôm nay đến, liền là muốn nói cho ngươi, ta không còn là Hạo Thiên Tông đại trưởng lão. Thế tục những người phàm tục kia đều có câu ngạn ngữ, gọi gả cho gà thì theo gà, gả cho chó thì theo chó. Đã ta gả Tiêu Phàm, vậy sẽ phải toàn lực phụ tá hắn. Từ nay về sau, ta là Vô Cực Môn đại trưởng lão. Âu Dương Minh Nguyệt vẫn lạnh nhạt như cũ nói, ngữ khí là như vậy đương nhiên, tựa hồ cảm thấy mình nói hết thảy, đều là như vậy đương nhiên, thiên kinh địa nghĩa. Chương 1363, Thất Sát Lệnh Bài. Ngươi là Vô Cực Môn đại trưởng lão. Âu Dương Minh Hạo không những không giận mà còn cười, trong mắt lại tràn đầy phiền muộn cùng vẻ phẫn nộ. Ngươi dựa vào cái gì là Vô Cực Môn đại trưởng lão, ngươi hiểu được Hạo Nhiên chính khí. Hiểu được Vô Cực chín tướng, ngươi tu luyện qua dù là một ngày Vô Cực Môn công pháp. Âu Dương Minh Nguyệt cười cười, nói, Hạo Nhiên chính khí ngay tại trong cơ thể của ta, đã cùng Hạo Dương thần công hòa làm một thể. Đại ca, không có Tiêu Phàm, liền không có ta hiện tại. Ta đã sớm vẫn lạc. Hôm nay sẽ không lại đứng tại trước mặt của ngươi. Hắn là Vô Cực Môn trưởng giáo, về tình về lý, ta đều muốn cùng với hắn một chỗ. Liền bởi vì cái này, ngươi xác định đây không phải hắn âm mưu, không phải tiểu tử này trước kia liền thiết kế tốt, chờ ngươi vào trong. Âu Dương Minh Hạo lạnh lùng nói. Âu Dương Minh Nguyệt trầm ngâm một lát, cổ tay khẽ đảo, một cái kim sắc bảo tháp nổi lên, ngân hồ lập lòe, khí thế khiếp người. Âu Dương Minh Hạo con người bỗng dưng co vào. Thân thể vẫn như cũ ngồi ngay ngắn thẳng tắp, lại trong chớp nhoáng đất bằng hướng lui về phía sau mấy trượng xa, hai mắt nhắm lại, gắt gao tiếp cận kia lôi quang tháp, trong lòng đề phòng chi ý, nháy mắt liền đề cao đến 12 phân. Thân là Hạo Thiên Tông tông chủ, Ngộ Linh Kỳ lão tổ, hắn đương nhiên có thể cảm ứng được lôi quang tháp bên trên lộ ra uy lực cực lớn, đây tuyệt đối là có thể trực tiếp uy hiếp được bọn hắn loại này cấp bậc tu sĩ đại sát khí. Thông Huyền Linh bảo, tiểu muội, người cái này là ý gì? Âu Dương Minh Nguyệt đi tới hắn nơi bế quan, bỗng nhiên lộ ra dạng này siêu cấp lợi khí, dù là Âu Dương Minh Hạo dũng khí rất hào, bế nghệ thiên hạ, giờ phút này cũng không khỏi trong lòng lo sợ. Âu Dương Minh Nguyệt lắc đầu, nói, đại ca, ngươi cảm thấy ta sẽ cùng ngươi động thủ à? Ta chỉ là để ngươi xem một chút món bảo vật này, Hạo Dương kính đã hủy, đây là Tiêu Phàm đưa cho ta. Hắn đưa cho ngươi, hắn ở đâu ra món bảo vật này? Vô Cực Môn trấn giáo tam bảo, nhưng không có tòa bảo tháp này. Âu Dương Minh Hạo có chút nửa tin nửa ngờ. Tại Âu Dương Minh Hạo tư duy hình thái bên trong, Tiêu Phàm thủy chung vẫn là một cái nhìn xem đặt chân nguyên anh kỳ hậu sinh vãn bối, ép căn bản không hề thả trong mắt hắn. Âu Dương Minh Nguyệt nói, về phần hắn ở đâu ra món bảo vật này, ta cũng không rõ ràng lắm. Nhưng tòa này lôi quang tháp, đối kháng lôi kiếp có cực kỳ hiệu quả kinh người, cơ hồ có thể cắt giảm 6 thành trở lên thiên lôi chi lực. Đây là ta tận mắt nghiệm chứng qua, cắt giảm 6 thành trở lên thiên lôi chi lực. Kia làm sao có thể? Âu Dương Minh Hạo đầu tiên là giật mình, lập tức lắc đầu. Hoàn toàn không tin, bình thường mà nói, ngăn cản lôi kiếp phụ trợ loại bảo vật, có thể suy yếu 3 thành thiên lôi uy lực, liền đã rất đáng gờm, suy yếu 6 thành trở lên lôi kiếp, quả thực chính là nghịch thiên. Bảo vật như vậy chỉ cần lộ diện một cái, lập tức liền sẽ dẫn đến vô số tu sĩ cấp cao đánh vỡ đầu. Càng là cấp bậc cao tu sĩ, càng là cần loại bảo vật này, bởi vì tu sĩ cấp cao lúc độ kiếp. Lôi kiếp mạnh, xa không phải cấp thấp tu sĩ có thể so sánh. Năm đó Âu Dương Minh Hạo độ kiếp, nếu là có một bảo vật như vậy, nói không chừng hắn liền không cần ăn bá đạo đan dược. Cưỡng ép kích phát thể nội chí dương tiềm lực, đến mức rơi xuống bệnh như vậy cây, nhiều năm qua dây dưa không ngớt, từ đầu đến cuối không cách nào khỏi hẳn. Như thế nghịch thiên chi vật, nếu như một mực tại Âu Dương Minh Nguyệt trong tay, cũng liền thôi. Dù sao Hạo Thiên Tông đại trưởng lão uy danh hiển hách, mặc kệ nàng có cái gì nghịch thiên chi vật, người khác cũng không dám đoạt, ngay cả ý nghĩ như vậy cũng sẽ không có. Mấu chốt là tại kia Vô Cực Môn cá lọt lưới trong tay. Thực tại không thể tin, Âu Dương Minh Nguyệt không nói hai lời, tiện tay đem lôi quang tháp ném lên trên trời, tiêm tiêm tố thủ vừa nhấc, một đạo kim sắc phích lịch bắn ra, nháy mắt trở nên thô to vô so, trùng điệp đánh vào lôi quang tháp đỉnh chóp, kim quang lóe lên, liền vô thanh vô tức bị lôi quang tháp hút thu vào. Ngay cả nửa điểm đều không có rõ gì ra tới. Âu Dương Minh Hạo hai mắt lại híp mắt một chút. Âu Dương Minh Nguyệt một kích kia chi lực, nhìn như bình thường,
kỳ thực uy lực cực mạnh, cái này bảo tháp lại bình chân như vậy đón lấy, xem ra Âu Dương Minh Nguyệt nói không giả, thật là chí bảo. Lôi quang tháp vừa hiện thân, Âu Dương Minh Hạo liền bật thốt lên kêu lên, thông huyền linh bảo, bốn chữ, sự thật chứng minh, tu sĩ cấp cao trực giác thường thường đều rất chuẩn xác. Âu Dương Minh Hạo hiện tại đã có thể kết luận, cái này bảo tháp dù coi như không phải thông huyền linh bảo chính phẩm, cũng là cấp bậc cực cao, luyện chế phải cực kỳ thành công hàng nhái, chí ít có thể phát huy ra bản tôn 6-7 thành uy lực. Tại dạng này dưới cùng giao diện, cái này thực sự đã tính được là một kiện chí bảo, giá trị chi cao, cơ hồ không tại vô cực môn bảo vật trấn giáo, càn khôn đỉnh, phía dưới. Tiêu Phàm lại đem món chí bảo này đưa cho Âu Dương Minh Nguyệt. Đủ thấy bọn họ lẫn nhau ở giữa, tình cảm cực dai. Nếu như nói Tiêu Phàm vẫn luôn tại trăm phương ngàn kế đánh Âu Dương Minh Nguyệt chủ ý, vậy cái này tiền vốn cũng dưới phải đủ lớn. Lại nói, Âu Dương Minh Hạo sâu trong nội tâm mình, kỳ thực cũng không tin Tiêu Phàm có như thế cáo giả, mưu lo sâu xa. Không phải nói hắn cảm thấy Tiêu Phàm nhân phẩm tốt, mà là lúc trước chênh lệch của song phương thực tế quá lớn, hơn nữa còn có thâm cừu đại hận. Nếu nói từ khi đó bắt đầu, Tiêu Phàm ngay tại chuẩn bị lấy muốn đem Âu Dương Minh Nguyệt biến thành mình song tu bạn lữ, cũng không tránh khỏi quá điên cuồng chút. Liền bởi vì cái này, người liền muốn phản bội tông môn của mình, phản bội Hạo Thiên Tông liệt tổ liệt tông. Âu Dương Minh Hạo đến cùng không hổ là nhất môn chi chủ, lập tức cưỡng ép đem khiếp sợ trong lòng ép xuống, lạnh lùng hỏi. Âu Dương Minh Nguyệt từ tốn nói, đại ca nói quá lời. Xuất giá tòng phu, cái này chỉ sợ cũng không thể coi là phản bội liệt tổ liệt tông a. Tốt, như ngươi lời nói, vô cực môn Đông Sơn tái khởi, ngươi muốn đem Hạo Thiên Tông đưa ở chỗ nào? Âu Dương Minh Nguyệt song mi cau lại, nói, đại ca, giữa hai cái này, giống như không có tất nhiên nhân quả quan hệ a. Vô cực môn là vô cực môn, Hạo Thiên Tông là Hạo Thiên Tông, một tại Tề Quốc, một tại Triệu Quốc, nước Triệu, lẫn nhau nước giếng nước không đáng nước sông. Vô cực môn Đông Sơn tái khởi, lại sẽ ảnh hưởng đến Hạo Thiên Tông cái gì? Âu Dương Minh Hạo cả giận nói, như tại bình thường, người khăng khăng như thế, cũng là thôi, người có chí riêng, ta cái này làm đại ca, cũng không miễn cưỡng ngươi. Nhưng bây giờ giao diện đại chiến chiến hỏa say xưa, mắt thấy Nguyên Linh giáo cũng muốn ngăn cản không nổi. Thất dạ giới đại quân chẳng mấy chốc sẽ binh lâm thành hạ. Đến lúc đó chúng ta đại tề nước liền muốn trực tiếp đối mặt thất dạ giới binh phong. Như thế quan trọng quan khẩu, người không giúp Hạo Thiên Tông, lại muốn đi tương trợ bọn hắn vô cực môn Đông Sơn tái khởi. Chẳng lẽ Hạo Thiên Tông đối người hàng trăm hàng ngàn năm ân tình, liền không chống đỡ được kia hậu sinh tiểu tử mê hoặc chi ý. Khi thất dạ giới đại quân giết tới thời điểm, người muốn trơ mắt nhìn xem Hạo Thiên Tông mấy triệu đệ tử cùng ma quân liều mạng a. Đại ca. Chẳng lẽ ngươi không biết, trừ đối lập, còn có hợp tác sao? Hợp tác, đúng, Âu Dương Minh Nguyệt kiên định gật gật đầu. Thất dạ giới sở dĩ có thể liên tiếp thắng lợi, chúng ta bại một lần lại bại, không phải thực lực không bằng, là chúng ta không đủ đoàn kết. Lẫn nhau ở giữa, đều có riêng phần mình tính toán nhỏ nhặt, người người đều đánh lấy bảo tồn thực lực chủ ý. Dạng này năm bè bảy mảng, sao có thể là thất dạ giới đối thủ? Ta đi qua thất dạ giới. Tận mắt chứng kiến qua bọn hắn lớn quân nhân nhà sớm tại giao diện thông đạo mở ra trước đó mấy chục năm, liền đã đang huấn luyện đại quân. Đem hai cùng so sánh một chút, chúng ta đánh không lại kia là đương nhiên. Ngươi muốn ta cùng vô cực môn hợp tác, Âu Dương Minh Hạo nhìn chằm chằm Đường Muội, lạnh lùng hỏi. Có gì không thể, Âu Dương Minh Nguyệt hỏi vặn nói. Ngươi đừng quên, ban đầu là ngươi để Âu Dương Uy đem bọn hắn vô cực môn đệ tử coi như lô đỉnh, Âu Dương Uy cuối cùng cũng là chết tại kia tiểu tử trong tay. Thì tính sao, việc này chỉ cần ta không truy cứu nữa, Tiêu Phàm cũng không truy cứu nữa, há không phải liền là quá khứ rồi. Bây giờ tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, chúng ta Nam Châu Đại Lục tất cả chính ma hai đạo lực lượng đều muốn liên hợp lại. Lại như thế tính toán chi ly, sợ là chúng ta toa ma giới thật cách diệt tộc chi họa không xa. Âu Dương Minh Hạo trầm mặt, không lên tiếng. Hắn mặc dù đối Âu Dương Minh Nguyệt cử động lần này cực kỳ bất mãn, lại cũng không thể không thừa nhận. Tiểu muội nói rất có đạo lý, tuyệt không phải nói chuyện giật gân. Trên thực tế, trước đó không lâu Thái Thượng Tông Phương Thánh Nhân cùng Thái Cực Môn Trần Trường Khánh đã hướng hắn phát ra mời, hy vọng mấy cái đại tông môn người chủ chỉ có thể tại gần đây gặp gỡ một lần, hảo hảo nghiên cứu và thảo luận một chút đối sách. Nam Châu Đại Lục Đông Bắc Bộ, là toàn bộ đại lục tu luyện thánh địa, tu chân văn minh phồn thịnh nhất, nếu như nơi này thất thủ, Thái Cực Môn, Thái Thượng Tông, Hạo Thiên Tông cùng siêu cấp đại tông căn cơ liền bị đào đoạn. Vậy liền thật rất là nguy hiểm. Đại ca, ta sẽ nói cho ngươi biết một tin tức, huyền ta giới cũng dính vào, bọn hắn cùng trung thổ giới thông đạo đã mở ra,
mà trung thổ giới cùng chúng ta Nam Châu Đại Lục thông đạo, cũng đã mở ra. Chúng ta nhất định phải đoạt trước một bước, ổn định trung thổ giới cục diện, đem huyền ta giới người chạy trở về. Bằng không mà nói, không bao lâu, chúng ta liền sẽ hai mặt thụ địch. Đến lúc đó, bị ép hai mặt tác chiến, chúng ta sẽ càng thêm bị động. Âu Dương Minh Nguyệt rất chân thành nói, ngữ khí nghiêm túc lên. Làm sao ngươi biết, ta vừa từ trung thổ giới trở về. Âu Dương Minh Hạo lại, hừ, một tiếng, sắc mặt âm trầm, chốc lát, mới lên tiếng, vô cực môn tổng đàn, các ngươi dự định thiết ở nơi nào? Âu Dương Minh Nguyệt đáp, tự nhiên là thiết lập tại Đô Lương Thành, Thiên Tôn Lĩnh. Âu Dương Minh Hạo khóe miệng kéo một cái, hiện lên một tia ánh mắt kỳ quái, chậm rãi nói, như thế nói đến, ngươi là tới lấy thất sát lệnh bài. Vô cực môn ngày xưa tổng đàn sở tại địa Thiên Tôn Lĩnh, sớm đã bày ra độc tuyệt đại trận, thất sát trận. Có cái này thất sát trận tại, Thiên Tôn Lĩnh dù là linh khí lại nồng đậm, cũng là đất chết. Bất luận kẻ nào cũng không thể ở nơi đó tu luyện sinh hoạt. Phải đóng lại, thất sát trận, thậm chí triệt để hủy đi đại trận này, liền cần thất sát lệnh bài. Không có thất sát lệnh bài, dù coi như là Âu Dương Minh Nguyệt dạng này ngộ linh kỳ tu sĩ, cũng vô pháp tùy tiện phá hủy thất sát trận. Mà thất sát lệnh bài, lại vẫn luôn là từ Âu Dương Minh Hạo tùy thân mang theo. Vô cực môn muốn đem thần khí dọn trở lại, tại Đô Lương Thành Thiên Tôn Lĩnh trùng kiến ngày xưa hùng phong, nhất định phải quan bế thất sát trận, cũng nhất định phải từ hắn nơi này lấy đi thất sát lệnh bài. Vâng, Âu Dương Minh Nguyệt gật gật đầu, đáp, mảy may cũng không giấu giếm mình ý đồ đến. Âu Dương Minh Hạo liền cười, từ tốn nói, ngươi cảm thấy, ta sẽ đáp ứng sao? Hội, Âu Dương Minh Nguyệt vẫn không do dự chút nào đáp, đầy cõi lòng tự tin. Âu Dương Minh Hạo gắt gao tiếp cận nàng, Âu Dương Minh Nguyệt lạnh nhạt cùng hắn đối mặt, không có chút rung động nào. Âu Dương Minh Hạo trên mặt các loại thần sắc biến ảo, rốt cục, cực nhẹ khẽ vuốt cằm. Tốt, đã ngươi tâm ý đã quyết, vậy ta liền ta đáp ứng ngươi. Chương 1364, Đại Tu Sĩ thứ nhất. Âu Dương Minh Hạo không có sách bất kỳ điều kiện gì, liền đáp ứng, hơi hơi có chút vượt quá Âu Dương Minh Nguyệt ngoài ý liệu. Vì thất sát lệnh bài, nàng thế nhưng là làm nhất định chuẩn bị, chỉ cần Âu Dương Minh Hạo nói ra điều kiện không tính quá không hợp thói thường, đều có thể đáp ứng. Dù sao Âu Dương Minh Nguyệt rời đi, cho Hạo Thiên Tông tạo thành tổn thất, là không thể lường được. Tại Nam Châu Đại Lục những này siêu cấp đại tông môn, một tên nguyên anh hậu kỳ tu sĩ cùng một tên ngộ linh kỳ giữa các tu sĩ khác biệt. Cho dù ai đều thấy rõ ràng, Âu Dương Minh Hạo thật muốn không cho thất sát lệnh bài, Âu Dương Minh Nguyệt cũng không thể cứng rắn đoạt. Mà lại dù coi như cứng rắn đoạt, cũng chưa chắc có thể giành được đến. Âu Dương Minh Hạo chỉ là ôm việc gì mang theo, chân thực sức chiến đấu lại không chút nào so cái khác ngộ linh kỳ tu sĩ yếu hơn nửa phân. Đại ca, chấm ngoặc kép, Âu Dương Minh Nguyệt có chút cảm động. Âu Dương Minh Hạo đứng dậy, chậm rãi đi đến bên cạnh nàng, đưa tay vuốt vuốt nàng tuyết trắng nhu thuận tóc dài. Thở dài, nói, đại ca cũng không thể cho ngươi đi mạo hiểm a. Hắn không cho thất sát lệnh bài, Âu Dương Minh Nguyệt thế tất sẽ dốc hết toàn lực, cưỡng ép phá trận. Làm như vậy lời nói, phong hiểm liền rất lớn. Bất kể nói thế nào, Âu Dương Minh Nguyệt vẫn là hắn muội muội, cũng là Hạo Thiên Tông xuất thân người, bây giờ đã tiến giai ngộ linh kỳ, nháo đến huynh muội bất hòa, đối Hạo Thiên Tông nhưng không có có chỗ tốt gì. Đã Âu Dương Minh Nguyệt tâm ý đã quyết. Nhất định phải, gả cho gà thì theo gà cho chó thì theo chó, như vậy còn không bằng bán cái tốt, tương lai nếu là Hạo Thiên Tông có việc, chắc hẳn Âu Dương Minh Nguyệt cũng sẽ không ngồi nhìn. Âu Dương Minh Hạo gì cùng cơ trí, chỉ ở trong khoảnh khắc liền ước lượng rõ ràng việc này lợi và hại được mất, làm ra nhất quyết định chính xác. Âu Dương Minh Nguyệt nhẹ gật đầu, nhẹ nói, đại ca, người tật xấu này, hắn khả năng có biện pháp chữa cho người tốt. Âu Dương Minh Hạo song mi trong chớp nhoáng dương lên. Lộ ra kinh ngạc thần sắc. Âu Dương Minh Nguyệt hỏi ngược lại, Tiêu Phàm là Hoắc Sơn Quốc Kim Châu Thành Y Thánh. Đại ca không biết a. Cùng Âu Dương Minh Hạo đồng dạng, Âu Dương Minh Nguyệt năm đó cũng là thể nội trầm tích quá nhiều chí dương chi khí. Tiêu Phàm liền nói phải rất rõ ràng, hắn có không ít biện pháp đến giải quyết tật xấu này, chỉ là lúc độ kiếp, quá mức vội vàng. Những biện pháp khác cũng không dùng tới. Âu Dương Minh Hạo càng kinh ngạc, hắn là Kim Châu Thành Y Thánh. Mặc dù Hoắc Sơn Quốc ở xa Nam Châu Đại Lục Tây Nam vắng vẻ chi địa, nhưng Kim Châu Thành Y Thánh lại tại toàn bộ Nam Châu Đại Lục đều đại danh đỉnh đỉnh, Âu Dương Minh Hạo cũng là cửu ngưỡng đại danh, nhưng chưa từng nghĩ đến, Tiêu Phàm thế mà là Kim Châu Thành Y Thánh. Năm đó lớn chấp pháp trưởng lão bọn người hướng hắn bẩm báo thời điểm, chỉ nói sát hại Âu Dương Uy chính là vô cực môn Dương Nhiệt, lại không nói kia tiểu tử là Kim Châu Thành Y Thánh. Đương nhiên, coi như lúc trước bọn hắn bẩm báo,
Âu Dương Minh Hạo cũng sẽ không để ở trong lòng. Âu Dương Minh Hạo thần sắc, lập tức liền hồi phục bình thường, lạnh nhạt nói, dù coi như hắn là y thánh, chỉ sợ đối ta tật xấu này cũng bất lực. Mấy chục năm trước, Tiêu Phàm bất quá là vừa mới ngưng kết nguyên anh thành công, bây giờ chắc hẳn cũng chính là tiến giai trung kỳ. Âu Dương Minh Hạo rõ ràng chính mình tật xấu này, không chỉ có riêng là dược thạch chi lực có thể có hiệu quả. Chỉ là một tên nguyên anh trung kỳ tu sĩ, lại có thể có bao nhiêu chân nguyên pháp lực giúp mình loại trừ cái này qua thịnh chí dương chi lực. Âu Dương Minh Nguyệt cười cười, nói, ta đã đem đại ca tình hình cùng hắn nói rõ chi tiết qua, hắn nói có thể thử một lần. Hắn cái kia người, không có tám thành trở lên nắm chắc, sẽ không nói câu nói như thế kia. Hắn đã tới, đại ca gì không gặp mặt một lần. Hắn đã tới rồi, Âu Dương Minh Hạo lần nữa lấy làm kinh hãi. Ở đâu? Phía trước điện, vạn sư đệ, cầu sư đệ bọn hắn tương bồi. Âu Dương Minh Nguyệt từ tốn nói. Âu Dương Minh Hạo hai mắt có chút híp mắt, giật mình nhìn Âu Dương Minh Nguyệt một chút. Vị này tiểu muội thật đúng là tràn đầy tự tin, cho là có nàng phân phó, lớn chấp pháp trưởng lão bọn người tuyệt đối sẽ không đem Tiêu Phàm thế nào. Thế nhưng là mấy vị kia hậu kỳ đại tu sĩ tính nết, Âu Dương Minh Hạo cũng hiểu rất rõ, tuyệt không phải gò bó theo khuôn phép người. Trở ngại Âu Dương Minh Nguyệt mặt mũi, trực tiếp đem Tiêu Phàm xử lý, có lẽ sẽ không, nhưng cho hắn ăn chút đau khổ, lại là tất nhiên. Mấy tên nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ, không minh bạch để một tên nguyên anh trung kỳ tiểu bối ăn thiệt ngầm, thực tế rất dễ dàng, dù coi như sau đó Âu Dương Minh Nguyệt biết được, cũng không phát tác được. Rất hiển nhiên, Âu Dương Minh Nguyệt biết hắn tâm tư, mỉm cười, nói, đại ca khỏi phải vì vạn sư đệ bọn hắn mấy cái lo lắng, Tiêu Phàm rất có chừng mực, sẽ không để cho bọn hắn quá lung túng. Cái gì, Âu Dương Minh Hạo cho là mình nghe lầm, ta lúc nào lo lắng như vậy qua? Chẳng lẽ không phải là ngươi vì chính mình tiểu tình lang lo lắng ha? Âu Dương Minh Nguyệt khe khẽ thở dài, nói, đại ca đã bế quan nhiều năm như vậy, đối với ngoại giới tình hình biết không nhiều. Bây giờ Tiêu Phàm, sớm đã không là lúc trước ngây ngô tiểu tử, ngộ linh kỳ trở xuống, chỉ sợ đã không người là đối thủ của hắn. Coi như so năm đó ta chưa từng tiến giai trước đó, cũng còn phải mạnh hơn mấy phân. Kia không có khả năng, Âu Dương Minh Hạo quả quyết lắc đầu, tuyệt không tin. Bất quá chỉ là mấy chục năm khoảng chừng mà thôi, coi như Tiêu Phàm lại nghịch thiên. Có thể tiến giai nguyên anh hậu kỳ đã là nhờ trời may mắn, chỉ sợ ngay cả cảnh giới đều còn không có vững chắc a. Năm đó Âu Dương Minh Nguyệt, đặt chân nguyên anh hậu kỳ mấy trăm năm lâu, công lực chi tinh xảo, không cùng luân so, danh xưng Nam Châu đại lục đại tu sĩ thứ nhất, chúng đều mạn phục, không người dị nghị. Kia là đánh ra đến uy phong, tiểu tử này có thể nào so Âu Dương Minh Nguyệt còn mạnh lên mấy phân? Quả nhiên là nói đùa, Âu Dương Minh Nguyệt cũng biết đại ca không tin, chỉ là cười cười. Không có làm nhiều giải thích. Tiêu Phàm tình hình bây giờ, chớ nói đại ca không tin, Âu Dương Minh Nguyệt ngày đêm cùng với hắn một chỗ, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, cũng tuyệt không tin. Theo Tiêu Phàm nói, mới được đến nửa viên ngân dược lôi bằng nội đan, bởi vì tàn hồn bị oán linh diệt sát, chỉ là tạm thời, trung thực, nhưng cách bị triệt để luyện hóa, cùng ban đầu nửa viên nội đan hòa làm một thể, kia còn rất sớm. Dù là như thế, Tiêu Phàm công lực cũng là đột bay mãnh tiến vào, chân nguyên pháp lực sự hùng hậu. Mấy có lẽ đã vượt qua nguyên anh kỳ tu sĩ cực hạn, dù coi như là Âu Dương Minh Nguyệt năm đó, chỉ sợ cũng còn có vẻ không bằng. Dù sao một viên hoàn chỉnh ngân dược lôi bằng nội đan ngay tại dần dần tạo ra, một khi dung hợp hoàn tất, thật không biết sẽ phát sinh biến hóa như thế nào. Âu Dương Minh Nguyệt đoán chừng, làm không tốt sẽ trực tiếp đột phá bình cảnh, đặt chân ngộ linh kỳ. Thấy Âu Dương Minh Nguyệt chấn định như vậy tự nhiên bộ dáng, Âu Dương Minh Hạo trong lòng lập tức nửa tin nửa ngờ, suy nghĩ một chút, liền nhấc tay một dương. Một đạo truyền âm phủ bắn ra, khoảnh khắc liền biến mất tại mật thất bên ngoài, lập tức đối Âu Dương Minh Nguyệt nói, đi thôi, chúng ta đi đại điện. Âu Dương Minh Nguyệt nhẹ gật đầu, huynh muội hai người tới trên mặt đất kim sáng lóng lánh Hạo Dương Điện không lâu, năm đạo độn quang kích xạ mà tới. Nhìn kỹ lại, ở giữa một người, một bộ bạch bào, phiêu giật xuất trần, hai mười mấy tuổi niên kỷ, tuấn lãng phi phàm, chỉ sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt, chính là Tiêu Phàm. Âu Dương Minh Hạo thần niệm chi lực xa xa quét qua, sắc mặt liền thoảng qua chìm xuống dưới. Người này vậy mà thật đã là nguyên anh hậu kỳ cảnh giới, mà lại chân nguyên hùng hậu, pháp lực tinh thâm, anh hoa nội liếm, khí độ trầm ổn, phải chăng so năm đó Nam Châu đại lục đại tu sĩ thứ nhất còn phải mạnh hơn ba phân, tạm thời không được biết, lại một chút liền có thể nhìn ra được, tuyệt không phải vừa mới tiến cấp nguyên anh hậu kỳ bộ dáng. Bốn người khác, cũng đều là nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ. Hạo Thiên Tông lớn chấp pháp trưởng lão Vạn Đạo Hữu, 100 bộ viện thủ tòa trưởng lão Cầu Đạo Hữu,
Hạo Dương viện thủ tọa trưởng lão đồng đều đạo hữu, có một vị khác tương đối trẻ tuổi, ước chừng 40 tuổi nam tử trung niên, cũng là khí độ nghiễm nhiên, nhìn qua có thể biết ngay là nắm quyền lớn nhân vật trọng yếu, mặt mày ở giữa, cùng Âu Dương Minh Hạo cùng Âu Dương Minh Nguyệt đều giống nhau đến mấy phần, chính là Âu Dương Minh Hạo nhi tử, Hạo Thiên Tông thiếu tông chủ. Bất quá thiếu tông chủ khí tức, rõ ràng so ba vị trưởng lão khác phải yếu hơn mấy phân, cho thấy phải là vừa vặn tiến giai nguyên anh hậu kỳ không bao lâu. Hạo Thiên Tông mạnh nhất mấy vị cao thủ, đồng loạt tụ tập lại với nhau. Nhưng trừ Tiêu Phàm bên ngoài, mỗi người sắc mặt đều rất khó coi, nhất là lớn chấp pháp trưởng lão, một gương mặt càng là đen thành đáy nồi, mặt mũi tràn đầy phiền muộn phẫn hận chi sắc, trên thân lộ ra đến khí tức lúc mạnh lúc yếu, hơi có chút không ổn định, tựa hồ thụ thương không nhẹ. Âu Dương Minh Hạo gặp một lần phía dưới, trong lòng liền tựa như gương sáng. Không hề nghi ngờ, mấy vị này không có kềm chế tính tình của mình, vừa rồi đã cùng Tiêu Phàm động thủ một lần. Đương nhiên mọi người tự trọng thân phận, không có khả năng cùng nhau tiến lên, dựa đa số thắng, tất nhiên là lấy, luận bàn, làm tên, một vừa lên trước cùng Tiêu Phàm giao thủ. Từ mọi người thần sắc liền có thể đoán được, trận này thay nhau, luận bàn, thắng bại đến cùng như thế nào. Lớn chấp pháp trưởng lão tính tình nhất bạo, tu luyện công pháp bá khí phi phàm, trong miệng nói là, luận bàn, vừa lên đến khẳng định chính là dốc hết toàn lực. Nếu không phải làm phiền Âu Dương Minh Nguyệt phân phó, chỉ sợ hắn sẽ không chút do dự lấy Tiêu Phàm tính mệnh. Tại dưới tình hình như thế, Tiêu Phàm phản kích cũng liền lợi hại nhất, cho nên hắn thụ thương nặng nhất. Tương phản Tiêu Phàm lại thần sắc như thường, trên mặt từ đầu đến cuối mang theo mỉm cười thản nhiên, mảy may cũng nhìn không ra đến, hắn ở sâu trong nội tâm đến cùng là loại ý nghĩ nào. Hạo Thiên Tông bốn tên đại tu sĩ bên trong, chỉ có thiếu tông chủ khí tức nhất bình ổn, khả năng hắn căn bản liền không có đi lên, luận bàn. Mắt thấy lớn chấp pháp trưởng lão đều bị bại đầy bụi đất, những người khác còn cần thiết đi lên tham gia náo nhiệt a. Đối mấy vị này sư đệ năng lực, Âu Dương Minh Hạo có thể nói rõ như lòng bàn tay, Tiêu Phàm nếu như có thể bằng sức một mình, liên tiếp đánh bại ba người bọn họ, lớn như vậy tu sĩ thứ nhất thật đúng là không phải nói đùa. Chỉ là qua mấy thập niên, tiểu tử này có thể nào như thế nghịch thiên. Mắt thấy Âu Dương Minh Hạo cùng Âu Dương Minh Nguyệt đứng chung một chỗ, năm người tại hơn 10 trượng bên ngoài đồng loạt đè lại độn quang. Bái kiến tông chủ, lớn chấp pháp trưởng lão bọn người lập tức ôm quyền khom người, cao giọng nói. Âu Dương Minh Hạo khẽ vuốt cằm, xem như đáp lễ. Vạn trưởng lão bọn người đứng thẳng người về sau, lại chỉ là liếc Âu Dương Minh Nguyệt một chút, không có động tác khác, đừng bảo là tiến lên làm lễ, thậm chí còn ẩn ẩn mang lên địch ý, cùng Âu Dương Minh Nguyệt vừa tới thời điểm, thái độ khác hẳn khác thường. Mặc dù bọn hắn còn không biết Âu Dương Minh Nguyệt muốn thoát ly Hạo Thiên Tông, quy về vô cực môn. Nhưng từ nàng đối Tiêu Phàm trên thái độ, đoàn người cũng có thể đoán được là chuyện gì xảy ra. Hạo Thiên Tông đại trưởng lão, đại tề nước tu chân giới đệ nhất mỹ nữ, vậy mà thành Tiêu Phàm song tu bạn lữ, quả thực là lẽ nào lại như vậy? Chương 1365, Hạo Dương xá lợi. Âu Dương Minh Nguyệt nhíu mày, mặc dù nàng cũng không phải là cái lòng dạ hẹp hòi người, nhưng bị ngày xưa đồng môn như thế căm thù, trong lòng hay là rất không thoải mái. Tiêu Phàm hướng Âu Dương Minh Hạo ôm quyền làm lễ, cao giọng nói, vô cực môn Tiêu Phàm, gặp qua Âu Dương tông chủ. Âu Dương Minh Hạo ôm quyền đáp lễ, mỉm cười nói, Tiêu trưởng giáo khách khí. Mặc kệ hắn ở sâu trong nội tâm ra sao chờ chán ghét thậm chí là căm hận cái này họ Tiêu, ngay trước Âu Dương Minh Nguyệt trước mặt, còn phải y theo cấp bậc lễ nghĩa tới. Huống hồ, Tiêu Phàm bây giờ chính là đường đường nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ, rất nhiều danh môn đại phái một phái chi tôn, cũng liền là tu vi như vậy. Chân thực sức chiến đấu thậm chí còn kém xa Tiêu Phàm. Nhưng chưa chắc mỗi một cái siêu cấp tông môn vô luận lúc nào đều sẽ có ngộ linh kỳ lão tổ tỏa chấn. Cần gấp nhất chính là, dưới mắt hắn là bệnh nhân, Tiêu Phàm thì là lang trung. Vạn nhất Âu Dương Minh Nguyệt không có khoác lác, cái này vô cực môn hậu sinh vãn bối thật có năng lực chữa khỏi hắn bệnh trầm kha, với hắn mà nói, vậy coi như là thiên đại hảo sự. Suốt ngày đợi tại kia âm u rét lạnh mật thất dưới đất, thật chơi rất vui a. Bóng người lóe lên, Tiêu Phàm bỗng nhiên liền ở tại chỗ biến mất không còn tăm tích, sau một khắc, Hạo Dương Điện bên trong một trận gợn nước ba động hiện lên, Tiêu Phàm hiện thân mà ra. Tông chủ, cẩn thận, chấm ngoặc kép, lớn chấp pháp trưởng lão bọn người giật nảy cả mình, kêu lên, lại đứng tại chỗ không nhúc nhích. Bọn hắn chỗ đứng chỗ, nhìn như cùng Hạo Dương Điện chỉ có hơn 10 trượng xa, nhưng cái này hơn 10 trượng khoảng cách, lại tuyệt không phải bọn hắn nói qua đến liền có thể quá khứ, đã sớm tại phòng hộ đại trận cấm chế phía dưới. Mà lại cái này phòng hộ đại trận không giống bình thường, chủ yếu cấm chế lực lượng bắt nguồn từ không gian chi lực,
mượn nhờ một kiện không gian tàn bảo bày ra trận thế. Người không biết nếu là ngạnh sấm mà nói, rất dễ dàng bị ở khắp mọi nơi không gian chi lực cắt thành mảnh vỡ. Dù coi như là mạnh như hậu kỳ đại tu sĩ, cũng không dám làm loạn. Ai ngờ Tiêu Phàm lại không tốn sức chút nào liền thuấn di đến đại điện bên trong, đến tông chủ phụ cận. Họ Tiêu này tiểu bối tuổi còn trẻ, thủ đoạn quả thực cao minh, vạn nhất muốn đối tông chủ bất lợi, chỉ sợ tông chủ bất ngờ không đề phòng, trúng kế của hắn. Âu Dương Minh Hạo lại không thèm để ý chút nào, mỉm cười nói, Tiêu trưởng giáo tốt tuấn không gian thần thông, quả nhiên là chính tông vô cực truyền thừa. Mặc dù cũng không phải là mỗi một vị vô cực trưởng giáo đều tinh thông không gian chi thuật. Nhưng vô cực môn bảo vật trấn giáo, Càn Khôn đỉnh, chính là toa ma giới công nhận không gian chí bảo, thông huyền linh bảo chính phẩm. Người này tự xưng là vô cực môn đương đại trưởng giáo chân nhân, không gian thần thông xác thực cao minh. Không dám nhận, chấm ngoặc kép, Tiêu Phàm chỉ là thuận miệng khách khí một câu, liền hai mắt sáng ngời, tiếp cận Âu Dương Minh Hạo, lông mày kìm lòng không đặng nhau. Thấy tình như vậy hình, Âu Dương Minh Hạo chẳng những không cảm thấy hắn vô lễ. Ngược lại thoảng qua sinh ra một tia hảo cảm tới. Người phi thường tất có phi thường chỗ. Âu Dương tông chủ, mời mạch, Tiêu Phàm lập tức đưa tay phải ra, nâng lên ba ngón tay. Âu Dương Minh Hạo không chút do dự liền đem tay phải đưa tới, không có nửa điểm đề phòng chi ý. Thậm chí đều không có mở ra cấm chế phóng đại chấp pháp trưởng lão bọn người tiến đến. Lịch duyệt đến hắn dạng này phân thượng, không nói những cái khác. Nhìn người ánh mắt không sai, hắn có thích hay không Tiêu Phàm, kia là một chuyện, nhưng hắn một chút liền có thể nhìn ra được. Tiêu Phàm tuyệt không phải loại kia sẽ lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Phía sau ám toán tiểu nhân, nhất là tại hắn vô cực môn chính mưu cầu nặng dựng sơn môn quan trọng trước mắt, tại Hạo Thiên Tông tổng đàn. Ám toán Hạo Thiên Tông chủ, tuyệt đối là não tàn tới cực điểm hành vi. Không có một chút lòng dạ khí độ, há có thể thống lĩnh Hạo Thiên Tông mấy triệu đệ tử. Tiêu Phàm đem ba cái ngón tay khoác lên Âu Dương Minh Hạo mạch trên cổ tay, mọi người đều an yên tĩnh. Ngay cả đứng tại cấm chế bên ngoài, lo nghĩ vô so lớn chấp pháp bọn người, đều tự giác ngậm miệng lại. Tiêu Phàm lông mày càng phát ra nhau cực kỳ, vặn thành một cái chữ xuyên. Trọn vẹn một khắc đồng hồ trôi qua, Tiêu Phàm mới rốt cục rời mở tay ra chỉ, lông mày lại không chút nào giãn ra chi ý. Như thế nào? Âu Dương Minh Nguyệt thấp giọng hỏi. Tiêu Phàm trầm ngâm, nói, lấy Âu Dương tông chủ tu vi cảnh giới, một viên liệt dương đan quyết không đến mức tạo thành hậu quả như vậy. Nếu như ngươi cho ta kia trương đan phương không sai. Đan phương không sai, Âu Dương Minh Nguyệt đơn giản đáp. Âu Dương Minh Hạo nhìn Âu Dương Minh Nguyệt một chút, liệt dương đan chính là Hạo Thiên Tông bí truyền lớn bổ linh đan, dược lực chi bá đạo, không cùng luân so. Lịch đại trưởng giáo tổ sư đều từng nhiều lần khuyên bảo đệ tử bản môn, trừ phi nguyên dương chi khí tổn hao nhiều, nguy hiểm sinh mệnh, mới có thể lấy liệt dương đan bồi bổ, nếu không hiệu quả sẽ chỉ hoàn toàn ngược lại. Chính là bởi vì liệt dương đan dược lực bá đạo dị thường, đồng thời dược hiệu cũng cực mạnh. Liệt dương đan đan phương, từ trước đều nắm giữ tại Hạo Thiên Tông trọng yếu nhất mấy tên nhân vật đầu não trong tay, tuyệt không truyền cho người ngoài. Âu Dương Minh Nguyệt lại đem liệt dương đan đan phương truyền cho Tiêu Phàm. Bất quá Âu Dương Minh Hạo không nói gì thêm, đã muốn mời Tiêu Phàm chữa bệnh cho hắn, cái này liệt dương đan luôn luôn không thể đối lang trong bảo mật. Không phải liệt dương đan, này sẽ là cái gì? Âu Dương Minh Nguyệt hỏi. Tiêu Phàm nhẹ nhàng lắc đầu, ánh mắt lại vẫn luôn rơi vào Âu Dương Minh Hạo trên thân. Nhẹ nói, xin thứ cho Tiêu Mỗ nói thẳng, Âu Dương Tông chủ thể nội, có khác một cỗ cường đại đến cực điểm chí dương chi lực. Cỗ này chí dương chi lực, cùng Âu Dương Tông chủ bản thân tu luyện đến dương thần lôi, cùng loại đồng nguyên, nhưng tuyệt không phải xuất từ một người. Chấm ngoặc kép, Hạo Dương xá lợi, Tiêu Phàm lời còn chưa nói hết, Âu Dương Minh Nguyệt liền lên tiếng kinh hô, gắt gao tiếp cận Âu Dương Minh Hạo, mặt mũi tràn đầy đều là chấn kinh chi sắc. Âu Dương Minh Hạo cũng giống vậy mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Lại tránh đi Âu Dương Minh Nguyệt ánh mắt, chỉ nhìn từ trên xuống dưới Tiêu Phàm, phảng phất muốn nhận thức lại người này như. Tiêu Phàm thần sắc lạnh nhạt, cho thấy phải đối với mình chẩn bệnh, cực có tự tin. Đại ca, người đem Hạo Dương xá lợi nuốt rồi. Chốc lát, Âu Dương Minh Nguyệt hỏi, tận lực thấp giọng, tựa hồ sợ người khác nghe tới. Kỳ thật đây chỉ là một vô ý thức động tác, đủ thấy Âu Dương Minh Nguyệt chấn kinh chi rất. Âu Dương Minh Hạo khẽ gật đầu một cái, sắc mặt đã khôi phục lại bình tĩnh. Ánh mắt cũng từ Tiêu Phàm trên mặt rời, cũng không cùng Âu Dương Minh Nguyệt đối mặt. Chấm ngoặc kép, trong lúc nhất thời, Âu Dương Minh Nguyệt vậy mà không biết nên nói cái gì cho phải. Minh Nguyệt, cái gì là Hạo Dương xá lợi? Tiêu Phàm lại không chịu được hỏi. Âu Dương Minh Hạo ánh mắt lại quét tới, hiển nhiên Tiêu Phàm một tiếng này, Minh Nguyệt, để hắn có chút không quen.
Âu Dương Minh Nguyệt lại không lo được những này, do dự một chút, mới lên tiếng, Hạo Dương Xá Lợi là bản môn đời trước tổ sư sau khi ngã xuống, lưu lại Xá Lợi Tử. Tiêu Phàm kinh ngạc hỏi, mỗi một vị tổ sư sau khi ngã xuống, đều sẽ có Xá Lợi Tử lưu lại. Không phải, Âu Dương Minh Nguyệt lắc đầu liên tục, chỉ có vẫn lạc tại độ kiếp thiên lôi phía dưới ngộ linh kỳ tổ sư, mới có Xá Lợi Tử lưu lại. Căn cứ điển tịch ghi chép, Hạo Thiên Tông lập phái đến nay, hết thảy chỉ sinh ra qua ba viên Hạo Dương Xá Lợi, lưu truyền đến chúng ta thế hệ này, thì chỉ còn lại có Thạc Quả Cận Tồn một viên cuối cùng. Ngộ linh kỳ tổ sư độ lôi kiếp lưu lại, chấm ngoặc kép, Tiêu Phàm tự lẩm bẩm, trong đầu đã có chút minh bạch. Tại hạ cùng giao diện tiến giai đến ngộ linh kỳ về sau, những lão quái vật này chỉ có ba con đường có thể đi, nó một tiếp tục dũng mãnh tinh tiến vào, tiến giai đến ngộ linh hậu kỳ, thuận lợi phi thăng, tiến về huyền linh thượng giới, chứng đạo vĩnh sinh. Hai thì là tự biết tiến giai vô vọng, cưỡng ép dẫn động phi thăng lôi kiếp, hy vọng có thể lấy không đủ ngộ linh hậu kỳ tu vi, phi thăng lên giới, theo đuổi trong cõi u minh một tuyến cơ duyên. Loại phương pháp này người thành công 10 bên trong vô một, chỉ có thể là đụng đại vận. Thứ ba thì là khó tin cậy nhất, cũng là nguy hiểm nhất, đó chính là lén qua. Cùng loại thứ hai đồng dạng, đều là cũng không còn cách nào tiến thêm một bước ngộ linh sơ kỳ hoặc là trung kỳ tu sĩ. Thậm chí ngay cả cưỡng ép dẫn động phi thăng lôi kiếp đều làm không được, chỉ có thể tìm kiếm yếu kém tọa độ không gian, lấy phi thường thủ pháp xé rách hư không, mượn nhờ không gian chi lực, lén qua, đi huyền linh thượng giới. Loại phương thức này, so loại thứ hai xác suất thành công thấp hơn, cơ hồ liền chưa nghe nói qua ai thành công qua. Đương nhiên, nếu là thật thành công, đã đi huyền linh thượng giới, cũng không tiếp tục từng cùng hạ giới liên lạc qua, người hạ giới cũng không cách nào biết được hắn là thành công hay là vẫn lạc tại không gian phong bạo phía dưới. Bất quá lưu tại hạ giới vốn mệnh đăng, đều không ngoại lệ, đều dập tắt. Về phần đến cùng là bởi vì vẫn lạc mà dập tắt, hay là bởi vì giao diện ngăn trở chi lực mà dập tắt, vậy liền không người biết được. Hạo Thiên Tông những này cưỡng ép dẫn động phi thăng lôi kiếp tiền bối tổ sư, vẫn lạc tại thiên lôi phía dưới, khẳng định là đầy ngập không cam lòng, vẫn lạc thời điểm, đem toàn thân tàn dư sinh mệnh tinh hoa, đều áp xúc tại một chỗ. Hồi phi yên diệt về sau, liền sẽ có Xá Lợi Tử lưu lại. Loại này Xá Lợi Tử bên trong, tự nhiên chứa khổng lồ sinh mệnh tinh hoa cùng mãnh liệt chí dương chi khí, ngược lại là cùng ngân dực lôi bằng nội đan có chỗ tương tự. Đại ca, ngươi không phải đã đáp ứng ta, tuyệt không đánh Xá Lợi Tử chủ ý a? Âu Dương Minh Nguyệt chất vấn, ngữ khí đã có chút không vui. Âu Dương Minh Hạo khe khẽ thở dài, nói tiểu muội, lôi kiếp chính ngươi cũng trải qua, tại tình hình như vậy phía dưới. Đừng bảo là Xá Lợi Tử, liền xem như một cọng rơm, cũng một mực nắm chặt. Âu Dương Minh Nguyệt lập tức nghẹn lời. Nếu như nói, chính nàng không có trải qua ngộ linh kỳ lôi kiếp, còn có lời nói, tự mình trải qua về sau, xác thực không tốt phản bác. Âu Dương Minh Hạo nói không sai, sống còn, mặc kệ là cái gì cấm kỵ phương pháp, đều không lo được nhiều như vậy. Nếu không phải như thế, nàng cùng Tiêu Phàm ở giữa, cũng sẽ không đi cho tới bây giờ một bước này. Tiêu Phàm nhíu mày nói, Âu Dương Tông Chủ, Quý Tông vị tiền bối này tổ sư, tu vi cực cao, Xá Lợi Tử bên trong ẩn chứa chí dương chi lực, cực kỳ cường đại, đồng thời tràn ngập oán hận chi ý. Lúc ấy cố nhiên có thể giúp ngươi thuận lợi vượt qua lôi kiếp, nhưng cỗ này oán khí cùng chí dương chi lực cùng một chỗ, bây giờ đã ở trong cơ thể ngươi mọc rễ. Muốn triệt để loại trừ, trừ phi Tông Chủ tu vi cảnh giới, có thể so năm đó vị tiền bối kia tổ sư càng tài cao hơn đi. Âu Dương Minh Hạo khóe miệng. Liền run rẩy một chút, ánh mắt trở nên rất âm lãnh. Lấy hắn tình hình dưới mắt, muốn tiến thêm một bước, kia là muôn vàn khó khăn, nói thế nào siêu việt năm đó vị tiền bối kia tổ sư. Có thể rất mạnh mẽ dẫn động phi thăng lôi kiếp, đa số đều là ngộ linh trung kỳ siêu cấp đại cao thủ, bình thường ngộ linh sơ kỳ tu sĩ, ép căn bản không hề dạng này năng lực, chỉ có thể tìm kiếm nghĩ cách, lén qua. Nếu như không thể loại trừ thể nội oán khí cùng dị chủng chí dương chi lực, Âu Dương Minh Hạo cả đời đều khó mà lại có tất tiến vào. Chẳng lẽ liền không có những biện pháp khác? Âu Dương Minh Nguyệt hỏi. Có, Tiêu Phàm lập tức đáp, giọng nói vô cùng nó chắc chắn. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 1366, ba sách. Ngươi nói chuyện chính là Âu Dương Minh Hạo, không phải Âu Dương Minh Nguyệt, đủ thấy vị này Hạo Thiên Tông chủ cũng không bình tĩnh. Cho dù ai ở thời điểm này nhìn thấy hy vọng, đều sẽ không bình tĩnh. Tiêu Phàm gật gật đầu, chậm rãi nói, lấy Tiêu Mộ ý kiến, muốn trị tốt tông chủ bệnh chứng này, có ba sách có thể dùng. Ồ, lần này, ngay cả Âu Dương Minh Nguyệt đều có chút phấn chấn. Lại còn có ba sách có thể dùng.
Hạ sách chính là dùng chí âm chi vật, cưỡng ép chân áp chí dương chi khí, lại lấy thần hồn chi lực, đối kháng oán khí ăn mòn. Chậm rãi vượt qua tháng ngày, có thể đỉnh một ngày coi như một ngày. Tiêu Phàm không chậm không nhanh nói, mặc dù không có nói rõ, cũng hiểu được nói cho Âu Dương Minh Hạo, người trước mắt chọn lựa phương pháp, chính là hạ sách nhất, chỉ có thể gánh một ngày tính một ngày. Muốn chuyển biến tốt đẹp, cơ bản hào không khả năng. Âu Dương Minh Hạo liền buồn bực một chút, trên thực tế hắn tiến giai về sau, được tật xấu này, không ít tìm lang chung đến đây chẩn bệnh. Chỉ bất quá hắn cảnh giới thực tế quá cao, những cái kia lang chung cùng hắn cách biệt quá xa, ngay cả chứng bệnh đều đoán không được, liền càng chưa nói tới dùng thuốc trị liệu. Mà Hạo Thiên Tông còn phải nghiêm khắc phong tỏa tin tức này, quyết không thể để bên ngoài người biết được tông chủ thân thể khó chịu. Cái này lấy chí âm chi vật trấn áp chí dương chi khí biện pháp, hay là một tên lão lang chung nói ra, Âu Dương Minh Hạo cảm thấy có lý, liền là dựa theo này mà đi, cũng là thu được hiệu quả nhanh chóng hiệu quả. Tại Tiêu Phàm nói đến, đây cũng là ngốc nhất biện pháp. Kia trung sách đâu? Âu Dương Minh Nguyệt hỏi. Trung sách liền tương đối bá đạo, mà lại tương đối mạo hiểm. Chính là lấy mạnh nhất kỳ hàn chi vật, cưỡng ép loại trừ chí dương chi khí. Phương pháp này, nhìn như đơn giản, lại có thật nhiều không xác định chỗ. Nó một là như vậy chí âm chí hàn chi vật, 10 điểm khó tìm, bình thường đều giấu tại loại này kỳ tuyệt hiểm tuyệt chỗ. Hai thì là dược tính lượng thuốc không dễ khống chế. Dùng thiếu vô sự vô bổ, dùng nhiều, thì sẽ làm bị thương đến bản nguyên. Âu Dương Minh Hạo có chút nhíu mày. Âu Dương Minh Nguyệt lại nói, cực hàn băng phượng hoa. Tiêu Phàm gật gật đầu, nói cực hàn băng phượng hoa có thể dùng, nhưng ít nhất cũng phải cùng 100 năm về sau. Hắn đã đem cực hàn băng phượng hạt giống hoa tại Nam Cực Tiên Ông Linh Dược vườn bên trong, loại này đến từ huyền linh thượng giới kỳ hoa. Ít nhất cũng phải 10.000 năm dược tính mới có thể dùng. Nam Cực Tiên Ông Linh Dược vườn cố nhiên hữu nghịch thiên công hiệu, lấy gấp trăm lần tốc độ thúc, cũng cần trăm năm trở lên. Âu Dương Minh Hạo nói, nguyện nghe thượng sách cũng đơn giản, ta vì tông chủ điều phối hai loại đan dược, một chủ điều hòa âm dương, hai chủ loại trừ oán khí. Tông chủ mỗi nửa năm luyện hóa một viên, một giáp chi công. Nhưng cơ bản hóa tận tông chủ thể nội oán khí, sắp xếp như ý âm dương, khỏi hẳn như lúc ban đầu. Tiêu Phàm nhẹ nói, ngữ khí 10 điểm bình tĩnh, cho thấy phải đối với mình điều phối đan dược rất có lòng tin. Một giáp, Âu Dương Minh Hạo cùng Âu Dương Minh Nguyệt đồng thời nói. Đúng, đồng thời cái này 60 năm ở giữa, tông chủ muốn bế quan không ra, nhất định không thể cùng người động thủ luận bàn, để tránh phí công nhọc sức. Âu Dương Minh Hạo trầm ngâm, sắc mặt âm tình bất định. Tiêu Phàm nói thượng trung hai sách, đều có ưu khuyết, lại các có phong hiểm, không có biện pháp tốt hơn sao. 60 năm thực tế quá dài, như tại bình thường cũng liền thôi, dưới mắt thất dạ giới ma tộc đại quân đã đặt ở Nguyên Linh giáo bên kia. Một khi Nguyên Linh giáo, Huyền Âm giáo cùng chân vũ môn ngăn cản không nổi, chiến hỏa khoảnh khắc liền sẽ đốt tới chúng ta nơi này. Âu Dương Minh Nguyệt nhíu mày nói, bọn hắn đi hướng địa cầu khoảng thời gian này, Nam Châu đại lục chiến cuộc, chính tại tiếp tục chuyển biến xấu. Bắc Minh chi địa mấy hồ đã hoàn toàn luân hãm, Nguyên Linh giáo đã trở thành chống lại thất dạ giới đại quân chủ lực, bại lui xuống tới Huyền Âm giáo cùng chân vũ môn từ bên cạnh hiệp trợ, ba đại tông môn tạm thời kết thành đồng minh, kiệt lực ngăn cản ma quân. Tăng thêm cái khác các đại phái chi viện lực lượng, song phương đã đại chiến mấy lần, lẫn nhau có thắng bại, nhưng tổng thể đến nói, Nam Châu đại lục bên này ở vào thủ thế. Không gian thông đạo triệt để ổn định về sau, thất dạ giới đại quân ngay tại liên tục không ngừng bắn tới, Nam Châu đại lục gặp phải áp lực, càng ngày càng là nặng nề, các nơi chiến hỏa liên miên không ngừng, trên cơ bản đã toàn diện khai chiến, Đại Tề nước, Đại Triệu quốc, Đại Ninh quốc, Đại Trần nước cái này tu chân văn minh cường thịnh nhất địa khu. Cũng rất khó lại trở thành thế ngoại đào nguyên, tùy thời phải đối mặt đại chiến. Lúc này, Hạo Thiên Tông tông chủ thật không có 60 năm thời gian đến dù bận vẫn ung dung dưỡng bệnh. 60 năm không thể cùng người giao thủ, đối Âu Dương Minh Hạo đến nói, đối cảnh thời điểm rất có thể chính là chí mạng trói buộc. Tiêu Phàm cũng trầm ngâm, nói, biện pháp tốt hơn không phải là không có, ta chỉ lo lắng, chưa hẳn có thể tìm được nhiều như vậy giúp đỡ. Âu Dương Minh Hạo mừng rỡ. Lập tức hỏi, người muốn cái gì dạng giúp đỡ? Trong bất chi bất giác, hắn đối Tiêu Phàm hoài nghi đã sớm ném đến lên 9 tầng mây. Tiêu Phàm nói, đều muốn ngộ linh kỳ đồng đạo, tu vi càng cao càng tốt, ít nhất phải 5 người trở lên. Âu Dương Minh Hạo cùng Âu Dương Minh Nguyệt đồng thời nhíu mày, hỏi tại sao phải nhiều như vậy ngộ linh kỳ đồng đạo tương trợ. Tiêu Phàm chậm rãi nói, ta cần những này đồng đạo một cùng ra tay, đem tông chủ thể nội dị chủng chí dương chi khí, một chút xíu rút ra.
Cái này dị chủng chí dương chi khí, chính là Hạo Thiên Tông tiền bối tổ sư tất cả, lại đã tiến vào tông chủ thể nội, rút ra về sau tán chi thể bên ngoài, là không thực tế. Chỉ có thể từ mấy vị kia đồng đạo tự thân tiếp nhận, lại phụ chi lấy đan dược, chậm rãi luyện hóa hết. Âu Dương Minh Nguyệt nói, như thế nói đến, mỗi vị người xuất thủ, trên thực tế đều cần tiêu hao mình chân nguyên. Đúng vậy, Tiêu Phàm nói ra biện pháp này, nói trắng ra chính là mời những người khác giúp Âu Dương Minh Hạo cùng một chỗ chia sẻ. Chỉ bất quá cái này dị chủng chân nguyên hung hiểm, tu sĩ cấp cao ai cũng trong lòng hiểu rõ, không cẩn thận, liền sẽ dây dưa ở trong cơ thể mình, khó mà hóa giải, cuối cùng diễn biến thành họa lớn trong lòng. Không phải quá mệnh giao tình, ai nguyện ý vì người khác mạo hiểm như vậy. Nếu như là cấp bậc hơi thấp một chút tu sĩ, cũng là không khó tìm, nhưng mà Tiêu Phàm chỉ rõ muốn ngộ linh kỳ tu sĩ, mà lại tu vi càng cao càng tốt, phạm vi này liền thực tế áp xúc quá tiểu. Toàn bộ Nam Châu Đại Lục, có thể có bao nhiêu ngộ linh lão tổ? Cơ hồ mỗi một vị đều là một phái chi tôn, trong lúc đại chiến thời điểm, ai không muốn vì tài sản của mình tính mệnh suy nghĩ, không muốn vì tông môn của mình muôn vàn đệ tử suy nghĩ. Tiêu Phàm cũng biết cái này độ khó quá lớn, cho nên ngay từ đầu ép căn bản không hề nói ra. Kỳ thật muốn trị tốt Âu Dương Minh Hạo cái bệnh này, còn có một cái biện pháp có thể dùng, đó chính là trắng trợn giết chóc. Thông qua điên cuồng giết chóc, đem thể nội dị chủng chân nguyên thả ra ngoài, đem trầm tích oán khí triệt để hóa giải mất, mặc dù không thể dễ đứt, nhưng cũng là cái biện pháp tốt. Nhưng mà biện pháp như vậy, Tiêu Phàm là tuyệt sẽ không nói ra. Ta tính một cái, Âu Dương Minh Nguyệt không chút do dự nói. Phương Thánh Nhân cùng Trần Trưởng Giáo nơi đó, nếu như hiểu chi lấy lý, lấy tình động, có lẽ cũng có thể có mấy phân hy vọng. Chấm ngoặc kép, Phương Thánh Nhân là Thái Thượng Tông Tông Chủ, Trần Trưởng Giáo tự nhiên chỉ là Thái Cực Môn Trần Trường Khánh. Hai vị này đều là thập đại chính đạo Tông Môn đứng đầu một phái, cũng là truyền môn bên trong đã sớm đặt chân ngộ linh kỳ cao giai nhất đại năng. Chỉ bất quá, mọi người mặc dù cùng ở tại Nam Châu Đại Lục Đông Bắc một góc tu luyện, ngày bình thường lại rất ít lui tới. Ba đại tông môn quan hệ trong đó, cũng không mật thiết, căn bản là nước giếng không phạm nước sông. Bây giờ bỗng nhiên hướng bọn hắn hai vị phát ra dạng này mời, tỷ lệ thành công thực tế không cao. Chỉ có thể hy vọng bọn họ nhìn tại đại chiến bộc phát, cần liên thủ nhất trí đối kháng thất dạ giới phân thượng, có lẽ nguyện ý làm viện thủ. Về phần thù lao, tự nhiên khỏi cần nói phải, tất nhiên muốn dâng lên lễ vật tốt nhất. Âu Dương Minh Hạo trầm giọng nói, Hoàng Tuyền Chân Quân năm đó cùng ta còn có mấy phân giao tình. Ta có thể thử một chút, mời hắn đến Hạo Dương Thành làm khách. Hoàng Tuyền Thần Điện Hoàng Tuyền Chân Quân. Lúc này đến phiên Âu Dương Minh Nguyệt giật mình, Tiêu Phàm cũng cảm thấy kinh ngạc. Hoàng Tuyền Thần Điện tại Nam Châu Đại Lục cũng là đại danh đỉnh đỉnh, chính là ma đạo 10 đại tông môn một trong, thế lực chi lớn, đủ để sắp xếp tiến vào trước năm. Mỗi một thời đại Hoàng Tuyền Thần Điện chi chủ, đều bị tôn xưng là Hoàng Tuyền Chân Quân. Tại ma nói trong tông môn, Hoàng Tuyền Thần Điện làm việc cực kỳ tà ác. Khiến người nghe mà biến sắc, từ trước bị chính đạo nhân sĩ chỗ căm hận. Ai ngờ danh xưng chính đạo 10 đại tông môn chi chủ Hạo Thiên Tông chủ, vậy mà cùng Hoàng Tuyền Chân Quân vô cùng có giao tình. Âu Dương Minh Hạo đã ngay trước Tiêu Phàm mặt nói như vậy, chí ít cũng có 8 thành trở lên nắm chắc, có thể mời được đến Hoàng Tuyền Chân Quân. Âu Dương Minh Hạo khẽ vuốt cằm, không có làm nhiều nửa câu giải thích. Hắn cùng Hoàng Tuyền Chân Quân ở giữa giao tình, vốn là cực kỳ cơ mật. Bây giờ tại Tiêu Phàm người ngoài này trước mặt nói ra, đã là bất đắc dĩ, về phần cái này giao tình đến cùng làm sao tới, vậy liền không cần giải thích. Âu Dương Minh Nguyệt lập tức đem việc này dứt bỏ, nói, liền coi như bọn họ ba vị đều chịu ra tay, cái kia cũng còn kém một vị. Thử một chút Chân Vũ Thần Quân như thế nào? Chân Vũ Thần Quân chính là Chân Vũ Môn Trưởng Giáo Chân Nhân. Âu Dương Minh Hạo lắc đầu, nói Chân Vũ Thần Quân mặc dù nhiều năm trước liền đã bế quan. Nhưng lại không được đến hắn đã tiến giai tin tức xác thật, lần này cùng thất dạ giới đại chiến, cũng không thấy hắn lộ diện. Chấm ngoặc kép, Chân Vũ Môn cố nhiên cũng là chính đạo 10 đại tông môn một trong, uy trấn bắc địa, thế lớn vô so, nhưng không thấy phải mỗi một thời đại trưởng giáo chân nhân đều có thể tiến giai ngộ linh kỳ. Chiếu tình lý đến phân tích, nếu như Chân Vũ Thần Quân đã tiến giai thành công, như vậy tại giao diện đại chiến bên trong, lẽ ra lộ diện, đối phấn chấn Chân Vũ Môn sĩ khí, cực kỳ trọng yếu. Mà lại, coi như Chân Vũ Thần Quân tiến giai thành công, bây giờ đại chiến say xưa, Chân Vũ Môn gặp phải như thế áp lực cực lớn, hắn thân là đứng đầu một phái, cũng sẽ không tùy tiện rời đi bản môn, vì những tông môn khác thủ lĩnh cam mạo kỳ hiểm. Nếu như chỉ kém một vị lời nói, đến lúc đó tại hạ cũng miễn cưỡng có thể góp đủ số. Ngay tại Âu Dương Minh Nguyệt huynh muội hai người nhíu mày trầm tư, không biết hẳn là lại mời ai thời điểm,
Tiêu Phàm bỗng nhiên nói. Có nắm chắc, Âu Dương Minh Nguyệt lập tức hỏi, ánh mắt có chút lo lắng. Chủ yếu vẫn là vì Tiêu Phàm lo lắng. Đây cũng không phải là nói đùa, Tiêu Phàm lại cao minh, chung quy còn dừng lại tại Nguyên Anh Kỳ. Một nước vô ý, vì dị chủng chân nguyên gây thương tích, coi như 10 điểm hỏng bét. Vô cực môn trọng trấn Hùng Phong hy vọng, lập tức mắc cạn. Tiêu Phàm khẽ vuốt cằm, ra hiệu nàng không cần lo lắng, nói có thể thử một chút. Nói, nhẹ nhàng sờ đụng một cái trên ngón tay xanh biếc tạo hóa giới. Có tạo hóa giới tương trợ, làm như thế nguy hiểm kỳ thật cũng không lớn. Tạo hóa giới thần kỳ, vượt xa khỏi đại đa số người ngoài ý liệu. Chương 1367, cao thủ tề tụ. Sau mấy tháng, Tiêu Phàm tại Hạo Dương Điện nhìn thấy nghe tiếng đã lâu mấy vị siêu cấp cao thủ. Phương Thánh Nhân, Trần Trường Khánh cùng Hoàng Tuyền Chân Quân. Mặc dù Âu Dương Minh Hạo sẽ gặp địa điểm liền định tại Hạo Thiên Tông Tổng Đàn, định tại cấm chế trùng điệp Hạo Dương Điện bên trong, tam đại ngộ linh kỳ cao thủ hay là không chút do dự, nhanh nhẹn đến đây. Đến bọn hắn bây giờ thân phận địa vị, tự tin như vậy vẫn phải có. Huống hồ Âu Dương Minh Hạo gì ngang phần, như thế nào lại náo hoa dạng gì mê hoặc. Chờ bọn hắn nhìn thấy Âu Dương Minh Hạo về sau, hay là lấy làm kinh hãi. Mặc dù nói, Âu Dương Minh Hạo cùng Phương Thánh Nhân, Trần Trường Khánh ngày bình thường cũng không có quá nhiều tiếp xúc, nhưng mọi người cùng ở tại Nam Châu Đại Lục Đông Bắc địa khu, đều là một phái chi tôn, dĩ vãng cũng trải qua thường gặp mặt. Thấy Âu Dương Minh Hạo khí sắc, hay là hoàn toàn ra khỏi hai vị giáo tôn ngoài ý liệu. Ba đại cao thủ đều có các có đặc điểm. Thái Thượng Tông Tông chủ Phương Thánh Nhân, ước chừng khoảng 40 năm tuổi, dưới hàm ba tròm râu dài, đen nhánh bóng loáng, đạo môn cách ăn mặc, cho người cảm giác uy phong lẫm liệt, khí độ khinh người, lại tại uy trong gió thoảng qua lộ ra một tia nho nhã khí quyển. Thái Cực Môn trưởng giáo Trần Trường Khánh, lại là đầu bạc râu bạc trắng, sắc mặt hồng nhuận, điển hình Hạc Phát đồng nhan, thần thái hiền lành, hòa ái dễ gần, người không quen thuộc thấy. Nhất định sẽ đem hắn xem như là nhà bên đại gia, ai có thể nghĩ đến, đây là uy chấn thiên hạ Thái Cực Môn đương đại trưởng giáo chân nhân. Hoàng Tuyền Chân Quân tướng mạo kỳ lạ nhất, một bộ hoàng hồ tử đặc biệt làm người khác chú ý, đem một nửa mặt đều che khuất, để người gặp một lần phía dưới, cũng chỉ chú ý hắn bộ này màu vàng râu quai nón, đối trên mặt hắn cái khác đặc thù cơ bản hoàn toàn xem nhẹ. Hoàng Tuyền Chân Quân quần áo cách ăn mặc, cũng cùng Âu Dương Minh Hạo, Phương Thánh Nhân, Trần Trường Khánh rõ ràng khác biệt. Toàn thân áo đen, lộ ra âm u tĩnh mịch khí âm hàn. Phảng phất quả nhiên là tới từ địa ngục Hoàng Tuyển phán quan, câu hồn đoạt phách. Tiêu Phàm thần niệm chi lực nhô ra, thầm kinh hãi. Ở đây năm vị ngộ linh kỳ cao thủ, luận công lực thâm hậu, lại còn là thủ đẩy Hoàng Tuyển chân quân. Mặc dù Trần Trường Khánh tuổi tác dài nhất, cùng Hoàng Tuyển chân quân đồng dạng, đều đã đạt đến tại ngộ linh sơ kỳ đại thành cảnh giới, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đạp tiến vào trung kỳ, nhưng cho người cảm giác lại là Hoàng Tuyển chân quân càng thêm nguy hiểm, sức chiến đấu càng mạnh mấy phân. Cái này hoàn toàn là căn cứ vào Tiêu Phàm trực giác. Phương Thánh Nhân cùng Trần Trường Khánh nhìn thấy Âu Dương Minh Hạo về sau, cứ việc kinh ngạc, nhưng cũng không nói gì thêm. Chỉ là khách khí hàn huyên vài câu, Hoàng Tuyển chân quân lại sau mi nhăn lại, rất không cao hứng nói, làm sao hơn 100 năm không gặp, liền làm thành bộ dạng này rồi. Vì cái gì không còn sớm nói với ta, từ cái này trong giọng nói. Đủ thấy quan hệ của hai người tuyệt không tầm thường. Vừa nhận được Âu Dương Minh Hạo phong thư, liền là đêm tối đi gấp chạy tới. Ở xa Tây Thủy Chi Địa, lại cùng, sát phách hàng xóm, Phương Thánh Nhân Trần Trường Khánh gần như đồng thời đuổi tới, cũng có thể thấy hai người quan hệ mật thiết một trong ban. Một vị là chính đạo 10 đại tông môn một tông chi chủ, một vị là ma đạo 10 đại tông môn một phái chi tôn. Thật không biết bọn hắn lúc trước đến cùng cộng đồng kinh lịch cái gì, vậy mà kết xuống thâm hậu như thế hữu nghị. Phương Thánh Nhân cùng Trần Trường Khánh trong lòng âm thầm kinh ngạc. Cũng vẫn là tuân thủ nghiêm ngặt lễ tiết, không chút nào đem loại này kinh ngạc đưa đến trên mặt tới. Dù sao đến bọn hắn bây giờ thân phận địa vị, cái gọi là chính ma chi phân cũng không cùng bình thường đệ tử cấp thấp lý giải đồng dạng. Những năm gần đây, Nam Châu Đại Lục có chút bình tĩnh. Chính ma hai đạo ở giữa, vẫn chưa phát sinh đại quy mô xung đột, lẫn nhau đều không có kết xuống huyết hải thâm cừu, chính đạo cùng ma đạo khác nhau. Vốn cũng không phải là như vậy phân biệt rõ ràng. Liền Phương Thánh Nhân cùng Trần Trường Khánh, cũng không ít cũng không phải là xuất thân chính đạo danh môn bằng hữu. Huống chi bây giờ tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, người một nhà nội bộ hay là không muốn tái sinh ngăn cách cho thỏa đáng, cũng nên nắm tay lại đến, nhất trí đối ngoại, đánh thắng trận này giao diện đại chiến lại nói. Thấy Hoàng Tuyền chân quân chất vấn, Âu Dương Minh Hạo không khỏi cười khổ một tiếng, nói ta cái bệnh này,
dựa vào lực lượng một người là rất khó trừ tận gốc, cần gì phải trêu đến ngươi lo lắng. Hừ, tổng cũng muốn nói cho ta biết, mọi người cùng nhau nghĩ biện pháp. Hoàng Tuyền chân quân hay là vô cùng không vui, Âu Dương Minh Hạo chỉ là cười cười, cũng không nói nhiều. Hoàng Tuyền chân quân lúc này mới xoay người, hướng Phương Thánh Nhân, Trần Trường Khánh, Âu Dương Minh Nguyệt bọn người chắp tay chào, xem như bắt chuyện qua, đối một bên Tiêu Phàm, lại là làm như không thấy. Xem ra người này liền là tính khí như vậy, Tiêu Phàm cảnh giới thấp nhất, hắn liền một điểm không để trong lòng, hơn phân nửa đem Tiêu Phàm xem như Âu Dương Minh Hạo vãn bối đệ tử. Hắn mặc dù có chút vô lễ, Phương Thánh Nhân cùng Trần Trường Khánh lại không dám thất lễ, nhao nhao ôm quyền hoàn lễ, hàn huyên khách khí vài câu. Hoàng Tuyền chân quân ánh mắt rơi thẳng vào Âu Dương Minh Nguyệt trên thân, trên dưới dò xét thêm vài lần, khẽ gật đầu, nói ừm, không sai, không nghĩ tới ngươi cũng tiến giai. Mà lại tình hình của ngươi, tựa hồ lớn hơn ngươi ca phải tốt hơn nhiều, đến dương thần lôi chuyển đổi thành trí âm chi lực. Đến cùng là có loại nào kỳ ngộ, xem ra người này đối Hạo Thiên Tông tình huống coi là thật rõ như lòng bàn tay, chẳng những cùng Âu Dương Minh Hạo quan hệ mật thiết, đối Âu Dương Minh Nguyệt tình hình đều như vậy quen thuộc. Âu Dương Minh Nguyệt cười cười, nói, đây đều là ngoại tử công lao, ta đụng phải một vị tốt lang trung. Ai là lang trung, cái này hậu sinh a, hắn là ngươi song tu bạn lữ. Hoàng Tuyền chân quân hai mắt phung mạnh, lập tức liền nắm chặt Tiêu Phàm. Cũng là hảo nhãn lực, ở đây chính là mấy người như vậy, dù sao Âu Dương Minh Nguyệt thân phận không thể coi thường, nhược quả nàng song tu bạn lữ là Phương Thánh Nhân hoặc là Trần Trường Khánh, vậy dạng này lớn tin tức, nhất định cũng sớm đã truyền khắp Nam Châu đại lục tu chân giới, hắn hẳn là lấy được hạ nhân bẩm báo. Mà lại, theo lý sẽ tổ chức thịnh đại song tu đại điển, Âu Dương Minh Hạo muốn mời hắn đến đây xem lễ. Lại nói, từ Âu Dương Minh Nguyệt ánh mắt bên trong cũng có thể nhìn ra được, nàng cùng Phương Thánh Nhân Trần Trường Khánh không có chút quan hệ nào. Kia cũng chỉ còn lại có một cái Tiêu Phàm. Tiêu Phàm mỉm cười, vừa chắp tay, đang muốn nói chuyện, Âu Dương Minh Hạo đã đoạt tại trước, mở miệng nói ra, chân quân cẩn thận, vị này Tiêu Phàm đạo hữu là ta tiểu muội song tu bạn lữ, cũng là Vô Cực môn đương đại trưởng giáo chân nhân. Thái độ sớm đã cùng lần đầu nhìn thấy Tiêu Phàm thời điểm khác biệt quá nhiều. Vô Cực môn đương đại trưởng giáo chân nhân, dù là Hoàng Tuyền chân quân vẫn luôn tùy tiện, nghe lời này cũng giật nảy cả mình, trợn tròn con mắt. Vô Cực môn lúc nào nặng mở sơn môn rồi, đây mới thực sự là đại sự, đủ để cho toàn bộ Nam Châu đại lục tu chân giới đều rất là chấn động đại sự. Ngàn năm trước kia, Vô Cực môn là hoàn toàn xứng đáng Nam Châu đại lục chính đạo thứ nhất tông, thậm chí bị cho rằng là Nam Châu đại lục quy mô lớn nhất siêu cấp tông môn, thanh thế chi thịnh. Che lại danh xưng ma đạo thứ nhất tông Cửu Âm quốc. Xuống dốc ngàn năm về sau, năm đó đệ nhất đại tông bỗng nhiên nặng mở sơn môn, sao không khiến người cảm thấy ngoài ý muốn. Tiêu Phàm cũng không đi so đo thái độ của hắn, mỉm cười ôm quyền làm lễ, nói, đợi việc nơi này, Tiêu Mỗ liền muốn đi trước Đô Lương Thành, trùng kiến Vô Cực sơn cửa. Còn xin chân quân đến lúc đó có thể bớt chút thì giờ tiến về xem lễ, bỉ môn trên dưới, cảm giác sâu sắc vinh hạnh. Ngược lại là cấp bậc lễ nghĩa chu đáo. Về phần đến lúc đó Hoàng Tuyền chân quân có đi hay không xem lễ, vậy thì do phải hắn. Hắc hắc, có chút ý tứ. Chấm ngoặc kép, Hoàng Tuyền chân quân nhìn từ trên xuống dưới Tiêu Phàm, nhiều hứng thú dáng vẻ. Sớm đã có nghe đồn nói, Vô Cực môn muốn Đông Sơn tái khởi, có một tên kỳ tài ngút trời sẽ trở thành Vô Cực môn trung hưng chi tổ, ta một mực đem liền nghe, cũng không thể nào tin được. Như thế nói đến, cái tin đồn này hay là thật rồi. Vô Cực môn vị này trung hưng chi tổ liền muốn ứng ở trên người của ngươi. Hơn nghìn năm không có Vô Cực môn tin tức, tu chân giới cơ hồ đều muốn đem Vô Cực môn lãng quên rơi, chỉ là coi như trà dư tửu hậu đề tài câu chuyện, ngẫu nhiên mới có thể nhắc lên. Không nghĩ tới ở đây nhìn thấy Vô Cực môn đương đại trưởng giáo chân nhân. Nhược quả là Tiêu Phàm dạng này tự xưng, Hoàng Tuyền chân quân khẳng định là cho hai cái lão đại bạch nhãn cầu, ngay cả lời đều chẳng muốn nói nhiều một câu. Đây là rõ ràng sự tình, một cái như thế siêu cấp đại phái đổ xuống dưới có lẽ chính là chuyện trong nháy mắt, muốn một lần nữa dựng lên, lại nói nghe thì dễ. Nhưng Âu Dương Minh Hạo trịnh trọng như vậy kỳ sự dẫn giới, vậy liền không phải bình thường. Chí ít đại biểu cho, Hạo Thiên Tông sẽ dốc toàn lực ứng phó ủng hộ Vô Cực môn nặng dựng sơn môn. Về phần nguyên nhân, hơn phân nửa hay là bởi vì Âu Dương Minh Nguyệt cùng Tiêu Phàm song tu bạn lữ quan hệ, nhưng cũng có vì Âu Dương Minh Hạo mình dự định nhân tố ở bên trong. Mà huống hồ, Tiêu Phàm bản thân tu vi cũng tuyệt không thấp. Lấy Hoàng Tuyền chân quân tầm mắt, tự nhiên một chút liền có thể nhìn ra, tại đồng bậc tu sĩ bên trong, Tiêu Phàm chỉ sợ là tài năng xuất chúng nhất,
là thật chỉ kém một bước cuối cùng, bất cứ lúc nào cũng sẽ đạp tiến vào Ngộ Linh Kỳ, trở thành cùng bọn hắn sóng vai một đời thiên kiêu. Hoàng Tuyền Chân Quân thậm chí có cảm giác như vậy, Ngộ Linh Kỳ bình cảnh, đối Tiêu Phàm có thể là không tồn tại, chỉ cần tu vi cảnh giới đến, tự nhiên mà vậy liền sẽ tiến giai. Tại sao lại có dạng này cảm giác cổ quái, Hoàng Tuyền Chân Quân nhất thời cũng nghĩ không rõ lắm. Chân Quân quá khen, Trung Hưng Chi Tổ không dám nhận. Chỉ là vô cực môn mấy chục ngàn năm truyền thừa, tinh hỏa không dứt. Tiêu Phàm thẹn vì vô cực đệ tử, liền nên khi vì bản môn dốc hết toàn lực. Tiêu Phàm lần nữa ôm quyền, không kiêu ngạo cũng không hèn mọn nói. Rất tốt, đến lúc đó ta nhất định sẽ đi cổ động. Hoàng Tuyền Chân Quân không thế nào do dự, một ngụm liền đáp ứng. Phương Thánh Nhân mỉm cười nói, lại không biết lão phu phải chăng có cái này vinh hạnh, bị Tiêu đạo hữu mời. Tiêu Phàm bận bịu tức khom người nói, Phương tiền bối khách khí, tiền bối nếu chịu đại giá quang lâm, thiên tôn lĩnh bổng tất sinh huy. Phương Thánh Nhân là Trừ Cửu sư phụ, Tiêu Phàm cùng Trừ Cửu là quá mệnh giao tình, còn đã từng chiếm được Thái Thượng Tông che chở, đối Phương Thánh Nhân, Tiêu Phàm tự nhiên là cung kính có thừa. Phương Thánh Nhân cười ha ha một tiếng, quay đầu nhìn về phía Trần Trường Khánh, nói, đạo huynh ý như thế nào? Trần Trường Khánh vuốt vuốt râu trắng, mỉm cười nói, nếu có được Tiêu đạo hữu mời, lão hủ tự nhiên đích thân tới gây nên chúc. Tiêu Phàm không khỏi đại hỉ, lần nữa khom người làm lễ, khách khí hướng Trần Trường Khánh nói lời cảm tạ. Có nhiều như vậy Ngộ Linh Kỳ lão tổ tự mình có mặt, vô cực môn nặng dựng sơn môn điển lễ nhất định sẽ gây nên oanh động, long trọng vô so. Tốt, các ngươi vô cực môn sự tình, cũng nói đến không sai biệt lắm, chúng ta tâm sự chữa bệnh sự tình đi. Tiêu đạo hữu là lang trung, Hoàng Tuyền Chân Quân lập tức nói. Sắc mặt của mọi người liền đều ngưng trọng lên, tại hạ xác thực học qua chút trung y chi đạo. Âu Dương Tông chủ bệnh tình có chút phức tạp, cần chư vị cộng đồng xuất thủ, mới có thể loại trừ bệnh căn. Chấm ngoặc kép, Tiêu Phàm vội vàng nói, lập tức liền đem trị liệu của mình phương án nói thẳng ra. Chương 1368, khỏi hẳn. Hạo Dương Điện dưới mặt đất hơn trăm trượng, Hàn Ngọc mật thất. Tiêu Phàm cùng 6 người ngồi xếp bằng, Âu Dương Minh Hạo ở giữa, nó dư 5 người ở riêng ngũ hành chi vị. Tại Âu Dương Minh Hạo hai tay thủ đoạn cùng với khác ba khu lớn trên huyệt. Xuất liên tục năm đầu trong suốt sợi tơ, những sợi tơ này kỳ thật cũng không quá nhỏ, chỉ là bởi vì trong suốt, cho nên như ẩn như hiện. Nhìn kỹ lại, liền có thể nhìn thấy, tại sợi tơ bên trong, không ngừng có khí thể lưu động. Sợi tơ một phía khác, thì liền tại Tiêu Phàm, Âu Dương Minh Nguyệt, Phương Thánh Nhân, Trần Trường Khánh cùng Hoàng Tuyền Chân Quân trên cổ tay. 6 người đều là mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, luôn luôn một từ. Nhìn như bình tĩnh bên ngoài đồng hồ phía dưới. Âu Dương Minh Hạo thể nội dị chủng dương khí, xuyên thấu qua những sợi tơ này, liên tục không ngừng hướng xung quanh năm trong cơ thể con người rời đưa qua. Cái này dị chủng dương khí, nguồn gốc từ Hạo Thiên Tông tiền bối tổ sư, tu vi cực cao, chí ít cũng Ngộ Linh trung kỳ trở lên, cho nên cái này dị chủng dương khí cũng đặc biệt bá đạo, Hoàng Tuyền Chân Quân bọn người, thu nạp trôi qua về sau, chỉ có thể ngạnh sinh sinh chậm rãi luyện hóa, lại không thể rời ra ngoài thân thể đi. Tu vi hơi kém người, căn bản là ngăn cản không nổi. Loại này cường đại dị chủng chân nguyên vừa tiến vào trong cơ thể mình, lập tức liền chiếm cứ vị trí chủ đạo. Nếu như số lượng không nhiều, như vậy lấy bản mệnh chân nguyên cưỡng ép bao khỏa, chậm rãi luyện hóa, cũng là còn có thể miễn cưỡng làm được, thế nhưng tốn hao thời gian khẳng định thật dài. Hơi bất lưu thần, liền sẽ biến thành họa lớn trong lòng. Cũng chỉ có cùng giai tu sĩ, mới có dạng này năng lực, một chút xíu luyện hóa dị chủng chân nguyên dương khí. Đương nhiên, nếu có một vị Ngộ Linh trung kỳ thậm chí hậu kỳ siêu cấp đại năng thân tự xuất thủ, luyện hóa dị chủng chân nguyên tốc độ liền thực sự nhanh hơn nhiều. Nhất là Ngộ Linh hậu kỳ đại cao thủ, tu vi càng tại lưu lại xá lợi từ Hạo Thiên Tông tiền bối tổ sư phía trên, liền có thể trực tiếp nhất cử đem Âu Dương Minh Hạo thể nội dị chủng dương khí triệt để trấn áp xuống dưới, không cần hiện tại như vậy phiền phức. Chỉ bất quá, tại dạng này dưới cùng giao diện, thiên địa linh khí không đủ. Ngộ Linh kỳ tu sĩ đã là 10.000 có một. Không biết bao nhiêu nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ bên trong, mới có thể trùng hợp có người đột phá bình cảnh, thành công tiến giai. Mà đặt chân Ngộ Linh kỳ về sau, tiến giai con đường càng là muôn vàn khó khăn, mỗi hướng về phía trước tiến vào bên trên một bước. Cũng không biết muốn hao phí bao nhiêu thời gian, hao phí bao nhiêu linh đan diệu dược. Cho nên Ngộ Linh trung kỳ trở lên tu sĩ, tại hạ cùng giao diện là thật phượng mau lân giác, không biết cần cỡ nào nghịch thiên vận khí, mới ngẫu nhiên có thể ra như thế một vị. Về phần Ngộ Linh hậu kỳ tu sĩ, đó là chân chính thiên chi kiêu tử, chẳng những muốn kỳ tài ngút trời. Mà lại muốn vô số cơ duyên xảo hợp,
muôn vàn vận khí tập vào một thân, mới có thể đặt chân loại cảnh giới này. Ngàn vạn năm đến, không biết phải chờ thêm bao lâu, mới có thể xuất hiện một vị dạng này thiên kiêu. Chí ít tại Nam Châu Đại Lục, đã bao nhiêu năm chưa nghe nói qua có người độ phi thăng cướp. Dạng này đại năng, coi như còn có một vị hai vị tồn tại, cũng 100% là tại động phủ mình bên trong bế quan, tuyệt bất quá hỏi ngoại sự. Đem mỗi một phút mỗi một giây thời gian, đều dùng tại độ phi thăng cướp công tác chuẩn bị bên trên, tuyệt sẽ không vì người khác tới lãng phí mình dù là một chút xíu thời gian. Chỉ sợ chỉ có giao diện đại chiến phát triển đến kịch liệt nhất thời điểm, mới có thể kinh động dạng này siêu cấp đại năng, mà dạng này đại năng giả một khi xuất thủ, cơ hồ chính là trung cực chi chiến. Đánh một trận kết thúc càn khôn khí vận, trong động không nhật nguyệt, dần dần, có người khí tức trở nên hơi đường thô trọng chút. Là Âu Dương Minh Nguyệt, loại này biến hóa rất nhỏ, như tại bình thường, cơ hồ hoàn toàn không phát hiện được, nhưng ở đây, cho dù là một chút xíu cải biến, đều không thể gạt được những người khác thần niệm chi lực. Âu Dương Minh Nguyệt dù sao vừa mới đặt chân ngộ linh kỳ không lâu, luận công lực mạnh yếu, tại mấy vị ngộ linh kỳ tu sĩ bên trong, tự nhiên lấy nàng yếu nhất. Nhưng là, chậm đã, chẳng lẽ yếu nhất không phải là Tiêu Phàm a? Duy nhất một tên nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, ngạnh sinh sinh lẫn vào, nghĩ cùng bọn hắn sánh vai cùng, là có chút quá miễn cưỡng. Kỳ quái là, Tiêu Phàm lại một mực hô hấp đều đặn, không nhúc nhích, mọi người thần niệm chi lực điều tra quá khứ, không có phát hiện bất luận cái gì không ổn, liền phảng phất hắn tại tự hành đả tọa điều tức. Mà Âu Dương Minh Hạo rõ ràng cảm giác được, Tiêu Phàm từ trong cơ thể hắn rút đi dị chủng dương khí, so sánh với cái khác mấy tên ngộ linh kỳ đại năng, không chút nào ít, thậm chí còn hơi nhiều một phân. Giản làm cho người ta khó có thể tin. Các vị đạo hữu, tại hạ có chút phí sức, chúng ta tạm thời có một kết thúc, trước nghỉ ngơi một lát. Chốc lát, Tiêu Phàm chậm chậm mở miệng nói ra. Trong miệng nói là phí sức, người khác nhưng lại chưa ở trên người hắn phát giác được cùng loại triệu chứng. Rất rõ ràng, hắn nói như vậy nhưng thật ra là vì Âu Dương Minh Nguyệt lo lắng, muốn để nàng nghỉ ngơi một hồi. Mọi người theo lời thu công, Âu Dương Minh Hạo nói, làm phiền các vị đạo hữu. Tiểu muội, không ngại sự tình a. Âu Dương Minh Nguyệt cười nhạt một tiếng, nói, không ngại sự tình. Hoàng Tuyền chân quân thở phào một hơi, mắt nhìn Tiêu Phàm, cười hắc hắc, nói Tiêu đạo hữu, người rất có ý tứ. Chúng ta những lão gia hỏa này không nói, Nguyên Anh kỳ trở xuống hàng tiểu bối, chỉ sợ không người là địch thủ của ngươi. Phương Thánh Nhân cùng Trần Trường Khánh mặc dù không có phụ họa theo đuôi, bất quá nhìn trên mặt bọn họ thần sắc, cũng là rất tán thành. Tiêu Phàm cười cười, nói chân quân quá khen, kỳ thật tại hạ chỉ là mưu lợi mà thôi. Lời này ngược lại cũng không phải khiêm tốn, hắn đúng là mượn nhờ lôi bằng nội đan cùng tạo hóa giới chi lực. Trong cơ thể hắn tình hình, cùng Âu Dương Minh Hạo rất có chỗ tương tự, Âu Dương Minh Hạo là dị chủng chí dương chân khí sở hoạt, mà trong cơ thể hắn, thì càng thêm hỏng bét, lại có nửa viên kiệt ngạo bất tuần trời sinh thánh linh nội đan. Mặc dù bình thường không tùy tiện phát tác, nhưng mỗi lần phát tác, lại đủ để cho Tiêu chân nhân luống cuống tay chân. Kinh lịch hai lần phát tác về sau, Tiêu Phàm biết cứ thế mãi không phải biện pháp, liền nếm thử đem lôi bằng chi lực, dẫn hướng tạo hóa trong nhẫn. Nghĩ đến lấy tạo hóa giới vô cùng lớn lớn, dung lượng, lôi bằng chi lực mạnh hơn, tạo hóa giới cũng chứa được. Vốn chỉ là nếm thử, có chút lấy ngựa chết làm ngựa sống chữa, bất đắc dĩ, ai ngờ thử một lần phía dưới, lại cực kỳ diệu cơ. Quả nhiên như là Tiêu Phàm sở liệu, lôi bằng chi lực bị dẫn vào đến tạo hóa trong nhẫn về sau, liền an an ổn ổn đợi tại trong giới chỉ, lại không quấy rối. Tiêu Phàm tự nhiên đại hỉ, lập tức gấp rút đem lôi bằng chi lực hướng tạo hóa giới bên trong dẫn đạo. Nhưng mà cũng không lâu lắm, Tiêu Phàm liền phát hiện, làm như vậy cũng có một cái rất lớn tệ nạn, đó chính là tạo hóa giới dung nạp lôi bằng chi lực về sau, liền đem mặt khác chân nguyên pháp lực cự tuyệt ở ngoài cửa. Tiêu Phàm còn muốn dùng tạo hóa giới đến hấp thu chứa đựng đại lượng linh khí, chuẩn bị bất cứ tình huống nào, liền làm không được. Thật giống như một cái mỹ thực gia, hưởng qua đặc biệt mỹ vị về sau, đối cái khác phổ thông thức ăn, lại cũng khó có thể cửa vào. Cái này khiến Tiêu chân nhân có chút phiền muộn, cần biết với hắn mà nói, tạo hóa giới hoàn toàn có thể được xưng là ẩn tàng đòn sát thủ. Trong lúc nguy cấp, hắn có thể đem toàn thân chân nguyên pháp lực một lần tính thả ra, giết đối thủ một trở tay không kịp. Sau đó còn không cần lo lắng mình chân nguyên khô kiệt, tạo hóa giới sẽ trong thời gian ngắn nhất, đem hắn tiêu hao sạch sẽ chân nguyên bổ đầy. Có tạo hóa giới dạng này đặc thù công hiệu, dương quan ba chồng, liền trở thành Tiêu Phàm áp đáy hòm đại sát khí một trong. Lấy nguyên anh kỳ tu vi, thậm chí có thể trong nháy mắt bộc phát ra ngộ linh kỳ sức chiến đấu tới. Bây giờ lại không được,
xem ra trên thế giới này tổng là rất khó làm được vẹn toàn đôi bên. Sau khi cân nhắc hơn thiệt, Tiêu Phàm hay là quyết định tiếp tục đem lôi bằng chi lực dẫn vào tạo hóa giới, chờ sau này chậm rãi triệt để luyện hóa lôi bằng nội đan về sau lại nói. Nghĩ đến lấy hắn dưới mắt tu vi, chỉ cần không gặp được đặc biệt cường đại ngộ linh kỳ tu sĩ, dù coi như không địch lại, thoát thân hay là không thành vấn đề. Về phần nguyên anh kỳ đồng đạo, Tiêu Phàm mặc dù không cho là mình đã có thể quét ngang hết thảy cùng giai đối thủ, nhưng cũng tuyệt không sợ. Hắn sở dĩ có can đảm đáp ứng, vì Âu Dương Minh Hạo rút ra dị chủng chân nguyên dương khí, dựa vào chính là cái này một chí bảo. Tiêu Phàm trực tiếp đem Âu Dương Minh Hạo thể nội cường đại dị chủng dương khí dẫn vào đến lôi bằng trong nội đan, mượn nhờ cái này dị chủng dương khí cường hoành lực lượng, kích phát lôi bằng nội đan, kiệt ngạo, bản tính, phóng xuất ra cường đại lôi bằng chi lực, sau đó lại đem lôi bằng chi lực dẫn vào đến tạo hóa trong nhẫn, như vậy hoàn thành một cái chuyển đổi luân hồi. Thủ đoạn như vậy, người khác tự nhiên là tuyệt đối nghĩ không ra. Cho nên Tiêu Phàm minh bạch nói là mưu lợi, Hoàng Tuyền chân quân mấy người cũng chỉ là nửa tin nửa ngờ. Bất quá người này tuổi còn trẻ, liền có thể tu luyện tới dạng này cao thâm cảnh giới, còn hùng tâm bừng bừng muốn trùng kiến vô cực sơn cửa, tự nhiên phải có mấy phân bản sự mới được. Hạng người tầm thường, làm sao có thể xứng đáng nặng như thế mặc cho. Rất nhanh, trong mật thất lại khôi phục bình tĩnh, mọi người riêng phần mình đả tọa điều tức, tích xúc pháp lực. Không lâu sau đó, vòng thứ hai hấp thu dương khí lại bắt đầu. Như thế tuần hoàn qua lại, trong bất chi bất giác, 3 năm đã qua. Đối với tu vi đến bọn hắn như vậy cảnh giới đại năng mà nói, 3 tuổi chưa qua là một cái búng tay. Một ngày này, yên lặng Hạo Dương điện bên trong, mấy đạo nhân ảnh nổi lên, chính là Tiêu Phàm, Âu Dương Minh Nguyệt bọn người. Hạo Dương điện bên ngoài, bình tĩnh như trước như cũ, cũng không có đặc biệt chuẩn bị tăng cường cảnh giới, nhìn không đến bất luận cái gì phòng thủ tuần tra môn nhân đệ tử. Nhắc tới cũng không kỳ quái, Hạo Dương điện cấm chế là cường đại như thế, mà trong mật thất dưới đất, càng là đang ngồi 5 vị ngộ linh kỳ đại năng, đặt tại bất kỳ địa phương nào, đây đều là một cỗ kinh khủng tới cực điểm lực lượng, cần gì phải lo lắng có người cố xông vào. Trừ phi là thật sống được không kiên nhẫn, Phương Thánh Nhân, Trần Trường Khánh, Hoàng Tuyền chân quân đám người trên mặt đều hơi có vẻ mệt mỏi. Đối với bọn hắn loại cảnh giới này lão tổ mà nói, muốn để bọn hắn lộ ra mỏi mệt chi ý, thật sự chính là rất không dễ dàng. Đủ thấy 3 năm này quả thực vất vả. Nếu không phải Tiêu Phàm có đại lượng bổ sung linh lực linh đan diệu dược liên tục không ngừng cung ứng, chỉ sợ vô cùng có khả năng chân nguyên tiêu hao. Tương phản, Âu Dương Minh Hạo khí sắc lại so 3 năm trước đây tốt hơn nhiều, cả người đều lộ ra thần thanh khí sảng, thần thái tỏa sáng, cùng 3 năm trước đây cơ hồ là tưởng như hai người, cười ha hả ôm quyền chắp tay, hướng Phương Thánh Nhân bọn người từ biệt. Ở đây một đợi chính là 3 năm, cũng nên quay lại tông môn của mình đi xem một chút. Tiêu đạo hữu, từ xưa anh hùng xuất thiếu niên, tuổi còn trẻ liền có tốt như vậy thủ đoạn, ngày khác tiền đồ bất khả hạn lượng. Ngày sau có rảnh, mời lại đến Long Tuyền Thành làm khách. Phương Thánh Nhân mỉm cười đối Tiêu Phàm nói, nhìn ra được, ngữ ra thành tâm thành ý. Vị này Thái Thượng Tông Tông Chủ, là dự định toàn lực ủng hộ vô cực môn nặng dựng sơn môn, Đông Sơn tái khởi. Tiền bối có lệnh, tự nhiên nghiêm túc tuân theo. Tiêu Phàm cung cung kính kính nói đáp. Chương 1369, Uy Lăng Đô Lương Thành. Khoảng thời gian này, Kim Qua Môn Tiễn Môn chủ tính tình trở nên thật không tốt. Thâm trầm như vậy đa trí một vị hậu kỳ đại tu sĩ, trong mắt người khác cao cao tại thượng lão tổ cấp đại nhân vật, nguyên vốn phải là phong độ nhẹ nhàng, rất có thể khống chế mình tỳ khí. Đường đường Kim Qua Môn một phái chi tôn, làm sao có ý tứ luôn cùng trong môn vãn bối đệ tử thậm chí là cùng trong phủ nô bộc hạ nhân đưa khí. Không có mất thân phận, dĩ vãng. Mặc kệ gặp được cỡ nào khiến người không cao hứng sự tình, tiễn môn chủ đều chỉ thả trong lòng mình, phong độ vẫn là phải giảng cứu. Lần này, lại thật nhịn không được, động một chút lại nổi trận lôi đình, đã không biết có bao nhiêu nô bộc hạ nhân cùng vãn bối đệ tử gặp vận rủi lớn, đâm vào môn chủ trên họng súng, bị thu thập phải một Phật xuất thế hai Phật niết bàn, dục tử dục tiên. Kỳ thật không chỉ là tiễn môn chủ như thế, toàn bộ Đô Lương Thành tông môn chi chủ, cơ hồ từng cái như thế. Thậm chí toàn bộ đại triệu quốc tông môn chi chủ, đều là giống nhau, trong đầu mau mau loạn loạn, hoàn toàn không cách nào an bình xuống tới. Thực tế từ đại tề nước bên kia truyền tới tin tức, quá kinh người. Vô cực môn muốn tại Đô Lương Thành vô cực sơn thiên tôn lĩnh nặng dựng sơn môn, lại trấn hùng phong. Ngay từ đầu nghe tới tin tức này, đa số người đều khịt mũi coi thường, trong đó liền bao quát tiễn môn chủ. Dạng này tin đồn, nghe được nhiều, cơ hồ cách một đoạn thời gian. Liền truyền đi có cái mũi có mắt,
nói cái gì vô cực môn kỳ tài ngút trời xuất thế, lập tức liền muốn Đông Sơn tái khởi, phàm là tại Đô Lương thành môn phái tu chân, đều muốn ngoan ngoãn nghe phụng hiệu lệnh. Bằng không mà nói, lập tức sẽ gặp phải vô cực môn tàn sát đẫm máu, như là loại này, không phải trường hợp cá biệt. Mà cuối cùng, sự thật luôn luôn chứng minh, đây chính là không có lửa thì sao có khói, chính là lời nói vô căn cứ, chính là nói hưu nói vượt. Một cái xuống dốc ngàn năm tông môn, một cái môn hạ đệ tử đều chết hết tông môn, dựa vào cái gì đến nặng dựng sơn môn, dựa vào cái gì đến Đông Sơn tái khởi. Chính là nói đùa, kỳ tài ngút trời, tới người kỳ tài ngút trời. Vô cực môn như thế siêu cấp đại phái, là một cái gì kỳ tài ngút trời có thể chống đỡ được. Hạo Thiên Tông, Thái Thượng Tông, Thái Cực Môn những danh môn chính phái này. Cái kia một nhà không là cao thủ nhiều như mây, môn hạ đổ chúng mấy triệu. Một người coi như năng lực lại lớn, cũng không có khả năng chống lên dạng này một cái tông môn. Trừ phi là vô cực thiên tôn tái thế, có thể quét ngang tất cả giao diện cường đại nhất có thể ngưu nhân, mới có dạng này năng lực. Nhưng mà lần này truyền ngôn, lại không giống bình thường. Chẳng những không có theo thời gian trôi qua mà được chứng minh là lời đồn, ngược lại càng truyền càng thần, càng truyền càng có cái mũi có mắt. Thậm chí ngay cả Ngộ Linh Kỳ đại trưởng lão đều có. Nghe nói chính là trước kia Hạo Thiên Tông đại trưởng lão Âu Dương Minh Nguyệt, đã thành vô cực môn đương đại trưởng giáo Tiêu Phàm song tu bạn lữ, cho nên phản ra Hạo Thiên Tông, cam tâm tình nguyện đi theo Tiêu Phàm gia nhập vô cực môn, đảm nhiệm vô cực môn thủ tịch đại trưởng lão. Ngay từ đầu nghe tới tin tức này, Tiễn môn chủ tự nhiên hoàn toàn không tin, coi là thật nói nhảm, những này truyền bá lời đồn người, đến cùng còn có hay không một điểm đầu óc. Âu Dương Minh Nguyệt gì cùng dạng người, sẽ hạ mình gả cho Tiêu Phàm. Bất quá cái này cũng không trách bọn hắn, những này truyền bá lời đồn ra hỏa, đều là chút đệ tử cấp thấp. Nơi nào thấy qua đại trưởng lão, về phần đại trưởng lão cùng Tiêu Phàm chỉ thấy thù hận, bọn hắn liền càng thêm không có khả năng biết. Muốn nói Âu Dương Minh Nguyệt vừa thấy được Tiêu Phàm, liền đem bị giết, ngược lại là hoàn toàn có khả năng. Vừa nghĩ đến đây, Tiễn môn chủ đối cái này lời đồn liền cười trừ, lại không lo lắng. Thẳng đến trước đó không lâu, từ Hạo Dương thành truyền đến cựu trưởng lão tự tay viết thư, Tiễn môn chủ mới giật nảy cả mình. Nguyên lai, đây hết thảy vậy mà đều là thật, cựu trưởng lão cùng hắn quan hệ mật thiết, hai người quan hệ cá nhân thật dày, tại đại sự như vậy bên trên, cựu trưởng lão tuyệt không có khả năng ăn nói lung tung, hồ ngôn loạn ngữ. Nhưng cái này ảo thuật đến cùng làm sao biến, cựu trưởng lão trong thư cũng là nói không tỉ mỉ, chỉ là nói cho Tiễn môn chủ, vô cực môn quay về Đô Lương thành tức sẽ thành sự thật. Đồng thời đã thu hoạch được Hạo Thiên Tông Âu Dương Tông chủ toàn lực ủng hộ, đã tiến giai thành Ngộ Linh Kỳ tu sĩ đại trưởng lão, cũng xác thực trở thành Tiêu Phàm song tu bạn lữ, đồng thời xảy ra mặc cho vô cực môn đại trưởng lão. Cựu trưởng lão ở trong thư khuyên bảo Tiễn môn chủ, phải có chuẩn bị tâm lý, tốt nhất là sớm nghĩ kỹ đối sách. Từ nay về sau, liền muốn thêm ra dạng này một cái mạnh lân cận. Tiễn môn chủ lập tức liền phiền muộn đến cực điểm, vốn đến lão đại của mình làm khá tốt. Tại Kim Qua Môn xưng tôn xưng tổ, tại Đô Lương Thành cũng là nhất môn chi chủ, cho tới bây giờ đều là chính mình đạo tính, không cần nhìn sắc mặt của người khác. Đô Lương Thành mặc dù cũng còn có mấy cái thế lực cùng Kim Qua Môn tương đối lớn tông môn, lại là nước giếng không phạm nước sông, lẫn nhau không lệ thuộc. Nhưng ngày tốt lành lập tức liền muốn đến cùng. Về sau, cái này Đô Lương Thành lão đại, liền rốt cuộc không tới phiên bọn hắn, mà là vô cực môn. Tất cả những tông môn khác, đều muốn ngửa vô cực môn hơi thở sống qua. Cái này đều kêu cái gì sự tình. Những tông môn khác nhân vật đầu não, cũng phân biệt từ khác nhau con đường biết được tin tức này. Trong lúc nhất thời, Đô Lương Thành bên trong bầu không khí liền trở nên cực kỳ cổ quái. Đầu đường cuối ngõ nghị luận ầm ĩ, các tự suy đoán lấy Đô Lương Thành tương lai quyền lực cơ cấu như thế nào gây dựng lại. Một chút làm việc bất chính, tương đối thiên hướng về tà ma ngoại đạo bên trong môn phái nhỏ, đang ngồi vững tin tức về sau, vậy mà lấy tốc độ cực nhanh. Toàn tông di chuyển mà đi, rời đi Đô Lương Thành, xa xa chạy trốn đi. Năm đó vô cực môn hưng thịnh thời điểm, đừng bảo là Đô Lương Thành, liền xem như toàn bộ đại triệu quốc, cũng tuyệt không có tà ma ngoại đạo dung thân chỗ. Mặc dù nói bây giờ nặng dựng sơn môn, trong thời gian ngắn ứng sẽ không phải như năm đó mạnh như vậy thế, nhưng việc này thật đúng là nói không chính xác. Vạn nhất vẫn là như vậy cường thế đâu, một lần trong lòng còn có may mắn, bồi lên chính là cả cái tông môn truyền thừa a. Mặc kệ Tiễn môn chủ những người này vui không vui lòng, một ngày này rốt cục vẫn là đến. Một ngày này, Tiễn môn chủ chính trong phủ phụng phịu, một người trung niên đệ tử chạy như bay đến, khắp cả mặt mũi đều là mồ hôi, tên đệ tử này cũng có nguyên anh sơ kỳ tu vi,
lúc này lại miệng mở rộng liên tục thở dốc, đủ thấy hắn là như thế nào lo lắng. Sư phụ, chấm ngoặc kép, xa xa nhìn thấy tiễn môn chủ cái mũi không phải cái mũi, mặt không phải mặt, vội vã chạy tới nguyên anh đệ tử bỗng nhiên dừng lại bước chân, đưa tay lau một cái trán Lâm Ly đại hãn, lắp bắp gọi một tiếng, chủ trừ, không dám tới. Nói, tiễn môn chủ gặp một lần cái này vô cùng lo lắng dáng vẻ liền tức giận, tốt xấu cũng đã ngưng kết nguyên anh thành công, xem như tu sĩ cấp cao, lại vẫn là như vậy không giữ được bình tĩnh. Một điểm định lực đều không có. Vâng, sư phụ, cái này, đây là đại trưởng lão gửi tới lệnh bài. Chấm ngoặc kép, trung niên đệ tử lắp bắp nói, hai tay đem một mặt lệnh bài màu trắng đẩy tới. Cái gì đại trưởng lão? Tiễn môn chủ càng là giận tím mặt, cái kia cái tông môn đại trưởng lão, dám hướng mình phát cái gì lệnh bài? Âu Dương đại trưởng lão, Âu Dương Minh Nguyệt, chấm ngoặc kép, trung niên đệ tử lại lắp bắp nói. Ngay cả đầu lưỡi đều cơ hồ muốn thắt nút như vậy, kìm lòng không đặng thấp giọng, tựa hồ sợ bị người khác nghe tới. Cái gì, lúc này, ngay cả tiễn môn chủ cũng hù dọa trụ, nhảy dựng lên, không nói hai lời, liền đoạt lấy lệnh bài. Âu Dương đại trưởng lão nói thế nào? Có gì phân phó? Đại trưởng lão phân phó, để sư phụ lập tức đuổi tới thiên tôn lĩnh, vô cực điện trước, đại trưởng lão ở nơi đó chờ chư vị tông chủ trưởng giáo. Trung niên đệ tử cuối cùng là sắp xếp như ý mạch suy nghĩ, nói ra một câu nguyên lành. Chư vị tông chủ trưởng giáo. Đúng thế, theo đệ tử biết, trong thành cơ hồ tất cả đại tông môn tông chủ trưởng giáo, đều thu được đại trưởng lão lệnh bài. Chấm ngoặc kép, biết, ngươi lui ra đi. Tiễn môn chủ sắc mặt âm tình bất định, khoát tay áo. Nói, cuối cùng là đem mình phẫn uất cưỡng ép xuống. Sơn môn còn không có dựng lên, đại triệu quốc chi chủ giá đỡ, liền đã bày 10 phần. Ngẫm lại Âu Dương Minh Nguyệt quá khứ tác phong, cũng liền không kỳ quái. Nàng nhất quán đều là như thế này cường thế bá đạo, ngôn xuất pháp tùy. Cực ít cho người khác mở miệng cãi lại cơ hội, tu chân giới áp dụng, vốn là luật rừng, mạnh được yếu thua, nắm đấm lớn người có nhiều quyền phát biểu hơn. Tiễn môn chủ hai tay chắp sau lưng trong đại sảnh đi mấy cái vừa đi vừa về, rốt cục dẫm chân bình bịch, hừ, một tiếng, dưới chân độn quang cùng một chỗ, đảo mắt liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Vô luận hắn đối Âu Dương Minh Nguyệt bá đạo trong lòng là bất mãn bực nào, thậm chí là chán ghét căm hận, cũng tuyệt đối không dám chống lại Âu Dương Minh Nguyệt chỉ lệnh. Thực có can đảm như vậy, hậu quả thực tế quá nghiêm trọng. Vô cực sơn, thiên tôn lĩnh, vô cực điện trước. Một cô gái áo đỏ thanh tú động lòng người đứng ở nơi đó, tóc trắng bay múa, diễm mỹ phi phàm, hai đầu lông mày lại lạnh như băng, không có chút nào ấm áp. Chính là danh chấn thiên hạ Hạo Thiên Tông đại trưởng lão Âu Dương Minh Nguyệt. À, đúng, hiện tại Âu Dương Minh Nguyệt thân phận, chỉ sợ đã không phải là Hạo Thiên Tông đại trưởng lão, mà là vô cực môn đại trưởng lão. Hơn 10 tên nam nữ trẻ tuổi đệ tử, cung cung kính kính đứng hầu tại hai bên, bộ dạng phục tùng mắt cúi xuống, cẩn thận có thừa. Tiễn môn chủ đuổi tới thời điểm, to lớn mà hoang vu trước điện trên quảng trường, sớm đã tụ tập không ít người, đều là tiễn môn chủ quen thuộc, Đô Lương thành đại tiểu môn phái nhỏ một phái chi tôn. Trong đó mấy vị, đều là nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ. Chỉ bất quá giờ phút này, cũng đều quy củ khoanh tay đứng thẳng, không rên một tiếng, thậm chí ngay cả không dám thở mạnh một cái. Bởi vì đứng tại vô cực điện trước trên bậc thang Âu Dương Minh Nguyệt, trên thân lộ ra uy áp thực tế quá nặng nề. Ngộ linh kỳ tu sĩ khí tức cường đại, không giữ lại chút nào phóng thích ra ngoài, dù coi như là nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ, cũng giống vậy cảm thấy áp lực cực lớn đập vào mặt. Tiễn môn chủ trong lòng, đông, một tiếng, chìm đến đáy cốc. Mặc dù biết rõ không có khả năng, trước kia tổng còn ôm một tia hy vọng cuối cùng, hy vọng Âu Dương Minh Nguyệt tiến giai ngộ linh kỳ truyền ngôn là giả. Như vậy cứ việc nàng hay là danh xưng Nam Châu đại lục đại tu sĩ thứ nhất, cuối cùng tất cả mọi người tại cùng một cảnh giới, cũng khỏi phải quá mức e ngại. Về phần Tiêu Phàm, tiễn môn chủ trong lòng ép căn bản không hề người này. Mà bây giờ, tự mình cảm nhận được Âu Dương Minh Nguyệt trên thân lộ ra uy áp, tiễn môn chủ liền biết, cái này một tia hy vọng cuối cùng cũng hoàn toàn phá diệt. Lúc này đè xuống độn quang, bước nhanh đi tới khoảng cách Âu Dương Minh Nguyệt hơn 10 trượng bên ngoài, đứng vững thân thể, hai tay ôm quyền, xá giải tới đất, cung cung kính kính nói, bái kiến đại trưởng lão. Kim qua môn vốn là cùng Hạo Thiên Tông quan hệ mật thiết, cho tới nay, đều có Hạo Thiên Tông vì hắn chỗ dựa, tiễn môn chủ cùng Âu Dương Minh Nguyệt rất quen, lại là không cần thiết giới thiệu mình. Âu Dương Minh Nguyệt nhẹ nhàng gật đầu, trong mắt phượng ánh mắt như là tia chớp, quét tới. Tiễn môn chủ chỉ cảm thấy trong lòng rung mạnh, cũng giống như những người khác, hai tay rũ xuống, có chút cúi thấp đầu, thần thái kính cẩn vô so.
Chương 1370, Vương giả chi khí. Hôm nay mời chư vị tới, cần làm chuyện gì, chắc hẳn tất cả mọi người đã biết. Hiển nhiên vô cực điện trước tụ tập tu sĩ cấp cao càng ngày càng nhiều, Âu Dương Minh Nguyệt cái này mới chậm rãi nói, ngữ điệu bình thản, lại lộ ra vô tận uy áp chi khí. Mười mấy tên một phái chi tôn đều bình tức tĩnh khí, rửa tai lắng nghe, sợ lọt mất dù là một chữ. Vô cực sơn thiên tôn lĩnh, từ xưa đến nay chính là vô cực môn sơn môn sở tại địa, những năm này, giống như đều bị chư vị các đệ tử chiếm đi. Cái này không hợp quy củ, chư vị sau khi trở về, ước thúc môn hạ đệ tử, lập tức lui ra ngoài. Phàm là lúc trước thuộc về vô cực môn địa phương, cũng phải làm cho ra, nhưng nghe rõ chưa vậy. Âu Dương Minh Nguyệt một đôi mắt phượng, chậm chậm tại trên mặt mọi người đảo qua, lạnh nhạt nói. Trên thực tế, khi lấy được vô cực môn muốn nặng dựng sơn môn tin tức về sau, không ít chiếm cứ vô cực sơn thiên tôn lĩnh địa bàn tông môn, đã tại di chuyển. Một chút tương đối sĩ diện, tỉ như kim qua môn, vẫn chỉ là vụng trộm hành động, không hiển sơn không lộ thủy, sợ trêu đến người khác chê cười. Mà một chút lá gan tiểu nhân tông môn, thì là gióng trống khua chiêng rời đi, tựa hồ sợ người khác không biết. Cực kỳ trọng yếu chính là muốn để vô cực môn biết được bọn hắn kính cẩn thái độ, về phần cái khác không liên quan tông môn, để ý đến hắn làm gì. Bọn hắn cười không chê cười, có rất quan hệ. Ây, tất cả tông môn chi chủ đều cung cung kính kính đáp, thanh âm to, 10 điểm chỉnh tề. Lúc này, nếu ai dám có nửa câu dị nghị, kia là thuần túy từ tìm phiền toái. Vô cực môn nặng dựng sơn môn trước đó, đô lương thành trật tự, còn muốn dựa vào chư vị tiến hành giữ gìn. Nếu là trong đoạn thời gian này xảy ra điều gì đường rẽ, tại ai trên địa đầu ra đường rẽ, vị nào nên cho ta một cái công đạo. Nặng dựng sơn môn về sau, muốn thế nào giữ gìn đô lương thành thậm chí đại triệu quốc phồn vinh hưng thịnh, tự nhiên cũng là muốn cùng chư vị thương nghị. Âu Dương Minh Nguyệt tiếp tục nói, dùng từ cũng không bằng gì cường ngạnh, nhưng ý tứ trong lời nói lại rõ ràng, từ giờ khắc này bắt đầu, các ngươi tất cả mọi người hẳn là rõ ràng, ai mới là đô lương thành thậm chí đại triệu quốc lão đại. Ây, mọi người lần nữa cùng kêu lên trả lời, chư vị cũng không cần phải lo lắng, tiêu trưởng giáo trạch tâm nhân hậu, bác ái kiêm chúng. Vô cực môn nặng dựng sơn môn, đối chư vị, đối đô lương thành, đối đại triệu quốc, đều chỉ có chỗ tốt. Chấm ngoặc kép, nghe đến đó, tiễn môn chủ nhẹ nhàng chấn động, không chịu được ngẩng đầu lên, cực nhanh liếc Âu Dương Minh Nguyệt một chút. Dù nhưng đã từ cửu trưởng lão phong thư bên trong biết được. Âu Dương Minh Nguyệt thành Tiêu Phàm song tu bạn lữ, nguyên lai tưởng rằng nhất định là Âu Dương Minh Nguyệt làm chủ đạo, Tiêu Phàm kèm ở ký đuôi, đối người yêu nói gì nghe nấy. Nhưng mà nghe Âu Dương Minh Nguyệt một hơi này, vô cực môn vậy mà là lấy tiêu trưởng giáo làm chủ. Tiêu Phàm cũng không phải là khôi lỗi. Cửu trưởng lão nhưng không có tại phong thư bên trong nói cho hắn, bọn hắn Hạo Thiên Tông mấy vị hậu kỳ đại tu sĩ, đều thua ở Tiêu Phàm thủ hạ. Dạng này chuyện mất mặt, không nói cũng được. Chư vị cái này liền trở về đi. Cuối cùng thông báo mọi người một tiếng, từ giờ trở đi. Thiên tôn lĩnh triệt để phong bế, bất kỳ người nào không có đạt được tiêu trưởng giáo cho phép. Đều không được đến gần thiên tôn lĩnh phạm vi ngàn dặm bên trong, nếu không liền nguy hiểm đến tính mạng. Nhớ lấy, đơn giản nói rõ ràng mấy món sự tình về sau, Âu Dương Minh Nguyệt liền trực tiếp hạ lệnh trục khách, gọn gàng, tuyệt không dây dưa dài dòng. Mọi người thở phào một hơi, nhao nhao hướng Âu Dương Minh Nguyệt khom người làm lễ, lập tức dựng lên độn quang, phi tốc đi. Tại vị này trước mặt đại trưởng lão, thực tế mỗi người đều rất khẩn trương. Không lâu sau đó, mọi người liền nghe tới, ầm ầm, tiếng vang, không ngừng từ thiên tôn lĩnh bên trên truyền đến, chấn động phải đất rung núi chuyển, toàn bộ đô lương thành đều đang không ngừng run run, không khỏi từng cái quá sợ hãi, nhao nhao lái độn quang, thăng lên không trung, hướng thiên tôn lĩnh phương hướng nhìn ra xa, muốn xem xét cho rõ ràng. Lại chỉ thấy cao cao thiên tôn lĩnh đã sớm bị sương mù làm che đậy, dù coi như tu luyện có thiên nhãn thần thông người, cũng rất khó nhìn thấu sương mù chỗ sâu, đến cùng chuyện gì xảy ra. Chỉ có tiễn môn chủ mấy vị này tu vi cao nhất hậu kỳ đại tu sĩ, mới có thể mơ hồ cảm nhận được thiên tôn lĩnh phương hướng truyền đến từng đợt tựa là hủy diệt lực lượng. Khó trách Âu Dương Minh Nguyệt muốn cảnh cáo mọi người, thiên tôn lĩnh phạm vi ngàn dặm bên trong, đã trở thành vòng cấm. Nguyên lai tưởng rằng đây là đại trưởng lão muốn mượn cho nên lập uy, biểu thị công khai vô cực môn đối thiên tôn lĩnh cực kỳ xung quanh địa khu tuyệt đối chủ quyền. Hiện tại xem ra, mọi người hay là đem Âu Dương Minh Nguyệt nghĩ đến quá nông cạn chút. Đường đường một tên ngộ linh kỳ tu sĩ, căn bản là không cần đến lấy thủ đoạn như vậy đến lập uy. Tiễn huynh, chấm ngoặc kép, một vị thân mặc áo bào vàng nam tử trung niên, từ nơi không xa bay tới, cùng tiễn môn chủ song song đứng ở không trung.
vị trung niên nam tử này, thình lình cũng có được nguyên anh hậu kỳ khủng bố tu vi, bất quá giờ phút này lại song mi nhíu chặt, gắt gao tiếp cận thiên tôn lĩnh phương hướng, sâu coi là lo. Tiêu trưởng giáo cùng Âu Dương đại trưởng lão, đến cùng đang làm cái gì? Thất sát trận, tiễn môn chủ chậm rãi nói. Nha, chấm ngoặc kép, áo bào màu vàng nam tử trung niên bừng tỉnh đại ngộ. Có quan hệ thiên tôn lĩnh thất sát trận, bọn hắn mấy vị này hậu kỳ đại tu sĩ đều là tận mắt chứng kiến qua, đương nhiên chỉ là xa xa nhìn mấy lần, tuyệt không dám tới gần. Nghe nói thất sát đại trận uy lực mạnh, dù coi như là ngộ linh kỳ tu sĩ bị cuốn vào, đều muốn lột một tầng ra, nguyên anh kỳ trở xuống tu sĩ bị đại trận cuốn vào, kia là tuyệt đối hữu tử vô sinh. Lúc trước thế nhưng là mấy vị ngộ linh kỳ tu sĩ một cùng ra tay, bố trí cái này tuyệt sát trận, vì chính là trấn áp thiên tôn lĩnh vương giả chi khí. Bây giờ vô cực môn muốn nặng dựng sơn môn, thất sát trận đương nhiên phải trước phá mất. Nói như vậy, Hạo Thiên Tông bên kia, là muốn cùng vô cực môn kết minh rồi. Chốc lát, áo bào màu vàng nam tử trung niên lại thấp giọng nói. Mọi người đều biết, lúc trước kiến tạo tòa này thất sát trận, Hạo Thiên Tông là chủ lực, bây giờ chẳng những Âu Dương Minh Nguyệt thoát ly Hạo Thiên Tông gia nhập vô cực môn, hơn nữa còn triệt để phá mất thất sát trận, không có Hạo Thiên Tông tông chủ cho phép. Chỉ sợ dù coi như là Âu Dương Minh Nguyệt cũng không có như thế lớn quyền lực. Tiễn môn chủ liếc nhìn hắn một cái, khóe miệng có chút kéo một cái, từ chối cho ý kiến. Cựu trưởng lão tại phong thư bên trong nói được rõ ràng, vô cực môn trung hưng đại điển, Hạo Thiên Tông tông chủ Âu Dương Minh Hạo đem tự mình đến đây gây nên chúc. Trừ cái đó ra, Thái Thượng Tông tông chủ Phương Thánh Nhân, Thái Cực môn trưởng giáo Trần Trường Khánh, thậm chí Tây Phương Hoàng Tuyền thần điện chi chủ Hoàng Tuyền chân quân đều sẽ đích thân trước tới tham gia đại điển. Mấy vị này, đều là trong truyền thuyết ngộ linh kỳ lão tổ. Đây cũng là vì sao tiễn môn chủ sẽ tại Âu Dương Minh Nguyệt trước mặt cung cung kính kính, không dám có nửa chữ không nguyên nhân. Tại Nam Châu Đại Lục, chỉ cần có cái này cái tông môn ủng hộ, bất kỳ cái gì tông môn đều đủ để uy chấn một phương, lại càng không cần phải nói. Còn có Âu Dương Minh Nguyệt dạng này một vị ngộ linh kỳ đại năng tự mình tọa chấn. Thực lực như thế, tuyệt đối không phải kim qua môn loại này quy mô tông môn có thể kháng cự. Bất quá tiễn môn chủ trên mặt thần sắc, lại giống như là nhẹ nhàng thở ra. Mặc dù nói thất sát trận xây ở thiên tôn lĩnh bên trên, vì cũng là trấn áp vô cực sơn vương giả chi khí, nhưng dạng này một cái tuyệt sát đại trận liền xây ở mình giường nằm bên cạnh, tiễn môn chủ trong lòng luôn luôn lo sợ bất an. Vạn nhất ngày ấy, thất sát đại trận lực lượng bỗng nhiên mất khống chế, trước hết nhất xui xẻo, há không phải liền là bọn hắn kim qua môn hơn 10 vạn chi chúng. Bây giờ triệt để phá mất tòa tuyệt sát đại trận này, cũng coi là bỏ đi tâm phúc của hắn chi hoạn. Ầm ầm vang vọng thanh âm, trọn vẹn vang 3 ngày 3 đêm, mới rốt cục dần dần ngừng. Vây xem người xem náo nhiệt đã sớm tán. Chỉ có tiễn môn chủ, áo bào màu vàng nam tử cùng vì số không nhiều mấy vị tu sĩ cấp cao, còn giải rác tự nhiên phân tán tại thiên tôn lĩnh 4 phía hơn 1000 dặm bên ngoài không trung, từ đầu đến cuối, tiếp cận thiên tôn lĩnh phương hướng. Không có nửa điểm muốn ly khai chi ý. Ngay tại ầm ầm tiếng vang hoàn toàn ngừng nháy mắt. Một tiếng hùng vĩ tiếng long ngâm, bỗng nhiên vang lên, tựa như hồng trung đại lữ. Từng vòng dập dờn lái đi, nhanh chóng truyền khắp toàn bộ Đô Lương Thành. Ngay sau đó, một mực bao phủ tại thiên tôn lĩnh đỉnh núi phía trên mênh mông sương mù, bắt đầu nhanh chóng tiêu tán, từng đạo kim sắc quang mang xuyên thấu qua sương mù, hướng 4 phương 8 hướng vào tới. Kim quang dần dần tại thiên tôn lĩnh đỉnh núi hội tụ thành một đầu cự long hư ảnh. Dài đến vạn trượng, phải cần bay múa, thần thái nghiễm nhiên. Một cỗ lực lượng tràn trề, hướng 4 phía càn quét mà đi. Cỗ lực lượng này cực kỳ to lớn, nhưng mà lại 10 điểm công chính bình thản, không xen lẫn nửa phân bá đạo ngang ngược chi ý. Vương giả chi khí, chấm ngoặc kép, áo bào màu vàng nam tử trung niên hít vào một ngụm khí lạnh, ánh mắt vừa khiếp sợ lại là ao ước. Người xưa kể lại, thiên tôn lĩnh có vương giả chi khí hội tụ, cho nên tạo nên vô cực môn mấy chục ngàn năm vương giả chi nghiệp, mấy chục ngàn năm ngật đứng không ngã, lãnh tụ quần luân. Đối với một cái tông môn đến nói, đây là thật sự truyền kỳ. Chỉ bất quá đám bọn hắn nhưng vẫn không có cơ hội kiến thức đến người vương giả này chi khí diện mục chân thật. Hôm nay gặp mặt, quả thật không giả. Vạn trưởng cự long hư ảnh tại thiên tôn lĩnh bên trên xê dịch bay vọt, vây quanh toàn bộ vô cực sơn xoay quanh 9 vòng, lúc này mới huýt dài một tiếng, bay thẳng cửu tiêu phía trên, dần dần ẩn vào thương khung chi đỉnh. Thiên tôn lĩnh bên trên quang mang lấp lánh, chiếu sáng rạng rỡ. Phen này kinh thiên động địa tình hình, tự nhiên đã sớm kinh động Đô Lương Thành đại đa số tu sĩ, mắt thấy cự long đằng bay, vương khí nghiễm nhiên, một chút đệ tử cấp thấp không chịu được bái phục trên mặt đất, trong miệng nói lẩm bẩm, thì thào cầu nguyện,
đầu rạp xuống đất, quỳ bái. Dù coi như những cái kia tu sĩ cấp cao, cũng từng cái cả kinh trợn mắt hốc mồm, rung động trong lòng, không thể gọi tên. Xem ra vô cực môn trung hưng con đường, là ai cũng đỡ không nổi. Chấm ngoặc kép, thật lâu, tiễn môn chủ thở dài một tiếng, nói, ngữ khí có chút cô đơn. Áo bào màu vàng nam tử trung niên nhìn hắn một chút, bỗng nhiên nhẹ nhàng cười một tiếng, nói tiễn huynh, bây giờ đại binh tiếp cận, vô cực môn trung hưng, đối với chúng ta Đô Lương Thành, cũng chưa chắc chính là chuyện xấu đâu. Bằng không mà nói, chiến hỏa một khi đốt tiến vào chúng ta Triệu Quốc, nước Triệu cảnh nội, người ta mấy cái quy mô lớn hơn một chút tông môn, thế nhưng là đứng mũi chịu sào. Tiễn môn chủ nghe xong, quả nhiên là đạo lý này, không khỏi cũng vừa cười vừa nói, Hoàng huynh nói đúng, trời sập xuống, có người cao đỉnh lấy. Đúng vậy, hai người liếc nhau, đều cười lên, đại công cáo thành, cùng lúc đó, thiên tôn lĩnh trên không, Âu Dương Minh Nguyệt thở phào một hơi, liếc bên người Tiêu Phàm một chút. Bỗng nhiên hơi sững sờ. Tiêu Phàm song mi giơ lên, lộ ra trưng cầu chi ý. Chí tôn tướng mệnh, chấm ngoặc kép, Âu Dương Minh Nguyệt nhẹ nói, hai mắt bên trong thần thái sáng láng. Nàng là thuật tính đại sư, trước kia nhìn thấy Tiêu Phàm thời điểm, mặc dù Tiêu Phàm tướng mạo cao quý không tả nổi, nhưng cũng kiếp nạn trùng điệp, từng bước duy gian, tỏ rõ lấy hắn cần trải qua vô số gặp trắc trở. Mà lại chí tôn tướng mạo ẩn mà không hiện, dù coi như là Âu Dương Minh Nguyệt dạng này thuật tính đại sư, cũng như ngắm hoa trong màn sương, luôn cảm thấy cách một tầng. Bây giờ Tiêu Phàm trên mặt biểu hiện trùng điệp kiếp nạn số lượng, lại đã giữa bất chi bất giác tán đi, toàn thân vương khí lượn lờ, chí tôn tướng mạo sôi nổi mà ra, lại vô nửa phân che lấp. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 1370.